Bản nguyên thế giới bên trong, hắn bản nguyên đại đạo không ngừng tăng cường, vô hạn tới gần 9.000 mét đại quan. Nhưng chính là một bước cuối cùng xa, lại bất kể như thế nào cũng vô pháp phóng ra. Còn không dung hợp, chờ đến khi nào? Hoang ma bản nguyên phân thân gầm thét một tiếng, hai tay đánh ra từng đạo thủ ấn. Sau đó, chân trời một đạo huyết sắc lưu quang kích xạ mà tới, giống như đuôi sao chổi xẹt qua bản nguyên thế giới tinh không, một đầu huyết sắc bản nguyên đại đạo xuất hiện ở hoang ma cách đó không xa. Nếu như Tiêu Phàm ở đây, tất nhiên có thể nhận ra, huyết sắc bản nguyên đại đạo phía trên đứng thân ảnh, thực sự là hoang ma bản nguyên phân thân. Bản tôn, người đã tỉnh. Hoang ma bản nguyên phân thân hướng về đối diện bản thân, trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Người vậy mà đột phá tiên vương cảnh, khó trách ta không cách nào đột phá. Hoang ma bản tôn bản nguyên phân thân trong mắt lóe lên vẻ kinh dị. Tiên cấm kiếp địa như thế nào? Hoang ma bản nguyên phân thân hỏi. Ta bị khư tộc bắt, nhất định phải đột phá hồng mông tiên vương, người ta dung hợp, đến lúc đó tự nhiên rõ rõ ràng ràng. Hoang ma bản tôn trầm giọng nói. Hoang ma phân thân trầm ngâm mấy tức, cuối cùng gật đầu một cái. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, dưới chân bản nguyên đại đạo bỗng nhiên sụp đổ, hóa thành minh mông năng lượng bản nguyên dung nhập hắn bản tôn bản nguyên đại đạo. Oanh, một tiếng kinh thiên nổ vang, hoang ma bản tôn bản nguyên đại đạo bỗng nhiên tăng vọt, trong nháy mắt bước qua 9.000 mét đại quan. Sau một khắc, hoang ma bản nguyên phân thân cũng nhanh chóng dung nhập hắn bản tôn. Cùng lúc đó, vô tận thần sơn hoang ma nơi bế quan. Hắn thân hình chậm rãi trở nên bắt đầu mơ hồ, cuối cùng hoàn toàn biến mất, dường như chưa từng có tồn tại qua. Thông đạo bên trong, vạn nguyên huyễn thú cùng khư thái tử một mực rằng co, hai người bất động, mặt khác khư tộc cường giả cũng không dám vọng động, giống như pho tượng một dạng đứng tại chỗ. Đột nhiên, vạn nguyên huyễn thú sau lưng một cái hỗn độn tiên linh tộc tu sĩ dư quang liếc nhìn sau lưng trong phòng giam, nhếch miệng lên một nụ cười. Hiển nhiên, hắn không phải người khác, chính là Tiêu Phàm. Ngay mới vừa rồi một sát na kia, hắn xuyên thấu qua trận pháp rõ ràng cảm nhận được, hoang ma đã thành công đột phá hồng mông tiên vương cảnh. Bản thân kế hoạch thành công, có hoang ma cái này hồng mông tiên vương ở, những cái này khư tộc, một cái cũng chạy không thoát. Phải biết, hồng mông tiên vương hồng mông tiên lực cường độ thế nhưng là tiên chi lực gấp 2, tương đương với bản nguyên đại đạo độ rộng tăng gấp bội tăng phúc. Mặc dù Tiêu Phàm thực lực, cũng có thể đối phó một số người này, nhưng hắn tạm thời còn không muốn bại lộ thực lực mình. Hơn nữa, coi như hắn giết chết những người này, đến lúc đó tất nhiên lại có nhiều người hơn xuống tới. Chỉ cần hoang ma không thành công, hắn liền không cách nào rời đi. Ngươi đang cười cái gì? Đột nhiên, khư thái tử quát lạnh một tiếng, ánh mắt sâm lãnh nhìn chằm chằm Tiêu Phàm. Người khác có lẽ không thấy rõ ràng. Nhưng khư thái tử nhưng vẫn chú ý đến đối diện vạn nguyên huyễn thú cùng sau người ba cái hỗn độn tiên linh tộc. Tiêu Phàm thực lực, hắn nhưng là tận mắt chứng kiến qua. Nhưng hắn không rõ biến mất, để khư thái tử không thể không hoài nghi, tất cả những thứ này đều là đối phương đặt ra bẫy. Ta sao, Tiêu Phàm cũng không che giấu nữa, không chút kiêng kỵ nhếch miệng cười một tiếng, ta đang cười, giả khư thái tử rốt cuộc phải hiển lộ chân hình. Những người khác nghe vậy, ánh mắt hơi sáng. Loại này lúng túng tràng diện, rốt cuộc phải kết thúc sao? Ngươi không phải khư thiên thành người, nhưng mà lúc này, khư thái tử bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, trên mặt đều là vẻ phẫn nộ, kinh khủng sát khí bộc phát, bay thẳng Tiêu Phàm đi. Vạn nguyên huyễn thú vừa mới chuẩn bị động thủ, có thể đây là, một cỗ hoảng sợ thiên uy từ phía sau đánh tới, toàn bộ thông đạo trong nháy mắt bị một cỗ kinh khủng lực lượng phong cấm. Phù 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 phù. Khư thiên thành tu sĩ càng là cảm nhận được một cỗ áp lực cực lớn, thân thể đứng không vững, giống như sủi cảo, một cái tiếp một cái quỳ rạp dưới đất. Đi mau, khư thái tử nổi giận gầm lên một tiếng, dùng hết toàn lực tránh thoát cỗ kia phong cấm lực trói buộc, thân thể nổ tung, hóa thành một đoàn hắc vụ nhanh chóng hướng về thông đạo hậu phương phóng đi. Nhưng mà lúc này, một vệt sáng từ cuối thông đạo gào thét mà tới, trong nháy mắt xé ra hắc vụ. A khư thái tử phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, hiển nhiên bị một kích này tổn thương rất nặng. Bất quá, hắn lại là không hề dừng lại một chút nào, cũng không quay đầu lại trốn ra thông đạo. Ngoại trừ khư thái tử bên ngoài, một người khác cũng phản ứng cực nhanh, đi theo tại chỗ biến mất, hắn không phải người khác, chính là Tham Khuê. Nhưng mà, trừ bọn họ hai người bên ngoài,
những người khác nhưng là không có vận tốt như vậy. Ầm ầm, lần lượt từng bóng người nổ tung, hoặc hóa thành mưa máu, hoặc hóa thành hắc vụ, tràn ngập thông đạo mỗi một tấc không gian. Vẻn vẹn trong nháy mắt, thông đạo cũng chỉ còn lại có Tiêu Phàm cùng vạn nguyên huyễn thú bình yên vô sự. Tiêu Phàm nội tâm sợ hãi thán phục, không hổ là Hồng Mông Tiên Vương, vậy mà như thế cường đại, có thể miểu sát Hỗn Nguyên Tiên Vương. Bất quá, hắn cũng không có hâm mộ, bởi vì hắn nếu ra tay toàn lực, cũng có thể làm đến bước này. Dù sao, hơn 9.000 mét bản nguyên đại đạo độ rộng, cũng không phải đùa giỡn. Tiêu Phàm cho vạn nguyên huyễn thú một ánh mắt, chỉ một thoáng, vạn nguyên huyễn thú mở ra miệng to như chậu máu, đem tất cả hắc vụ nuốt vào trong bụng. Hắn vừa mới đột phá Hỗn Nguyên Tiên Vương cảnh, chính cần đại lượng khư tộc năng lượng đến củng cố tu vi. Không dùng tự mình động thủ liền có thể an hưởng kỳ thành, tự nhiên là không thể tốt hơn nữa. Đồng thời, Tiêu Phàm cũng đem huyết vụ đầy trời đưa vào thể nội thế giới. Hắn mặc dù không muốn giết Hỗn Độn Tiên Linh tộc, nhưng giải cứu một cái tính một cái. Trước đó biến mất Hỗn Độn Tiên Linh tộc, cũng tất cả đều bị hắn ném vào thể nội thế giới, mà không phải thật chết. Làm xong tất cả những thứ này, Tiêu Phàm quay đầu nhìn về phía thông đạo hậu phương, lại là nhìn thấy một đạo thân ảnh khôi ngô sớm đã đứng ở nơi đó, trừ bỏ Hoang Ma còn có thể là ai. Hoang Ma, chúc mừng. Tiêu Phàm mỉm cười. Hoang Ma cau mày nhìn xem Tiêu Phàm, không nói một lời. Tiêu Phàm thần sắc như thường, Hoang Ma dĩ nhiên không biết hắn, nhưng hắn có thể lý giải, cũng không chờ mong Hoang Ma có thể báo đáp bản thân cái gì. Đột nhiên, Hoang Ma thân hình lóe lên, xuất hiện ở Tiêu Phàm trước người, một quyền trọng trọng nện ở Hoang Ma trên ngực, cái này nhưng làm Tiêu Phàm dọa cho phát sợ. Hoang Ma làm sao đối tự mình động thủ, hắn thật đúng là phải liều mạng không thể. Bất quá, quyền kia đầu cũng không có quá lực sát thương lớn, ngược lại giống như lão hữu chào hỏi một dạng. Tiểu tử ngươi, không phải nói không đến tiên cấm kiếp địa sao? Hoang Ma có chút khó chịu nhìn xem Tiêu Phàm. Nhìn thấy Hoang Ma thần sắc, Tiêu Phàm biểu tình vẻ kinh dị, ngươi biết ta. Hiển nhiên, trước mắt Hoang Ma thần thái, mới là hắn chân chính nhận biết Hoang Ma. Mà phía trước Hoang Ma, thực sự quá lạnh lùng. Yên tâm, ngươi hóa thành cho ta cũng nhận biết ngươi. Hoang Ma cười cười. Tiêu Phàm mặt sạm lại, người hắn nhà ước gì lão tử chết sao? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tiêu Phàm nhìn không được hỏi. Rời đi nơi này lại nói. Hoang Ma lấy tay vung lên, mang theo Tiêu Phàm cùng vạn nguyên huyễn thú biến mất ở trong đường hầm. Chỉ chốc lát sau, ba người xuất hiện ở trong Khư Thiên Thành một cái nơi hẻo lánh. Hoang Ma đem tất cả tinh tế nói tới, Tiêu Phàm thỉnh thoảng sợ hãi thán phục, thỉnh thoảng trầm mặc. Nguyên lai, Hoang Ma sớm tại hoang cổ thời đại cũng đã là đỉnh tiêm Hỗn Nguyên Tiên Vương, trận chiến kia hắn bản thân bị trọng thương, lâm vào ngủ say. Hắn cùng với người khác bất đồng chính là, hắn ở thượng cổ thời đại cũng đã thức tỉnh. Chỉ là hắn mặc dù khôi phục thương thế, nhưng tu vi nhưng vẫn dừng lại ở Hỗn Nguyên Tiên Vương đỉnh phong, từ đầu đến cuối đều không thể phóng ra một bước cuối cùng. Vì đột phá Hồng Mông Tiên Vương, hắn mạnh mẽ chặt đứt bản thân bản nguyên đại đạo. Một phần nhỏ lưu tại tách rời thân thể, xem như phân thân mà tồn tại, cũng xóa đi bản thân phần lớn ký ức. Mà hắn bản thân là tiến nhập tiên cấm kiếp địa. Đối với Hỗn Nguyên Tiên Vương cảnh hắn mà nói, thiếu một đoạn ngắn bản nguyên đại đạo mặc dù đối với hắn thực lực tăng phúc ảnh hưởng không lớn. Bất quá, cái này lại cho hắn trùng kích Hồng Mông Tiên Vương cơ hội. Bởi vì hắn phân thân cùng hắn bản nguyên đại đạo giống như đúc, chỉ cần phân thân bản nguyên đại đạo gia tăng, hai người dung hợp liền có thể phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chỉ là hắn không nghĩ tới chính là, vừa mới bắt đầu bản nguyên đại đạo tách rời, thực lực vẫn là giảm bớt đi nhiều, ở một lần cùng khư tộc giao thủ quá trình bên trong, rơi vào khư tộc trong tay nguyên nhân. Về sau, hắn một mực bị phong ấn ở đây, nhưng là bởi vì hắn bản nguyên đại đạo vẫn như cũ còn có hơn 8.000 mét nguyên nhân, khư tộc cho dù phục chế hắn bản nguyên đại đạo, cũng sẽ không vượt qua 2.000 mét. Tối đa cũng liền để khư tộc thêm một cái Hồng Trần Tiên Vương mà thôi. Đồng dạng, khư tộc lại giết bất tử hắn, tự nhiên cũng không thể tước đoạt hắn bản nguyên đại đạo. Đã biết nguyên nhân hậu quả Tiêu Phàm, nội tâm một trận thổn thức. Hắn không thể không thừa nhận, Hoang Ma nghị lực rất lớn, vậy mà nghĩ tới loại biện pháp này trùng kích Hồng Mông Tiên Vương cảnh. Đồng thời hắn lại nghĩ tới một vấn đề khác, bản thân đột phá Hỗn Nguyên Tiên Vương. Có phải hay không cũng cần mặt khác nghĩ một chút biện pháp đây. Hoang Ma,
ngươi hiện tại đến cùng trước kia ngươi, hay là ta nhận biết ngươi? Tiêu Phàm thở sâu, nhịn không được hỏi. Hoang ma bị Khư tộc phong ấn, hắn tự thân tất cả cũng đồng dạng bị phong cấm, giống như thời gian đình chỉ. Nhưng Tiêu Phàm nghĩ đến hoang ma trước đó dáng vẻ lạnh như băng, hắn vẫn còn có chút lo lắng. Dù sao hắn cùng với hoang ma giao tình là hắn phân thân, mà là bản thể. Ngươi liền xem như ta lại tìm về bản thân ký ức. Hoang ma cũng không quay đầu lại nói, ánh mắt nhìn chằm chằm vào sâu trong tinh không. Tiêu Phàm không nói nữa, loại kết quả này đã coi như là tốt nhất. Hắn nhận biết hoang ma, cũng chưa chết, mà là chiếm được một đoạn phủ bụi ký ức mà thôi. Thở sâu bình phục một lần nỗi lòng, hắn lần nữa nhìn về phía không trung. Lúc này, thần vô tận 4 người, cùng phe địch 6 người đã chiến đến gay cấn cấp độ. Khư tộc cùng hỗn độn tiên linh tộc một phương 6 người, rõ ràng ở vào thượng phong. Hoang ma, người không đi hỗ trợ. Tiêu Phàm nhìn thấy hoang ma không hề bị lay động, ẩn ẩn có chút bận tâm. Hồng Mông Tiên Vương, đã coi như là thế gian đỉnh cấp chiến lực. Thần vô tận bọn họ chỉ có 4 người, thiếu 2 đại chiến lực, rõ ràng 10 điểm ăn thiệt thòi, tiếp tục như vậy, bọn họ có thể không chống đỡ được bao lâu. Bây giờ là cái gì thế cục? Hoang ma nghi hoặc nhìn Tiêu Phàm. Tiêu Phàm nâng chán, người hắn nhà bất kể hắn là cái gì thế cục, nhìn thấy Khư tộc cùng hỗn độn tiên linh tộc, làm là được rồi. Hắn đột nhiên cảm giác, hoang ma có loại thiết hàm hàm khí chất. Thần vô tận ngươi không biết, ma chủ cùng minh vương ngươi tổng nhận ra a? Tiêu Phàm không trả lời thẳng, bởi vì hắn cũng không biết, vạn tộc một phe là kế hoạch gì. Chí ít cho đến bây giờ, đấu thiên còn chưa xuất hiện. Mặt khác, còn có lão nhân coi mộ, lão bất tử này thế nhưng là sớm liền tiến vào tiên cấm kiếp địa, nhưng hắn lại chưa nghe nói qua bất cứ tin tức gì của hắn. Thần vô tận ta biết, hoang ma hơi hơi nhíu mày, hắn xem như tu la tổ ma đệ tử. Tiêu Phàm mặt sạm lại, cái này đến lúc nào rồi, người nói cho ta những cái này có tác dụng gì. 4 người bọn họ tất nhiên không địch lại, người nếu gia nhập, bọn họ phần thắng liền sẽ lớn hơn một chút. Tiêu Phàm còn kém không nói ra để hoang ma trực tiếp động thủ. Hoang ma lông mày hơi nhíu, như có chút xoắn suýt mình rốt cuộc có nên hay không xuất thủ. Oanh, đột nhiên, một tiếng kinh thiên nổ vang từ đằng xa truyền đến. Tiêu Phàm quay đầu nhìn tới. Chỉ thấy Khư Thiên Thành một cái góc bụi bặm cuồn cuộn, vô số khư tộc cùng hỗn độn tiên linh tộc cường giả bay ngược mà ra, ngay sau đó tại hư không nổ tung. Đây là, Tiêu Phàm trợn to hai mắt, lộ ra không thể tưởng tượng nổi, vạn tộc còn có những người khác. Vừa dứt lời, Tiêu Phàm lại là nhìn thấy vô số thân ảnh từ Khư Thiên Thành bên ngoài kích xạ mà tới, kinh khủng tiên lực mãnh liệt, giống như sóng to gió lớn đánh thẳng vào Khư Thiên Thành. Nhìn thấy một màn này, Tiêu Phàm biểu tình kinh ngạc. Trong đó có không ít tiên vương cảnh, nhưng đại bộ phận đều là thiên vương cảnh cùng với phía dưới tu vi người. Hắn nghĩ không hiểu, vạn tộc vì sao sẽ để một đám thánh tổ cảnh tới nơi này, cái này căn bản chính là chịu chết a. Vạn tộc suy nhược quá lâu, sớm đã không thấy nhuệ khí, bây giờ còn không tiến nhập trạng thái, cuối cùng chỉ có thể chờ đợi chết. Hoang ma nhàn nhạt bình luận nói. Tiêu Phàm trầm mặc không nói. Vô tận tuế nguyệt đến nay. Vạn tộc tu sĩ dám vượt qua thông đạo đến bên này người, ít càng thêm ít, cái này làm sao không phải là sợ chết biểu hiện. Nếu không phải là có người giữ vững 6 đầu thông đạo, hơn nữa thời khắc điều động hỗn nguyên tiên vương tuần thú hỗn độn khư địa, đoán chừng khư tộc cùng hỗn độn tiên linh tộc đã sớm giết đi qua. Không hề nghi ngờ, vạn tộc đại bộ phận tu sĩ ở tại bọn hắn bảo vệ dưới, đã mất đi lòng tiến thủ, lại càng không cần phải nói liều mạng chém giết. Tạp phân thân thức tỉnh sắp đến. Chiến đấu không thể tránh né. Sớm cho vạn tộc làm một lần động viên, đây là 10 điểm cần thiết. Bất quá, Tiêu Phàm luôn cảm giác, thuốc này phía dưới có chút mãnh liệt. Vô luận là đỉnh tiêm chiến lực, vẫn là trung hạ tầng chiến lực, vạn tộc rõ ràng là không bằng khư tộc cùng hỗn độn tiên linh tộc. Huống chi, nơi này còn là khư tộc cùng hỗn độn tiên linh tộc đại bản doanh, một khi 9 đại thiên thành đồng thời xuất thủ, những người này tuyệt đối hữu tử vô sinh. Đương nhiên, thánh tổ cảnh cũng không thể dễ dàng như thế chết, tối đa chỉ là ngủ say hoặc là bị phong ấn. Nhưng cái sau mới là đáng sợ nhất, một khi bị phong ấn, khư tộc tất nhiên sẽ càng mạnh. Khư Thiên Thành tất cả mọi người nghe lệnh, vạn tộc đột kích, giết không tha. Cũng đúng lúc này, tinh không phía trên truyền đến một tiếng tức giận quát mắng. Cùng lúc đó,
một đạo lăng lệ trưởng cương từ trên trời giáng xuống, che khuất bầu trời, hướng về giết vào Khư Thiên thành vạn tộc tu sĩ oanh sát đi. Rất hiển nhiên, Khư Thiên xuất thủ, hắn nhưng là Hồng Mông Tiên Vương, một trưởng chi uy phía dưới, bình thường tiên vương cũng đỡ không nổi, như thế nào phổ thông thánh tổ cảnh có thể ngăn. Hừ, lúc này, Hoàng Ma lạnh rên một tiếng, bỗng nhiên tại chỗ biến mất. Lúc xuất hiện lần nữa, đã là ở cái kia cự trưởng phía dưới, chỉ thấy hắn giơ tay đấm ra một quyền, hung hăng đánh vào bàn tay khổng lồ kia phía trên. Oanh, cuồn cuộn Hồng Mông tiên lực bộc phát, cái kia trưởng cương bỗng nhiên nổ tung, nhưng mà, Hoàng Ma quyền cương lại là không giảm mảy may, lấy cấp tốc xiết vào tinh không, gia nhập chiến đoàn. Tiểu ma, người cũng tỉnh, Minh Vương kinh ngạc nhìn Hoàng Ma, vẻ mặt hưng phấn. Nghe được tiểu ma xưng hô, Hoàng Ma cười lạnh một tiếng, tiểu Minh, xem ra ngươi càng sống càng trở về, thời gian dài như vậy, liền một bộ phân thân đều giết không chết. Nói xong, Hoàng Ma đưa tay chính là một bàn tay, hung hăng quất vào Khư Thiên trên thân. Khư Thiên mặt lộ vẻ kinh hãi, thân thể bỗng nhiên nổ tung, hóa thành hắc vụ cuồn cuộn. Minh Vương khóe miệng giật một cái, lúng túng cười nói, không phải sao, vừa mới đột phá Hồng Mông Tiên Vương, còn không có thích ứng. Yếu chính là yếu, lấy ở đâu nhiều cớ như vậy. Hoàng Ma lạnh rên một tiếng. Tốt, các ngươi đừng đấu võ mồm, tranh thủ thời gian tiêu diệt bọn họ. Ma chủ hét lớn một tiếng, dưới chân ngọc đài hóa thành một vệt sáng, vỡ nát U Thiên nửa người. Một bên khác, Tử Vũ cũng khí thế phóng đại, Hoàng Ma xuất hiện, để bọn hắn lòng tin tăng vọt. Ha ha, lại đến một người lại như thế nào, các ngươi vẫn như cũ phải chết. Khư Thiên thân thể lần nữa hiện ra, vẻ mặt dữ tợn. Ồn ào, Hoàng Ma lạnh lùng phun ra hai chữ, lại là một quyền nện xuống, tốc độ nhanh chóng, lực lượng mạnh mẽ không thể tưởng tượng, rõ ràng không giống một cái vừa mới đột phá Hồng Mông Tiên Vương người. A, à, Khư Thiên gào thét, thân thể nổ tung, đối thương tổn của hắn dĩ nhiên không lớn, nhưng loại này thống khổ lại là cực kỳ chân thật. Chỉ là Hoàng Ma căn bản không cho hắn bất cứ cơ hội nào, một lần lại một lần xuất thủ, hắn thân thể lần nữa nổ tung, cơ hồ hoàn toàn không có sức đánh trả. Minh Vương mấy người đều nhìn ngốc mắt, Hoàng Ma chiến lực quả thực tăng mạnh. Chủ yếu nhất là, bọn họ rõ ràng có thể cảm ứng được, Hoàng Ma chỉ là vừa mới đột phá Hồng Mông Tiên Vương mà thôi, làm sao sẽ mạnh như vậy đây? Bọn họ làm sao biết, Hoàng Ma bản nguyên đại đạo có thể không chỉ có 9.000 mét, mà là đạt đến 9.400 mét. Vượt qua 9.000 mét, đừng nói 100 mét, chính là muốn mở ra 1 mét đều hết sức gian nan. Ngươi giết không chết bản vương. Khư Thiên thanh âm vang lên lần nữa, chỉ là lần này, hắn nghĩ khôi phục nhục thân, rõ ràng muốn khó khăn rất nhiều. Hô, liền khi Hoàng Ma chuẩn bị tiếp tục động thủ thời khắc, Khư Thiên quanh thân đột nhiên toát ra một vòng xoáy khổng lồ, điên cuồng cắn nuốt Khư Thiên thân thể sương mù màu đen. Ai, Khư Thiên thấy thế, kinh hô một tiếng, trong mắt tràn đầy hoảng hốt. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Khư Thiên hoảng sợ gầm thét. Trong nháy mắt hấp dẫn đám người lực chú ý. Khi bọn hắn ngẩng đầu nhìn tới thời khắc, lại là nhìn thấy ở Khư Thiên cách đó không xa, một đạo áo đen thân ảnh hiện ra. Tiêu Phàm, Hoàng Ma sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới, Tiêu Phàm vậy mà bất chi bất giác xuất hiện ở đây. Phải biết, hắn chỉ là một cái La Thiên Tiên Vương a. Kẻ này là ai? Minh Vương kinh dị, lộ ra không thể tưởng tượng nổi. Nơi này chính là Hồng Mông Tiên Vương chiến trường, một cái La Thiên Tiên Vương vậy mà xuất hiện ở đây, cái này cần bao lớn dũng khí. Mấu chốt nhất là, bình thường La Thiên Tiên Vương, chưa chắc có thể chịu được bọn họ dự uy. Hoàng Ma, cho ta nghiền nát hắn, Tiêu Phàm giống to. Khư Thiên thế nhưng là Hồng Mông Tiên Vương a, hắn ẩn chứa lực lượng, đối với vạn nguyên huyễn thú mà nói, nhất định chính là thiên đại tạo hóa. Đây cũng là Tiêu Phàm mạo hiểm gia nhập chiến trường nguyên nhân. Hắn tin tưởng, nếu như vạn nguyên huyễn thú có thể nuốt Khư Thiên năng lượng, cho dù không thể trùng kích Hồng Mông Tiên Vương, cũng tất nhiên có thể đạt tới Hỗn Nguyên Tiên Vương đỉnh phong. Cơ duyên như vậy, đi nơi nào tìm? Hoàng Ma trong nháy mắt minh bạch Tiêu Phàm ý tứ, hắn phân thân đi theo Tiêu Phàm nhiều năm như vậy, làm sao không biết Tiêu Phàm căn thần thức là vạn nguyên huyễn thú đây? Vạn nguyên huyễn thú trên bản chất chính là khư tộc, bọn họ có lẽ giết không chết khư tộc, nhưng vạn nguyên huyễn thú tuyệt đối có thể. Nghĩ vậy, Hoàng Ma quyết đoán xuất thủ, căn bản không cho Khư Thiên cơ hội khôi phục. Quân Thiên, Huyền Thiên,
Hỗn độn thiên, nhanh, mau giết hắn. Nơi xa, U Thiên gầm thét không thôi. Nhìn thấy Khư Thiên hoảng hốt, hắn nội tâm có loại bất an mãnh liệt, cái kia La Thiên Tiên Vương cảnh tiểu tử, vậy mà nhường hắn cảm nhận được uy hiếp chí mạng. Kỳ thật nào chỉ là hắn, Quân Thiên cũng đồng dạng cảm nhận được. Không cần U Thiên mở miệng, Quân Thiên đã chủ động giết tới. Cản bọn họ lại. Ma chủ giống to, dưới chân ngọc đài cấp tốc biến lớn, vậy mà chuẩn bị lấy sức một mình, ứng phó Quân Thiên cùng U Thiên. Minh Vương tay mắt lanh lẹ, trong nháy mắt xuất hiện ở Minh Vương cách đó không xa, cùng U Thiên chiến đấu cùng một chỗ. Huyền Thiên, Hỗn Độn Thiên, các ngươi còn lo lắng cái gì? Giết hắn, U Thiên gào thét, điên cuồng công kích Minh Vương, có thể Minh Vương lại không lùi mảy may. Nếu như U Thiên bản thể, hắn có lẽ không phải là đối thủ. Nhưng trước mắt hắn U Thiên, chỉ là một bộ phân thân mà thôi. Hắn điều động bản thể bản nguyên đại đạo có hạn, thực lực cần phải giảm bớt đi nhiều. Huyền Thiên cùng Hỗn Độn Thiên hai người mí mắt trao lên, bọn họ tới đây, vốn cũng không phải là tự nguyện, chỉ là không thể không thần phục ở Khư tộc uy áp phía dưới mà thôi. Nhưng hai người cũng có tính toán của mình, bọn họ chỉ muốn làm một cái người tham dự, vẽ vẩy nước mà thôi, nơi nào sẽ đem hết toàn lực. Các ngươi đối thủ là ta. Không đợi hai người mở miệng, Tử Vũ Thần Vương đã ngăn tại trước người bọn họ. Khi hắn nhìn thấy Tiêu Phàm trong nháy mắt, cũng đã nhận ra Tiêu Phàm thân phận, cái gì cũng biết biến, nhưng linh hồn khí tức là sẽ không thay đổi. Mặc dù cái này đại ca hiện tại chỉ là La Thiên Tiên Vương, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không cho phép những người khác đối Tiêu Phàm bất lợi. Oanh, chỉ một thoáng, Huyền Thiên cùng Hỗn Độn Thiên hai người cùng Tử Vũ chiến đấu, hai người đang nghĩ ngợi làm sao kéo dài chiến đấu đây. Bọn họ thậm chí ước gì Khư Thiên bị Tiêu Phàm tiêu diệt, vô số năm qua, bọn họ ở Khư tộc trước mặt nhận hết sỉ nhục, Khư Thiên phân thân nếu như chết rồi, cũng coi là cho Hỗn Độn Tiên Linh tộc đòi lại một điểm lợi tức. Hoàng Thiên, cứu ta! Khư Thiên biết rõ, muốn Huyền Thiên cùng Hỗn Độn Thiên cứu hắn, cơ hồ là không thể nào. Hỗn Độn Tiên Linh tộc nếu là thật lòng thực lòng thần phục Khư tộc, vậy liền không chỉ đám bọn hắn Huyền Thiên cùng Hỗn Độn Thiên đến. Thân làm Cửu Thiên đệ nhất và đệ nhị Thương Thiên cùng Thanh Thiên, hai người chẳng phải không biết thân sao. Ở tạp xuất hiện phía trước, Hỗn Độn Tiên Linh tộc là tuyệt đối không có khả năng cam tâm tình nguyện quy thuận Khư tộc. Bằng không mà nói, vạn tộc lại có thể kiên trì đến bây giờ. Phế vật, không chung, Hoàng Thiên một kiếm đẩy lui Thần Vô Tận, quay người hướng về Tiêu Phàm đánh tới. Chạy đi đâu, Thần Vô Tận một tiếng quát mắng, hắn thân hình trong nháy mắt hóa thành mấy trăm, chặn lại Hoàng Thiên đường đi, vô cùng vô tận kiếm khí bắn ra, dày đặc mỗi một tấc không gian. Hoàng Thiên lần nữa bị cuốn lấy, hắn cố nhiên là bản thể, nhưng Thần Vô Tận thực lực cũng cực kỳ bất phàm. Chí ít, hắn bản nguyên đại đạo đã vượt xa 9.000 mét. Hoàng Thiên hai mắt đỏ bừng, sắc mặt khó xử tới cực điểm, đợi chủ thượng thức tỉnh, các ngươi đều phải chết. Vậy cũng phải hắn tỉnh lại nói. Thần Vô Tận cười lạnh. Chư thiên vạn giới, có thể làm cho bọn họ sợ hãi, cũng chỉ có 31 người, đương nhiên sẽ không đem Hoàng Thiên để ở trong mắt. Nếu như liền Hoàng Thiên cũng đỡ không nổi, bọn họ lại dựa vào cái gì chống đối tạp đây? Hoàng Thiên khó thở, lại không thể làm gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Khư Thiên phân thân bị thôn phệ. Hỗn trướng, đợi bản vương bản tôn trở về, tất diệt các ngươi. Khư Thiên gầm thét, bi phẫn hết sức. Hắn nhục thể một lần lại một lần khôi phục, có thể lại lần lượt bị hoang ma đập bạo, muốn đào thoát, căn bản làm không được. Người bản tôn trở về, lão tử lại diệt một lần. Tiêu Phàm cười lạnh không thôi. Đồng thời, hắn tốc độ cắn nuốt càng lúc càng nhanh, thể nội vạn nguyên huyễn thú càng là nhảy cẫng hoan hô. Như thế thuần túy năng lượng, đối với hắn mà nói quả thực đầy đủ chân quý. Chỉ chốc lát sau, Khư Thiên rốt cục đình chỉ dãy giụa, tất cả nhục thân năng lượng hoàn toàn bị vạn nguyên huyễn thú thôn phệ luyện hóa. Khư tộc cùng vạn tộc khác biệt, bọn họ không có chân chính bản nguyên đại đạo, mà là phục chế người khác mà thôi. Cho dù phục chế về sau, bọn họ bản nguyên đại đạo cũng là hư ảo. Mà hắn phân thân, chẳng qua là một bộ năng lượng tập hợp thể, hắn điều động lực lượng, vẫn như cũ chỉ là hắn bản tôn cái kia hư ảo bản nguyên đại đạo. Tiên Linh nói cho Tiêu Phàm, bất kỳ thế giới nào đều có thể thông qua bản nguyên thế giới tính cả, dù cho thời không chi hà cũng không ngoại lệ. Nhưng là, hắn phòng ấn vẫn tồn tại như cũ, bằng không mà nói, tạp bản thể đã sớm giết ra bản nguyên thế giới.
Dù sao, liền tạp ý thức thể đều có thể mở ra bản nguyên thế giới, hắn bản tôn lại làm sao có thể làm không được đây. Khư Thiên tình huống hiện tại chính là, mặc dù có thể điều động bản thể bản nguyên đại đạo lực lượng, nhưng vẫn như cũ cách một tầng phong ấn, điều động lực lượng hết sức có hạn. Hỗn trướng, U Thiên nhìn thấy Khư Thiên phân thân biến mất, lập tức gầm thét không thôi, trên mặt đều là vẻ sợ hãi. Quân Thiên cũng mặt âm trầm, nhất thời thất thần, bị ma chủ một trưởng vỗ nát nửa người. Hiện tại đến phiên ai? Hoàng ma ánh mắt lạnh như băng đảo qua Quân Thiên cùng U Thiên, hai người chỉ cảm thấy bị một con rắn độc tiếp cận đồng dạng, bỗng nhiên giật mình. Từ gọi to nhất bắt đầu đi, Tiêu Phàm không có hảo ý nhìn xem U Thiên. Vạn nguyên huyễn thú thôn phệ Khư Thiên phân thân năng lượng, khí tức lần nữa tăng vọt, hắn hư ảo bản nguyên đại đạo đã vượt qua 8.000 mét. Hắn rất chờ mong, vạn nguyên huyễn thú đột phá hồng mông tiên vương cảnh, đến lúc đó thực lực sẽ đạt tới như thế nào cấp độ. U Thiên cảm nhận được Tiêu Phàm ánh mắt, lạnh từ đầu tới chân. Tiểu tử này vậy mà theo dõi ta. Giờ khắc này, U Thiên hoàn toàn quên đi, Tiêu Phàm chỉ là một cái La Thiên tiên vương mà thôi. Hắn thấy, thằng danh con này quả thực so hồng mông tiên vương còn kinh khủng hơn. Thương Thiên, Thanh Thiên, các ngươi chuẩn bị một mực xem kịch vui sao? Đợi chủ thượng trở về, nhất định sẽ không bỏ qua cho các ngươi. U Thiên một bên chống đối Minh Vương công kích, một bên gầm thét. Cầm trong tay thanh kiếm muốn làm hiệp khách, nhưng tim lại là lạnh thế giới duy nhất pháp sư. Theo U Thiên một tiếng quát như sấm, đám người tất cả đều đã ngừng lại thân hình, thần sắc khác nhau hướng về tứ phương. Thần Vô Tận mấy người cau mày, có chút kiêng kỵ, cũng có chút chờ mong. Kiêng kỵ là, Thương Thiên cùng Thanh Thiên thực lực. Hai người này nếu như xuất hiện, tuyệt đối là tai nạn tính. Phải biết, ở tiên cổ thời đại, Thương Thiên cùng Thanh Thiên thế nhưng là có thể cùng người hoàng chống lại tồn tại, lúc trước cũng chính là bởi vì bọn hắn hai người, kém chút tiêu diệt vạn tộc. Dù cho Quy Thuận Khư tộc, Thương Thiên cùng Thanh Thiên cũng vẫn như cũ xếp tại cửu thiên trước hai, có thể nghĩ hai người thực lực. Chí ít, mọi người ở đây, tuyệt đối không người là hai người bọn họ đối thủ. Mà mong đợi là, nếu như Thương Thiên cùng Thanh Thiên không xuất hiện, đây chẳng phải là nói rõ, hai người bọn họ sớm đã có phản loạn Khư tộc tâm tư. Nếu như thiếu hai cái này mạnh mẽ đối thủ, đối với vạn tộc mà nói, thế nhưng là khắp trốn mừng vui tốt đẹp tin tức. Hoàng Thiên mặt âm trầm, chờ đợi chốc lát, vẫn như cũ chưa từng thấy đến Thương Thiên cùng Thanh Thiên xuất hiện, quát khẽ nói, Thương Thiên, Thanh Thiên, các ngươi liền đợi đến bị tiên chủ chế tài a. Trong giọng nói của hắn đều là ý uy hiếp. Hiển nhiên là muốn bức bách Thương Thiên cùng Thanh Thiên xuất thủ. Nhưng khắp nơi vẫn như cũ yên tĩnh im ắng, hoàn toàn tĩnh mịch. Ha ha, Hoàng Thiên, các ngươi cho rằng mình là tạp sao, còn dám uy hiếp người khác. Tử Vũ cười to không thôi, huống chi, hai người bọn họ lúc trước bản thân bị trọng thương, bây giờ còn chưa hẳn thức tỉnh đây. Hoàng Thiên sắc mặt băng lãnh đến cực điểm, thức tỉnh đến nay, hắn xác thực chưa thấy qua Thương Thiên cùng Thanh Thiên. Nhưng là... Hắn dám khẳng định, hai người này khẳng định đã tỉnh, mà lại còn đang một góc nào đó hướng về nơi này. Bất quá, nếu như hai người làm bộ không có thức tỉnh, bọn họ cũng không thể tránh được. Thậm chí đến lúc đó tạp nếu là tìm bọn họ để gây sự, đoán chừng cũng không tiện coi đây là lấy cớ. Dù sao lúc trước hỗn độn tiên linh tộc đầu nhập vào Khư tộc, vẻn vẹn chỉ là bởi vì tạp mà thôi, bằng vào Khư tộc những người khác, còn không có tư cách này. Kỳ kỳ oai oai nhiều như vậy làm cái gì, tiêu diệt bọn họ. Hoàng ma nổi giận gầm lên một tiếng, dẫn đầu hướng về U Thiên phóng đi. Bọn họ giết không chết U Thiên, dù cho hắn chỉ là một bộ phân thân, nhưng là Tiêu Phàm có thể làm được a. Trong lúc nhất thời, đám người lần nữa chiến thành một đoàn. Khư tộc một phương quét một người, thực lực tự nhiên giảm bớt đi nhiều. Hơn nữa Huyền Thiên cùng Hỗn Độn Thiên hai người vẩy nước. Bọn họ không thể nào là vạn tộc nhất phương đối thủ. Không chung, Hoang Ma cùng Minh Vương hai người điên cuồng công kích U Thiên nửa người nổ tung, hóa thành đầy trời hắc vụ. Tiêu Phàm mặt mày hớn hở đứng ở biên giới chiến trường, điên cuồng cắn nuốt U Thiên năng lượng. Liên tiếp, U Thiên chiến lực không ngừng rơi xuống. Hắn nhiều lần xông phá Hoang Ma cùng Minh Vương vây công, muốn giết chết Tiêu Phàm. Nhưng Tiêu Phàm căn bản không cùng hắn chính diện va chạm. Nhìn thấy hắn đánh tới, xoay người chạy. Mà một khi hắn lần nữa bị Hoang Ma cùng Minh Vương vây công, lại lần nữa ẩn núp đi lên, nhất định chính là thuốc cao da chó, siêu cấp bất đắc dĩ.
Đám người không biết là, Tiêu Phàm nếu như ra tay toàn lực, kỳ thật cũng đã có cùng U Thiên chính diện thực lực đánh một trận. Chỉ là, hắn tạm thời còn không muốn bại lộ thực lực, nhiều một mình hắn không nhiều, thiếu một mình hắn cũng không ít. Thời gian uống cạn chung trà về sau, U Thiên rốt cục không chịu nổi, bị Minh Vương cùng Hoang Ma nghiền nát nhục thân. Tiêu Phàm thi triển thời không giới, trực tiếp cướp đoạt U Thiên 1/3 năng lượng. Nay đã suy yếu vô cùng U Thiên, chỗ nào còn có thể chịu đựng lấy Hoang Ma cùng Minh Vương liên thủ công kích. Sau một nén nhang, U Thiên phân thân hoàn toàn chết đi. Nhưng mà, Tiêu Phàm ba người căn bản không có dừng tay ý tứ, bọn họ lần nữa cùng ma chủ liên thủ, đem ma chảo đưa về phía Quân Thiên. Quân Thiên rất muốn chạy trốn chạy, có thể Hoang Ma ba người hiện lên tam giác chi thế, gắt gao đem hắn vây ở trung ương. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Tiêu Phàm thôn phệ bản thân lực lượng, cuối cùng không cam lòng vẫn lạc. Từ đầu đến cuối, bọn họ thủy chung nghĩ không hiểu, Tiêu Phàm vì sao có được thôn phệ khư tộc năng lực. Đừng nói gặp, trước kia bọn họ nghe đều chưa nghe nói qua. Nếu như Khư Thái Tử ở đây, có lẽ bọn họ liền hiểu. Thôn phệ bọn họ năng lượng, căn bản không phải Tiêu Phàm, mà là cái kia giả mạo hắn ra hỏa. Khư Thiên, U Thiên cùng Quân Thiên phân thân lần lượt vẫn lạc, khư tộc một phương thực lực giảm đi nhiều, chỉ còn lại Hoàng Thiên, Huyền Thiên cùng Hỗn Độn Thiên. Hoàng Thiên mặc dù là bản tôn, thực lực cực kỳ cường đại, có thể vững vàng áp chế Đại Thần Thiên. Nhưng hiện tại, Hoang Ma bọn họ rãnh tay đến, hắn chỗ nào hay là đối tay. Hỗn trướng, Hoàng Thiên gầm thét, thương thế trên người càng ngày càng nặng. Tiếp tục như vậy, hắn đoán chừng lại phải rơi vào trạng thái ngủ say không thể. Hoàng Thiên, người có thể so sánh Quân Thiên bọn họ phải xui xẻo nhiều, bọn họ chết chỉ là phân thân, mà ngươi, lại là bản thể. Hoàng Ma nhếch miệng cười một tiếng, trong mắt hàn quang lấp lóe. Dù cho ở Hoang Cổ, bọn họ cũng chưa từng giết sảng khoái như vậy, mặc dù chết đi vẻn vẹn chỉ là phân thân mà thôi. Nếu như Hoàng Thiên bản tôn vẫn lạc, khư tộc tổn thất, tuyệt đối so với Khư Thiên ba người bọn họ phân thân vẫn là còn muốn lớn hơn. Nghĩ vậy, Hoàng Ma mấy người chiến càng ngày càng điên cuồng, một bộ không giết Hoàng Thiên thể không bỏ qua tư thế. Bọn họ lại không thể không thừa nhận Khư Thiên cường đại, lấy một địch bốn, cũng chỉ là thụ thương mà thôi, hơn nữa còn càng chiến càng hăng. Hoàng Thiên có loại lập tức chạy trốn xúc động, nhưng hắn biết rõ, mình không thể trốn. Một khi trốn, Khư Thiên thành liền triệt để kết thúc. Càng khẩn yếu hơn chính là, tạp phân thân vô cùng có khả năng trì hoãn thức tỉnh, đây mới là tai nạn tính. Thương Thiên cùng Thanh Thiên ngồi lên vách tường xem, Huyền Thiên cùng Hỗn Độn Thiên lại một mực vẩy nước, nếu như hắn đều trốn, tiên cấm kiếp địa đoán chừng liền sẽ triệt để biến thành vạn tộc địa bàn. Hoàng Thiên cắn chặt răng kiên trì, giờ phút này, hắn hận nhất người cũng không phải Hoang Ma bọn họ, mà là Tiêu Phàm. Nếu không phải Tiêu Phàm, bọn họ há lại sẽ bại nhanh như vậy. Nhất là nhìn thấy tiểu tử kia lại còn ở biên giới chiến trường len lén thôn vệ bản thân lực lượng, hắn lửa giận liền không chỗ phát tiết. Hắn nhiều lần thử nghiệm phá vây, lại không có một lần thành công. Hoang Ma bốn người bọn họ, liều chết bảo hộ lấy Tiêu Phàm. Về phần Huyền Thiên cùng Hỗn Độn Thiên, cùng Tử Vũ đối chiến, ba người ngươi một quyền ta một cước, nơi nào có nửa điểm đánh giết bộ dáng, căn bản liền giống như là đang chơi một dạng. Tiên chủ, Hoàng Thiên rốt cục không chịu nổi, hắn thân thể xuất hiện vô số vết rạn, một cánh tay nổ tung, khí tức trên thân suy yếu tới cực điểm. Bị bốn người vây công, có thể kiên trì đến bây giờ, đã 10 điểm khó được. Đừng hô, ai cũng không thể cứu được ngươi. Hoàng Ma cực kỳ bá đạo, xuất thủ càng ngày càng lăng lệ, tàn nhẫn. Oanh, nhưng mà vừa dứt lời, bên trong Khư Thiên Thành, đột nhiên bộc phát ra một cỗ hủy diệt tính năng lượng ba động, tiên lực giống như sóng lớn đồng dạng đánh thẳng vào tứ phương. Khư Thiên Thành bên trong tất cả mọi người bị hất bay ra ngoài, vô số người thân hình nổ tung, vô cùng thê thảm. Không tốt, tạp phân thân muốn thức tỉnh, thần vô tận kêu to, Minh Vương, Ma Chủ, Hoang Ma, các ngươi mau chóng giết Hoàng Thiên, lại đến giúp ta. Dứt lời, thần vô tận lui ra chiến đấu, cấp tốc hướng về Khư Thiên Thành kích xạ đi. Hắn tự biết không phải tạp phân thân đối thủ, nhưng là, hắn nhất định phải tận lực kéo dài thời gian. Chỉ cần Hoàng Thiên cái chết, thì tương đương với chém dụng tạp phân thân một cái cánh tay, dạng này bọn họ mới có phần thắng. Ha ha, tiên chủ tỉnh lại, các ngươi, đều phải chết.
Hoàng Thiên cười nói cực kỳ càn rỡ, trên mặt lo âu và hoảng hốt sớm đã biến mất, có chỉ là dữ tợn. Cầm trong tay thanh kiếm muốn làm hiệp khách, nhưng tim lại là lạnh thế giới duy nhất pháp sư. Tạp phân thân tình, Tiêu Phàm nhìn thấy thần vô tận phóng tới Khư Thiên Thành, ánh mắt có chút ngốc trệ, trong lòng có loại bất an mãnh liệt. Chỉ chốc lát sau, hắn lần nữa bị chiến đấu bừng tỉnh. Hoàng Ma, Minh Vương cùng Ma Chủ ba người thủ đoạn đều xuất hiện, giết Hoàng Thiên liên tục bại lui, nhục thân không ngừng sụp đổ, thê thảm tới cực điểm. Nhưng mà, Hoàng Thiên vẫn như cũ cười, hơn nữa cười càng ngày càng tà dị. Tiêu Phàm khẽ cắn môi, lần nữa theo phía trước, len lén thôn vệ Hoàng Thiên lực lượng. Hoàng Thiên không hổ là bản thể, thân thể năng lượng xa không phải Khư Thiên bọn hắn phân thân có thể so sánh. Đáng tiếc, Vạn Nguyên Huyễn Thú thôn vệ Khư Thiên, U Thiên cùng Quân Thiên ba người phân thân năng lượng, tạm thời kẹt tại Hỗn Nguyên Tiên Vương cảnh đỉnh phong, vẫn không có đột phá Hồng Mông Tiên Vương xu thế, cái này vượt xa Tiêu Phàm dự kiến. Bất quá Tiêu Phàm cũng không lo lắng, điều này nói rõ Vạn Nguyên Huyễn Thú cơ sở rất vững chắc. Ba đầu Hồng Mông Tiên Vương Khư tộc phân thân, vậy mà không cách nào làm cho hắn đột phá Hồng Mông Tiên Vương cảnh. Cái này khiến Tiêu Phàm 10 điểm chờ mong, nếu như Vạn Nguyên Huyễn Thú đột phá Hồng Mông Tiên Vương, lại sẽ là như thế nào cường đại. Các ngươi giết không chết bản vương, chờ chút chết chính là bọn ngươi, tiên chủ thức tỉnh, vạn tộc tất diệt. Hoàng Thiên thỉnh thoảng gầm thét, thân thể lung lay sắp đổ, có thể vẫn không có mảy may hoảng hốt. Tiêu Phàm thấy thế, cau mày. Thức tỉnh chỉ là tạp một bộ phân thân mà thôi, Hoàng Thiên vậy mà như thế tự tin. Nếu như tạp bản thể, còn đến mức nào? Điều này cũng làm cho Tiêu Phàm từ khía cạnh hiểu được tạp phân thân cường đại, nếu không, Hoàng Thiên từ đâu tới tự tin, như thế tín nhiệm tạp phân thân. Trừ bỏ tạp bên ngoài, so với Khư tộc, Hỗn Độn Tiên Linh tộc kỳ thật mới là uy hiếp lớn nhất. Tiêu Phàm âm thầm trầm ngâm. Hoàng Thiên thực lực đã như thế mạnh mẽ, mà hắn chỉ là đang trong 9 ngày xếp hạng đệ tam mà thôi. Cái kia xếp tại đệ nhất và đệ nhị Thương Thiên cùng Thanh Thiên đây. Tiêu Phàm không cách nào tưởng tượng, hắn chỉ hy vọng, hai người này tốt nhất đừng xuất thủ. Bất quá Tiêu Phàm không hiểu là, vì sao Thương Thiên cùng Thanh Thiên sẽ làm một cái quần chúng đây. Hai người bọn họ khẳng định cũng biết tạp khủng bố, chẳng lẽ sẽ không sợ tạp muộn thu nợ nần sao? Phải biết, Hỗn Độn Tiên Linh tộc không ít cường giả bị chém đứt bản nguyên đại đạo, còn ở tạp trong tay đây. Hiện tại Hỗn Độn Tiên Linh tộc thực lực, rõ ràng còn không bằng tiên cổ thời đại. Tiên cổ thời đại bọn họ đều không dám phản kháng tạp, hiện tại lại ở đâu ra dũng khí? Chỉ có hai loại khả năng, một loại là bọn họ thật không có thức tỉnh, loại thứ hai thì là, có người ngăn cản bọn họ. Tiêu Phàm trong đầu linh quang lóe lên. Theo hắn biết, Đấu Thiên cũng thức tỉnh, lão nhân coi mộ cũng tiến nhập tiên cấm kiếp địa. Ngày hôm nay, hai người bọn họ cũng không có xuất hiện, nhất định là có mặt khác chuyện trọng yếu hơn. Mà ngăn cản Thương Thiên cùng Thanh Thiên, so với ứng phó Khư Thiên bọn hắn phân thân, hiển nhiên quan trọng hơn. Thậm chí, Tiêu Phàm cảm thấy, Đấu Thiên bọn họ không chỉ là đi ngăn cản mà thôi, hẳn còn có ý nghĩ khác. Chí ít cho đến bây giờ, bọn họ còn không có cảm ứng được Thương Thiên Thành cùng Thanh Thiên Thành chiến đấu. Xem ra, bọn họ đều xuống một bàn cờ rất lớn a. Tiêu Phàm thở sâu, cảm khái vô hạn, bản thân vẫn là khinh thường người trong thiên hạ. Hắn nghĩ nói phục Hỗn Độn Tiên Linh tộc, lại là không nghĩ tới, có người khả năng đã sớm ở thực hành. Ầm ầm. Tiêu Phàm suy nghĩ bị tiếng nổ thật to cắt ngang, khi hắn kịp phản ứng thời khắc, một cái cự thủ hướng về hắn chộp tới. Tiêu Phàm bản năng muốn động thủ, nhưng làm hắn nhìn thấy bàn tay kia chủ nhân lúc, trong nháy mắt đã ngừng lại thân hình. Đại ca, ngươi trước đi, Tử Vũ nhếch miệng cười một tiếng, ngay sau đó nhanh chóng đem hắn ném ra ngoài. Tiêu Phàm thân hình cấp tốc lui lại, khi hắn hướng về Khư Thiên Thành nhìn tới thời khắc, lại là phát hiện, Khư Thiên Thành đã toàn bộ sụp đổ. Triệt để trở thành một vùng phế tích. Vạn tộc vô số tu sĩ điên cuồng chạy trốn, hướng về Hỗn Độn Khư địa thối lui, mà Khư tộc cùng Hỗn Độn Tiên Linh tộc tu sĩ ở hậu phương điên cuồng truy kích, chiến trường tại chiều lấy Hỗn Độn Khư địa chuyển di. Đây là chuẩn bị triệt để khai chiến sao? Tiêu Phàm ngừng thân hình, không có đào tẩu. Tử Vũ mặc dù là hảo ý, không muốn hắn xuất hiện cái gì bất ngờ. Nhưng là, hắn hiện tại chí ít cũng có thể cùng phổ thông Hồng Mông Tiên Vương một trận chiến. Căn bản không cần thiết lùi bước. Nếu là mình liền tạp phân thân đều không có một trận chiến dũng khí, vậy sau này làm sao đối mặt bản thể?
hắn nhìn thoáng qua trốn hướng hỗn độn khư địa vạn tộc tu sĩ, nhíu mày. Hắn biết rõ, đây là vạn tộc cao tầng đối bọn hắn lịch luyện, trước mắt chiến đấu còn vẻn vẹn chỉ là bắt đầu mà thôi, căn bản chính là một đạo món ăn khai vị. Tiếp đó, vạn tộc tất nhiên sẽ cùng khư tộc toàn diện khai chiến. Hắn tin tưởng, vạn tộc cao tầng cũng sẽ không trơ mắt để bọn hắn đi chịu chết, khư trong tộc mặc dù có hỗn nguyên tiên vương cảnh xuất thủ, nghĩ đến vạn tộc cũng đồng dạng sẽ có bậc này chiến lực. Tập trung ý chí, Tiêu Phàm lần nữa nhìn về phía khư thiên thành vị trí. Sụp đổ khư thiên thành bên trong, một bóng người phóng lên tận trời, nửa người nổ tung, máu me đầm đìa, nhìn qua cực kỳ thảm liệt. Tiêu Phàm liếc mắt một cái liền nhận ra người kia, dĩ nhiên là Thần Vô Tận. Lấy Thần Vô Tận trước đó hiển lộ thực lực đến xem, hắn là hoàn toàn có cùng Hoàng Thiên thực lực đánh một trận, có thể bây giờ lại bị oanh bay. Tạp phân thân chẳng lẽ cường đại như vậy? Không chung, ma chủ cùng Minh Vương mấy người đã đình chỉ xuất thủ, lách mình xuất hiện ở Thần Vô Tận trước người, dương mắt lạnh lẽo phía dưới khư thiên thành. Hoàng Thiên, Huyền Thiên cùng Hỗn Độn Thiên ba người thừa cơ nhanh chóng lùi về phía sau. Đi tới khư thiên thành vị trí, phòng bị hướng về Thần Vô Tận mấy người, trong mắt hiện ra vẻ cười lạnh. Trước đó sợ hãi cùng lo lắng, sớm đã biến mất không còn một mảnh. Có tạp phân thân ở, bọn họ hoàn toàn không sợ hãi. Các ngươi chờ chết a! Hoàng Thiên lạnh giọng mở miệng, nhìn về phía Thần Vô Tận đám người ánh mắt, liền tựa như lại nhìn một đám người chết. Ở tạp trước mặt, Hồng Mông Tiên Vương cảnh lại như thế nào? Cũng như run rế ngưỡng vọng Thương Long, nhỏ bé có thể không đáng kể, như thế chênh lệch, để người tuyệt vọng. Thật sự là tạp quá cường đại, thái cổ đến nay, hắn hung danh cơ hồ khiến vạn giới cường giả sợ hãi, dù chỉ là một bộ phân thân. Lúc trước chúng ta có thể giết hắn một lần, hôm nay, vẫn như cũ có thể sau đó là giết hắn một lần. Hoàng Ma âm thanh lạnh lùng nói, không có chút nào vẻ sợ hãi. Có đúng không, cũng đúng lúc này. Khư thiên thành bên trong một đạo bình thản thanh âm vang lên. Nghe được thanh âm này, tất cả mọi người sắc mặt kịch biến. Theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một cái áo trắng thân ảnh lăng không dạo bước, nhìn như rất chậm, có thể trong chớp mắt liền đi tới Hoàng Thiên trước người bọn họ. Bái kiến tiên chủ, Hoàng Thiên ba người cung kính quỳ gối hư không, liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Áo trắng thân ảnh tóc trắng lông mi trắng, chân đạp tường quang, quanh thân tiên khí lượn lờ. Không nhiễm mảy may bụi mù. Vẻn vẹn chỉ là đứng ở cái kia, liền để chư thiên vạn giới ảm đạm phai mờ. Đây chính là tạp, chư thiên vạn giới người thứ nhất, cũng là truyền thuyết tiếp cận nhất tiên người. Dù chỉ là một bộ phân thân, cũng làm cho ở đây tâm thần của mọi người căng cứng tới cực điểm. Ai nói muốn giết bản tiên, tạp lãnh đạm đảo qua toàn trường, không có phóng thích bất kỳ khí tức gì, có thể khí chàng cường đại, ép tới tất cả mọi người không thở nổi. Hoàng Ma đám người hai mắt nhắm lại, nội tâm cực kỳ bất an. Bọn họ lờ mờ cảm giác, tạp phân thân có vẻ như trở nên mạnh hơn. Phải biết, hoang cổ thời đại, bọn họ vẻn vẹn chỉ có thể hỗn nguyên tiên vương, liền có thể để tạp phân thân rơi vào trạng thái ngủ say. Mà bây giờ, bọn họ tất cả đều đột phá đến Hồng Mông tiên vương, có thể loại kia áp lực không giảm trái lại còn tăng. Ta nói muốn giết ngươi, Thần Vô Tận cái thứ nhất đứng dậy, kiếm trong tay run lên. Sát phạt chi khí trong nháy mắt phóng lên tận trời. Cầm trong tay thanh kiếm muốn làm hiệp khách, nhưng tim lại là lạnh thế giới duy nhất pháp sư. Theo Thần Vô Tận nói xong, Hoàng Ma, Tử Vũ, Minh Vương cùng ma chủ bốn người lên một lượt trước một bước, cùng Thần Vô Tận đứng sóng vai, dương mắt lạnh lẽo tạp. Bọn họ tới đây, vốn là vì tập sát tạp phân thân. Bây giờ tạp phân thân xuất hiện, bọn họ lại làm sao có thể lui bước. Mặc dù bọn họ không thể không thừa nhận tạp rất mạnh, nhưng vậy thì như thế nào? Hoang cổ bọn họ đều không sợ, một thế này chẳng lẽ liền muốn sợ hãi sao? Giết, Thần Vô Tận một tiếng quát chói tai, xách ngược lấy trường kiếm dẫn đầu xông tới. Hô hô, Hoang Ma cùng Tử Vũ bốn người cũng không có chút gì do dự, bọn họ biết rõ, bằng vào một người, tuyệt đối không phải tạp đối thủ. Chỉ có mấy người hợp lực, mới có một tia hy vọng. Dù cho cuối cùng cùng tạp phân thân đồng quy vô tận, bọn họ cũng sẽ không tiếc. A tạp khóe miệng hơi hơi dương lên, trên người trán phóng thật là lớn tiên quang, ngàn vạn đạo tiên huy bắn ra, quét ngang tất cả ngỗ nghịch người. Loại này tiên đạo lực lượng, vậy mà khiến cho tiên cấm kiếp địa đều run rẩy kịch liệt lên, càn khôn sụp đổ, tinh không đại phá diệt. Thần Vô Tận năm người còn chưa tới gần,
liền bị một cỗ vô thượng vĩ lực hất bay ra ngoài, trong miệng thổ huyết không ngừng. Mạnh, quá mạnh, ngủ say vô tận tuế nguyệt, không chỉ thần vô tận bọn họ mạnh lên, tạp phân thân cũng đồng dạng lớn lên, có lẽ, đây mới là thực lực chân chính của hắn. Thần vô tận năm người sắc mặt âm trầm đáng sợ, tạp phân thân thực lực, hiển nhiên vượt quá dự liệu của bọn hắn. Phải biết, cái này còn vẻn vẹn chỉ là một bộ phân thân mà thôi. Còn có hai cỗ phân thân, tùy thời đều có thể thức tỉnh. Nếu như liền hắn ba bộ phân thân đều giết không chết, lại như thế nào đối chiến hắn bản tôn? Oanh Long, cũng đúng lúc này, thần vô tận thân hình lóe lên, hư không xuất hiện hơn ngàn đạo thân ảnh, mỗi một bóng người đều tản ra khí tức cực kỳ kinh khủng, hoàn toàn không kém gì Hồng Mông Tiên Vương. Nhìn thấy một màn này, nơi xa xem cuộc chiến Tiêu Phàm, nhịn không được hít vào ngụm khí lạnh. Đây chính là thần vô tận chân chính thực lực sao? Hắn một mực ẩn nhẫn, chỉ vì giữ lại át chủ bài, cuối cùng ứng phó tiên. Không đợi hắn lấy lại tinh thần, ma chủ đột nhiên vung cánh tay lên một cái, dưới chân hắc sắc ngọc đài đột nhiên lưu chuyển lên ức vạn tiên quang, đan xen vô tận đường vân, dày đặc trên đó. Ngay sau đó, vô số hư ảnh xuất hiện ở hắc sắc ngọc đài phía trên, giống như một chi vô địch đại quân, hung uy vô hạn. Bái tướng thần đài, Tiêu Phàm rốt cục nhận ra ma chủ phía dưới ngọc đài lai lịch. Đây chính là lịch cổ 10 đại chí bảo đệ ngũ A, như sấm bên tai. Chỉ là Tiêu Phàm không nghĩ tới, cái này dĩ nhiên là ma chủ pháp bảo. Bái tướng thần đài vừa ra, ma chủ khí thế trong nháy mắt đạt tới được đỉnh phong. Nhưng mà, tạp phân thân vẫn như cũ sắc mặt bình thản, thậm chí là một cái thủ hiệu mời, căn bản không có nửa điểm động thủ ý thức. Hiển nhiên, hắn căn bản không đem thần vô tận bọn họ để ở trong mắt. Sau một khắc, Minh Vương, Tử Vũ cùng Hoang Ma cũng không có bất kỳ cái gì giữ lại. Minh Vương đỉnh đầu âm dương thần ma bức tranh, một bên ma khí mãnh liệt, một bên khác thần quang diệu thế. Trong lòng bàn tay hắn, hiện lên một tôn hắc sắc bảo tháp, ma khí cùng thần quang xen lẫn, tản ra một cỗ man hoang chi khí, để người tê cả da đầu. Man hoang minh tháp, hắn mặc dù không phải lịch cổ 10 đại chí bảo hàng ngũ, nhưng cũng là hung danh hiển hách, uy lực chưa hẳn yếu hơn lịch cổ 10 đại chí bảo. Gần như đồng thời, Tử Vũ quanh thân tử quang lượn lờ, như mộng như ảo, ngàn vạn tử khí nở rộ, xen lẫn thành một tấm võng lớn, dường như có thể trấn khốn chư thiên. Nhìn kỹ, lưới lớn từng cái tiết điểm, dĩ nhiên là từng khỏa tinh thần, bị hắn triệt để luyện hóa. Tiêu Phàm không biết đây là pháp bảo gì, có thể chỉ dựa vào hắn tán phát khí tức, hiển nhiên không kém gì bái tướng thần đài bao nhiêu. Ở Tiêu Phàm trong ánh mắt kinh hãi, Hoang Ma bỗng hóa thành 10 trượng cự nhân, cứng cáp có lực cơ bắp tản ra bạo tạc tính lực lượng, dưới chân hiện lên một cái biển máu. Huyết hải quay cuồng, vô số bóng người màu đỏ ngòm xông ra, tản ra nhiếp nhân tâm phách sát phạt chi khí. Giờ khắc này, năm người lại cũng không có giữ lại chút nào. Bọn họ đều biết, đối mặt tạp phân thân, nhất định phải toàn lực ứng phó. Hoàng Thiên ba người trốn ở tạp sau lưng, nhìn thấy năm người ra tay toàn lực, bọn họ chỉ cảm thấy tê cả da đầu, mí mắt cuồng loạn. Ba người chẳng ai ngờ rằng, trước đó thần vô tận mấy người cùng bọn hắn chiến đấu, căn bản không có thi triển toàn lực. Cũng đúng, mục đích chân chính của bọn họ là tạp, mà không phải bọn họ. Tạp phân thân tùy thời đều có thể thức tỉnh, bọn họ nào dám đem hết toàn lực. Không sai biệt lắm, tạp vẫn như cũ phong khinh vân đạm, hai tay vác sau lưng, thần sắc không có nửa điểm biến hóa. Hắn tư thế oai hùng vĩ đại, sợi tóc màu trắng trong gió vũ động, áo trắng như tuyết, khí chất siêu phàm, phong thần như ngọc. Đây là một cái tiên bình thường nam nhân. Giết, thần vô tận một tiếng quát mắng, năm người xuất thủ lần nữa, uy áp cường đại vỡ nát thời không, thiên địa biến đến phá thành mảnh nhỏ. Cách xa nhau vô số vạn dặm, vô số tu sĩ tất cả đều quăng tới rung động ánh mắt, tất cả mọi người sợ ngây người. Tiên cấm kiếp địa không gian bích lũy biết bao kiên cố, liền Hồng Mông Tiên Vương đều không làm gì được mảy may, nhưng bây giờ, vậy mà bể nát. Đây quả thực khai sáng lịch sử khơi dòng. Giờ khắc này, tiên vương đều đang rung động. Ở tất cả mọi người trong ánh mắt kinh hãi, tạp sốt cục động, hắn trong nháy mắt một điểm, mấy đạo lưu quang bắn ra, giống như năm chuôi tiên kiếm, phân biệt chém về phía thần vô tận năm người. Năm người hiểm mà hiểm tránh thoát, lách mình xuất hiện ở tạp chung quanh, đem hắn vây ở trung ương. Cùng lúc đó, năm người đồng loạt ra tay, thi triển ra áp đáy hòm át chủ bài, hướng về tiên oanh sát đi.
Tất cả mọi người khẩn trương không hiểu, nín thở. Nhưng mà, Tạp lại không hoảng hốt không vội, đưa tay vung lên, một đạo tiên quang hóa thành một màn ánh sáng, đem hắn bảo hộ ở trung ương. Ầm ầm, tiếng vang kinh thiên động địa rung động thiên vũ, vô tận tiên quang bành trướng, ở ức vạn giảm hư không bao phủ, kinh khủng sóng xung kích, đem vô số tu sĩ hất bay ra ngoài. Đám người thổ huyết không thôi, trong lòng vội vàng nhanh chóng hướng về hỗn độn khư địa phóng đi. Nơi này, đã không an toàn nữa. Ngược lại là bình thường nguy hiểm nhất hỗn độn khư địa, bởi vì thời không thác loạn nguyên nhân, trở thành chỗ an toàn nhất. Tạp cũng tốt, thần vô tận mấy người cũng được, cơ hồ đại biểu chư thiên vạn giới đỉnh cao nhất chiến lực. Trận này tuyệt thế đại chiến, nhất định danh chấn vạn cổ. Đáng tiếc, đám người thực lực thấp, đã không nhìn thấy tiên quang bên trong chiến đấu tràng cảnh. Bọn họ đều hết sức chờ mong, trận này chiến đấu, đến cùng ai có thể thắng được. Tinh không hỗn độn hải chỗ sâu, Tiêu Phàm đứng sừng sững trong đó, không hề bị lay động. Hắn ánh mắt sáng quắc hướng về nơi xa, dường như xem thấu tiên quang, vẻ mặt nghiêm túc tới cực điểm. Tạp phân thân, vì sao cũng có thể mạnh lên, Tiêu Phàm nghĩ không hiểu. Thần vô tận bọn họ có thể mạnh lên, hoàn toàn là chuyện trong dự liệu, dù sao, bọn họ vốn liền thiên phú tuyệt luân. Nhưng Tạp đây, hắn phân thân, cuối cùng vẫn như cũ phải dựa vào hắn bản tôn. Tình huống của hắn, hẳn là cùng khư thiên bọn họ tương tự, chỉ là điều động bản tôn bản nguyên đại đạo lực lượng mà thôi, cũng không có tự thân bản nguyên đại đạo. Nhưng hiện tại, Tạp phân thân triển lộ thực lực, lại hoàn toàn đi ngược lại. Chẳng lẽ, Tạp lực lượng đã có thể xuyên thấu phong ấn? Tiêu Phàm bỗng trợn to hai mắt, nghĩ tới một loại khả năng, toàn thân đều run rẩy lên. Tạp lực lượng có thể xuyên thấu phong ấn, điều này đại biểu cái gì, hắn rất rõ. Chẳng lẽ, thời không chi hà bên trong lục đạo luân hồi phong ấn, đã bắt đầu giãn ra? Nghĩ vậy, Tiêu Phàm chỉ cảm thấy toàn thân run lên. Cầm trong tay thanh kiếm muốn làm hiệp khách, nhưng tim lại là lạnh thế giới duy nhất pháp sư. Không được, tiếp tục như vậy, là không thể nào giết chết Tạp phân thân. Tiêu Phàm biểu tình lo lắng, hắn thực lực dĩ nhiên không cách nào tham dự như thế cấp độ đại chiến, nhưng hắn cảm thấy, bản thân phải làm chút gì. Hô, liền khi Tiêu Phàm quay người chuẩn bị rời đi, đột nhiên một bóng người xuất hiện, chặn đường đi của hắn lại. Tiểu tử, hiện tại mới muốn trốn, có phải hay không muộn? Một đạo giọng tà mị vang lên, chỉ thấy một bộ áo bào màu vàng Hoàng Thiên cười híp mắt nhìn xem hắn. Tiêu Phàm mí mắt cuồng loạn, đối mặt Hoàng Thiên, hắn có thể không có bất kỳ cái gì nắm chắc. Vừa rồi ngươi giết Khư Thiên bọn họ, không phải giết rất sung sướng sao? Hiện tại, tới phiên ngươi. Hoàng Thiên nụ cười trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là vô tận băng lãnh. Hắn trong nháy mắt một điểm, một đạo lợi mang bắn ra, ngay sau đó cũng không quay đầu lại rời đi. Hắn thấy, một cái là Thiên Tiên Vương, bản thân một chỉ đánh giết hắn, đã tính để mắt hắn. Bang, đinh tai nhức óc nổ vang truyền ra, Hoàng Thiên thân ảnh bỗng cứng đờ, hắn vậy mà nhìn thấy một đạo hắc ảnh từ hắn dư quang bên trong hiện lên, lấy cấp tốc hướng về hỗn độn khư địa bay đi. Không chết, Hoàng Thiên lộ ra không thể tưởng tượng nổi, còn cho rằng mắt mình hoa. Hắn nơi nào sẽ nghĩ đến, một cái là Thiên Tiên Vương, lại có thể né qua hắn một đòn. Mặc dù hắn không có thi triển toàn lực, vẻn vẹn chỉ có năm thành lực lượng, nhưng hắn thấy, đã đủ để cho Tiêu Phàm phi hôi yên diệt. Trốn chỗ nào, Hoàng Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, hóa thành một cái bóng mờ, trực tiếp xé rách trời cao, cấp tốc hướng Tiêu Phàm đuổi theo. Tiêu Phàm sắc mặt âm trầm, nội tâm nhanh chóng suy tư. Mình rốt cuộc muốn thế nào, mới có thể thoát khỏi Hoàng Thiên? Oanh, trầm tư thời khắc, Hoàng Thiên đột nhiên xuất hiện ở hắn phía trước, đưa tay chính là một bàn tay, hung hăng quất hướng Tiêu Phàm. Tiêu Phàm toàn lực chống đối, vẫn như trước không địch lại, thân thể giống như lưu tinh bay ngược mà ra. Hắn chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ bốc lên không thôi, gần như đến vỡ nát giáp danh. Thở sâu. Hắn không còn dám chần chờ, trực tiếp thi triển Tu La Cửu Biến, biến thành một tôn mặt mũi dữ tợn Tu La, lạnh lùng hướng về Hoàng Thiên. Tu La tộc, Hoàng Thiên hai mắt nhắm lại, đáy mắt chỗ sâu hiện lên một vòng kinh ngạc. Chỉ là, Tiêu Phàm căn bản không có cùng chính diện giao chiến dự định. Hắn nhất định phải nhanh rời đi nơi này, tiến về thời không chi hà, gia cố lục đạo luân hồi phong ấn. Chỉ cần phong cấm thời không chi hà,
tạp phân thân liền không cách nào toàn lực điều động bản tôn lực lượng, kể từ đó, tạp thực lực tất nhiên giảm bớt đi nhiều. Đến lúc đó, thần vô tận bọn họ mới có thể triệt để tiêu diệt tạp phân thân. Đáng tiếc, Hoàng Thiên căn bản không cho hắn bất cứ cơ hội nào. Huyền Thiên, Hỗn Độn Thiên, còn lo lắng cái gì, kẻ này yêu nghiệt, nhất định phải giết hắn. Hoàng Thiên giống to, Tiêu Phàm quỷ dị hắn tận mắt chứng kiến qua. Bằng vào một mình hắn, thật vẫn không cách nào trong thời gian ngắn tiêu diệt Tiêu Phàm, tiểu tử này nhất định chính là trượt không lưu thu. Nhưng mà chờ đợi mấy tức, hắn lại không lấy được Huyền Thiên cùng Hỗn Độn Thiên bất kỳ đáp lại nào, quay đầu nhìn tới, lại là phát hiện, hai người sớm cũng không biết chạy địa phương nào đi. Hoàng Thiên buồn bực muốn thổ huyết, hai cái này hỗn trướng, vậy mà như thế nhát gan sợ phiền phức. Tiên chủ đều thức tỉnh, còn có gì đáng sợ chứ? Đến lúc đó diệt vạn tộc, nhìn hai người các ngươi làm sao cùng tiên chủ thỉnh tội. Hoàng Thiên, ngươi ngăn không được ta. Tiêu Phàm cười lạnh một tiếng, hắn ngược lại là muốn cùng Hoàng Thiên thống thống khoái khoái chiến một trận, hắn tin tưởng không bao lâu bản thân có tư cách này. Chỉ là hiện tại hắn không phải là đối thủ, cũng căn bản không có thời gian, tự nhiên không muốn cùng Hoàng Thiên chiến đấu. Một cái nho nhỏ La Thiên Tiên Vương, dám khẩu xuất cuồng ngôn, nạp mạng đi. Hoàng Thiên không những không giận mà còn cười, bản thân lại bị một cái La Thiên Tiên Vương cho khinh bỉ, cái này khiến hắn làm sao không giận. Hắn nắm lấy trường kiếm, một kiếm chém ra, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, muốn đánh giết Tiêu Phàm. Nhưng mà, Tiêu Phàm tốc độ căn bản không chậm, mỗi một lần đều xảo diệu tránh thoát hắn công kích. Hoàng Thiên trong lòng kinh hãi, cái này thật hắn nha chỉ là một cái La Thiên Tiên Vương. Nếu như hắn đột phá Hồng Mông Tiên Vương, còn đến mức nào? Nghĩ vậy, Hoàng Thiên xuất thủ càng hung mãnh hơn, một bộ không giết Tiêu Phàm thề không bỏ qua tư thế. Tiêu Phàm cau mày, hắn thực lực bây giờ, trong thời gian ngắn chống đối Hoàng Thiên công kích không khó. Bàn về lực bộc phát, hắn không kém gì thông thường Hồng Mông Tiên Vương. Thế nhưng là, hắn tiên chi lực không đủ để chèo chống hắn thời gian dài chiến đấu. Đối phương là Hồng Mông Tiên Vương, tiên chi lực khẳng định so với hắn càng thêm dồi dào. Hơn nữa, nơi này thêm một cái Hoàng Thiên không nhiều, thiếu một cái Hoàng Thiên cũng không ít, hắn lưu lại nơi này căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì. Con mắt chuyển động ở giữa, Tiêu Phàm ánh mắt đột nhiên rơi vào nơi xa bạo loạn chiến trường. Nơi đó, thần vô tận mấy người cùng tạp phân thân chiến cực kỳ kịch liệt, không gian đều bị xé rách, hỗn độn chi khí loạn xạ. Thở sâu, Tiêu Phàm bỗng tránh thoát Hoàng Thiên công kích, quay người hướng về chiến trường hỗn loạn kia kích xạ đi. Tiểu tử, ngươi không chạy thoát được đâu. Nhìn thấy Tiêu Phàm chạy trốn, Hoàng Thiên lập tức cười lạnh, hiển nhiên, hắn thấy, cái này đã đến Tiêu Phàm cực hạn. Là vậy, hắn cuối cùng chỉ là một cái La Thiên Tiên Vương, tại chính mình điên cuồng công kích phía dưới, có thể kiên trì đến bây giờ, đã cực kỳ không dễ dàng. Chẳng lẽ còn hy vọng xa vời hắn có thể đủ cùng mình lâu dài chiến đấu? Chỉ là sau một khắc, Hoàng Thiên nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết tại chỗ, thậm chí tràn đầy kinh khủng. Cái gì? Hoàng Thiên kinh hô một tiếng, lại là nhìn thấy Tiêu Phàm bay về phía tạp phân thân vị trí chiến trường. Hắn do dự mấy tức, không dám đuổi theo. Cho dù là hắn, cũng không quá nguyện ý nhúng tay tạp phân thân cùng thần vô tận bọn họ chiến đấu. Hồng Mông Tiên Vương, cũng có phân chia mạnh yếu. Hắn dĩ nhiên không phải Hồng Mông Tiên Vương bên trong kẻ yếu, nhưng cùng tạp phân thân so sánh, vẫn là chênh lệch rất lớn, thậm chí có thể nói không ở cùng một cái cấp độ. Tiểu tử này tới gần chiến trường kia, nhất định chính là tự tìm cái chết. Bất quá, Hoàng Thiên vì đề phòng vạn nhất, vẫn là đuổi theo đi lên, hắn không cho Tiêu Phàm bất luận cái gì cơ hội chạy trốn. Cho dù hắn tự tìm chết, hắn cũng phải tận mắt nhìn đến hắn chết đi. Tiêu Phàm ánh mắt liếc qua thần vô tận cùng tạp phân thân vị trí chiến trường, trong lòng ngưng trọng tới cực điểm. Thần vô tận, Tử Vũ, Ma Chủ, Minh Vương, Hoang Ma, năm người liên thủ, cũng chỉ là cùng tạp phân thân cân sức ngang tài. Không, chuẩn xác mà nói, có lẽ vẫn là hơi ở vào hạ phong. Tạp thực lực, thật kinh hãi đến hắn. Tầng thứ này chiến đấu, cuối cùng không phải hắn có thể đủ nhúng tay. Đột nhiên, Tiêu Phàm cảm giác hậu phương một cỗ khí tức cực kỳ nguy hiểm cuốn tới, quay đầu nhìn đi, lại là nhìn thấy Hoàng Thiên liều mạng truy sát mà đến. Thật đúng là không để lại dư lực nghĩ muốn giết mình. Tiêu Phàm cười lạnh một tiếng, đột nhiên tăng thêm tốc độ, hướng về khoảng cách gần nhất một cái hỗn độn tuyền qua kích xạ đi.
trồng vào hỗn độn tuyền qua một sát na kia, hắn vẫn không quên quay đầu khiêu khích nhìn Hoàng Thiên một cái. Tự tìm cái chết, Hoàng Thiên phẫn nộ, một kiếm chém ra, muốn ngăn cản Tiêu Phàm. Hắn làm sao nhìn không ra, Tiêu Phàm đây là muốn đào tẩu, bản thân lại làm sao có thể như hắn ước nguyện đây. Chẳng qua là khi kiếm cương của hắn đuổi tới thời khắc, Tiêu Phàm đã biến mất ở hỗn độn tuyền qua bên trong, hoàn toàn không thấy bóng dáng. Hoàng Thiên đứng ở hỗn độn tuyền qua trước mặt, thật lâu chần chờ, đến cùng bản thân có nên hay không tiếp tục đuổi xuống dưới. Cầm trong tay thanh kiếm muốn làm hiệp khách, nhưng tim lại là lạnh thế giới duy nhất pháp sư. Tiêu Phàm một đầu chồng vào hỗn độn tuyền qua bên trong, bốn phía kinh khủng lực lượng điên cuồng rảo sát lấy hắn. Bất quá, quanh người hắn phủ đầy tiên lực, hỗn độn chi lực căn bản là không có cách tổn thương hắn mảy may. Chỉ là, bốn phía một mảnh lờ mờ, thấy không rõ mảy may, hắn căn bản không biết làm sao rời đi, cùng hắn tưởng tượng hoàn toàn không giống. Hắn thử nhiều lần, căn bản là không có cách mở ra thời không chi hà. Nguyên bản hắn còn cho là mình có thể mượn không gian hỗn độn rời đi chiến trường, sau đó tiến vào thời không chi hà, gia cố lục đạo luân hồi phong ấn. Nhưng hiện tại, hắn cảm thấy ý nghĩ của mình muốn rơi vào khoảng không. Đáng chết, Tiêu Phàm thấp giọng giận mắng một tiếng. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua tiến vào không gian hỗn độn địa phương, lại là phát hiện, dĩ nhiên tìm không thấy trở về phương hướng. Hồng hộc, cũng đúng lúc này, một đạo lợi mang xuyên qua hồn độc chi lực, thẳng đến hắn mi tâm. Tiêu Phàm sắc mặt biến hóa, cấp tốc hướng về một bên né tránh, hiểm mà hiểm tránh thoát công kích. Một bóng người mờ ảo xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn, hắn liếc mắt một cái liền nhận ra người tới, dĩ nhiên là Hoàng Thiên. Lão già này vậy mà như thế chấp nhất, mình đã trốn vào không gian hỗn độn hắn còn theo đuổi không bỏ. Tiêu Phàm không chần chờ chút nào, dù cho tu luyện lục đạo luân hồi kinh hắn, cũng không khả năng thực sự là Hoàng Thiên đối thủ. Nghĩ vậy, hắn không chần chờ chút nào, xoay người bỏ chạy. Ngươi trốn không thoát đâu. Hoàng Thiên thanh âm lạnh lùng từ phía sau hắn chuyển đến, bắt đầu chơi trò chơi mèo vờn chuột. Khư Thiên, Quân Thiên, U Thiên phân thân vẫn lạc, nhưng hắn đối Tiêu Phàm kiêng kỵ không sâu. Tiểu tử này, có được ứng phó khư tộc thủ đoạn, nhất định không thể để cho hắn còn sống. Hiện tại hắn vẫn chỉ là La Thiên Tiên Vương, bản thân có thực lực phong ấn hắn. Nhưng một khi hắn như phá Hỗn Nguyên Tiên Vương, vậy nhưng thì chưa chắc. Tiêu Phàm trầm mặc không nói. Ở không gian hỗn độn bên trong xuyên loạn. Không gian hỗn độn vốn liền thời không hỗn loạn, đối với hắn ảnh hưởng cũng không lớn, nhưng là đối Hoàng Thiên mà nói, thực lực sẽ phải giảm bớt đi. Chí ít, Hoàng Thiên trong thời gian ngắn là không thể nào trấn áp bản thân. Tiên linh, có thể hay không tìm tới hắn bản nguyên đại đạo. Tiêu Phàm trong lòng hung ác. Không thể, hắn là khư tộc. Tiên linh thanh âm phía dưới vang lên, có chút bất đắc dĩ. Tiêu Phàm lúc này mới ý thức được, khư tộc căn bản không có chân chính bản nguyên đại đạo, có cũng chỉ là giả tưởng mà thôi. Coi như mình tìm được hắn giả lập bản nguyên đại đạo, vậy thì như thế nào đây? Căn bản liền không có khả năng giết chết. Bất quá, đột nhiên, tiên linh lời nói xoay chuyển, so với chân chính bản nguyên đại đạo, khư tộc giả lập bản nguyên đại đạo, lại càng dễ phá toái. Tiêu Phàm kinh ngạc, ngươi là nói, ngươi có thể tìm tới hắn giả lập bản nguyên đại đạo. Có thể, liền khoảng cách người bản nguyên đại đạo không xa. Tiên linh trả lời, ta có thể giúp người phá toái hắn giả lập bản nguyên đại đạo, đến lúc đó hắn thực lực tất nhiên giảm bớt đi nhiều. Tất nhiên giả lập bản nguyên đại đạo rất dễ dàng phá toái, vậy liền trực tiếp hủy. Tiêu Phàm khẽ cắn môi, giờ khắc này, hắn đối Hoàng Thiên động sát ý. Hắn nghĩ đến, nếu như giết chết Hoàng Thiên, để vạn nguyên huyễn thú thôn phệ năng lượng của hắn, tất nhiên có thể trùng kích Hồng Mông Tiên Vương. Đến lúc đó, hắn lại gặp gỡ Hồng Mông Tiên Vương, cũng sẽ không tiếp tục bị động như thế. Ngươi đừng quên, khư tộc là có thể biến ảo vạn vật, hủy hắn giả lập bản nguyên đại đạo, hắn rất nhanh liền có thể phục hồi như cũ, chỉ là cần đánh đổi khá nhiều mà thôi. Tiên linh hủy bỏ Tiêu Phàm quyết định, tiếp tục nói tương phản, ngươi chỉ cần phá toái hắn giả lập bản nguyên đại đạo, hắn chưa chắc sẽ vội vã phục hồi như cũ, đó mới là cơ hội của ngươi. Tiêu Phàm sững sờ, lại là quên. Hoàng Thiên bản thân là khư tộc A. Khư tộc giả lập bản nguyên đại đạo, vốn là biến ảo người khác, căn bản liền hủy không được, to lớn không được tiêu phí một chút đền bù phục hồi như cũ là được rồi. Đương nhiên, cũng có một loại biện pháp, có thể triệt để hủy Hoàng Thiên,
chỉ là tương đối khó, hoặc có lẽ là chỉ tồn tại ở lý luận. Tiên Linh đột nhiên lại chen lời nói. Biện pháp gì? Tiêu Phàm không chút nghĩ ngợi hỏi. Chỉ cần có thể diệt Hoàng Thiên, hắn tuyệt đối sẽ không chút do dự. Về phần độ khó, chỉ cần có một tia hy vọng, hắn đều phải liều mạng một cái. Khư tộc bản nguyên đại đạo mặc dù là hư nghĩ, nhưng là, hắn trên bản chất vẫn là điều động bản nguyên đại đạo lực lượng. Tiên Linh cẩn thận giải thích nói. Hoàng Thiên thân làm Hồng Mông Tiên Vương, hắn giả lập bản nguyên đại đạo là vượt qua 9.000 mét. Muốn hủy đi nó, chỉ cần có người có được cùng hắn giống nhau như đúc bản nguyên đại đạo, hơn nữa bản nguyên đại đạo chiều dài vượt qua 1.000 mét, hắn liền sẽ tự động rơi xuống Hồng Mông Tiên Vương cảnh. Nghe nói như thế, Tiêu Phàm mặt sạm lại. Hắn nha, ta cũng biết rõ biện pháp này a. Dù sao bất luận cái gì một đầu bản nguyên đại đạo chiều dài là sẽ không vượt qua 1 vạn mét. Cho dù là hư nghĩ bản nguyên đại đạo, cũng đồng dạng phù hợp cái quy luật này. Nhưng là, tất nhiên Hoàng Thiên giả lập bản nguyên đại đạo vượt qua 9.000 mét, cũng liền giải thích tất cả những người khác tu luyện cùng hắn đồng dạng bản nguyên đại đạo, chiều dài là không thể nào vượt qua 1.000 mét. Người cũng biết cái này độ khó, thế gian bản nguyên đại đạo có rất ít giống nhau như đúc. Tiên Linh bất đắc dĩ thở dài. Ngươi chính là tìm hắn giả lập bản nguyên đại đạo a, biện pháp này càng chân thật. Tiêu Phàm có chút im lặng, Tiên Linh nói tới biện pháp này, hắn trực tiếp buông tha. Có lẽ tìm kiếm đồng nguyên bản nguyên đại đạo không khó, nhưng là muốn tìm được giống nhau như đúc bản nguyên đại đạo, lại là cực kỳ khó khăn. Bằng không mà nói, chư thiên vạn giới tiên vương cảnh tuyệt đối không có hiện tại nhiều như vậy. Khư tộc cái kia biến thành năng lực, căn bản chính là một cái bài trí. Tốt. Tiên Linh cũng không lại xoắn suýt vấn đề này, bắt đầu tìm kiếm Hoàng Thiên giả lập bản nguyên đại đạo. Oanh, một tiếng nổ vang truyền ra, Hoàng Thiên một kiếm chạm tại Tiêu Phàm lồng ngực, máu tươi chảy ra, Tiêu Phàm thân ảnh tựa như tia chớp bay ngược mà ra. Cùng bản vương giao chiến, còn dám thất thần, Hoàng Thiên giận không kềm được. Một cái La Thiên Tiên Vương, lại nhiều lần khiêu khích bản thân thì cũng thôi đi, lại còn dám không nhìn bản thân, cái này khiến hắn làm sao không giận. Lão tử dù sao cũng là Hồng Mông Tiên Vương, người nhà cho chút mặt mũi có được hay không? Tiêu Phàm phun ra một ngụm máu tươi, lạnh lùng nhìn Hoàng Thiên một cái, bất quá hắn không hề dừng lại một chút nào. Chính diện trọi cứng, hắn khiêng không được bao lâu, chỉ có tìm tới hắn giả lập bản nguyên đại đạo, mới có một tia cơ hội. Hoàng Thiên thấy thế, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng. Hắn thấy, Tiêu Phàm đã cùng đường mặt lộ, giết hắn có lẽ không dễ dàng. Nhưng trấn áp hắn hẳn là cực kỳ đơn giản. Nghĩ vậy, Hoàng Thiên dùng hết toàn lực, kinh khủng tiên lực phun trào, hội tụ thành muốn vạn trượng kiếm cương, dường như muốn xé nát không gian hỗn độn. Tứ phương hỗn độn khí cuồng bạo tới cực điểm, giống hệt tận thế. Chết, theo Hoàng Thiên một tiếng quát như sấm, một kiếm hung hăng chém xuống, không gian hỗn độn nổ tung, xuất hiện một đầu đen nhánh hỗn độn vết rách, không biết thông hướng cái nào không biết thế giới. Tiêu Phàm dùng hết toàn lực tránh thoát một kích này, nhưng vẫn như cũ bị kiếm khí gây thương tích, không khỏi trợn to hai mắt, kinh hãi liếc qua cái kia to lớn hỗn độn liệt phùng. Đây chính là Hồng Mông Tiên Vương thực lực sao? Quả nhiên khủng bố, nhưng mà, cũng chính là cái này nhìn thoáng qua, Tiêu Phàm con ngươi bên trong có lấy một đạo bạch sắc quang mang lấp lóe, từ hỗn độn liệt phùng bên trong kích xạ mà tới, ở trong con mắt hắn không ngừng biến lớn. Cầm trong tay thanh kiếm muốn làm hiệp khách. Nhưng tim lại là lạnh thế giới duy nhất pháp sư. Đây là, Tiêu Phàm trợn to hai mắt, lộ ra không thể tưởng tượng nổi. Chỉ thấy cái kia ngân bạch sắc quang mang ở trong con mắt hắn không ngừng biến lớn, từ một cái điểm sáng nhỏ, biến thành một mảnh ngân bạch sắc hỏa diễm chi hải. Bạo lệ khí tức từ bạch sắc hỏa diễm bên trong quét sạch mà ra, để Tiêu Phàm vậy mà cảm nhận được một cỗ nhàn nhạt áp lực. Hỗn nguyên phích lịch hỏa, Tiêu Phàm kinh hô mà ra. Nội tâm cực kỳ không bình tĩnh. Lúc trước vì cứu vô tận chi hỏa, hắn đắc tội hỗn nguyên phích lịch hỏa, khiến cho đối phương rời hắn thân thể. Từ đó về sau, hắn lại cũng không có gặp qua hỗn nguyên phích lịch hỏa. Nhưng mà hắn làm sao cũng không nghĩ đến, vậy mà lại ở chỗ này lại nhìn thấy nó. Hơn nữa, để cho hắn kinh ngạc chính là, đã từng chỉ là thánh tổ cảnh hỗn nguyên phích lịch hỏa, bây giờ tán phát khí tức, vậy mà hoàn toàn không thua đứng đầu hỗn nguyên tiên vương. Mặc dù Tiêu Phàm không biết trải qua cái gì, nhưng là, hắn thuế biến tốc độ quá nhanh, nhanh đến Tiêu Phàm đều có chút khó có thể tin. Hỗn độn hỏa, Hoàng Thiên cũng kinh hô một tiếng,
ánh mắt từ Tiêu Phàm trong nháy mắt chuyển hướng Hỗn Nguyên Phích Lịch Hỏa, trên mặt hiện lên tham lam. Hô, đột nhiên, Hoàng Thiên giương tay vồ một cái, một bàn tay cực kỳ lớn che khuất bầu trời, bao phủ toàn bộ ngân bạch sắc hỏa diễm hải dương, muốn chấn áp Hỗn Nguyên Phích Lịch Hỏa. Hỗn Độn Hỏa, thân làm thế gian đứng đầu nhất hỏa diễm, dù cho Hồng Mông Tiên Vương cũng giống vậy coi là chí bảo. Nhất là hướng Hoàng Thiên hiểu rõ như vậy qua Hỗn Độn Hỏa người, căn bản không có khả năng từ bỏ cơ hội thật tốt. Phốc phốc, Hỗn Nguyên Phích Lịch Hỏa cuồn cuộn, bỗng bắn ra mấy đạo ngân bạch sắc kiếm khí, bắn về phía Hoàng Thiên trưởng cương, trong nháy mắt đem trưởng cương đánh thành cái sàng, cuối cùng bạo tán mà ra. Hỗn Nguyên Tiên Vương cảnh, Hoàng Thiên không những không giận mà còn cười, hận không thể lập tức đem Hỗn Nguyên Phích Lịch Hỏa đoạt lại. Khư tộc, ngân bạch sắc hỏa diễm hải bên trong truyền ra giọng nói lạnh lùng, hiển nhiên, Hỗn Nguyên Phích Lịch Hỏa sớm đã có linh trí, cùng sinh linh không có gì khác nhau. Nói xong, ngân bạch sắc hỏa diễm hải một trận cuồn cuộn, cuối cùng hóa thành hình người, thấy không rõ khuôn mặt, nhưng quanh thân xen lẫn hỏa diễm cho người ta một loại cực lớn cảm giác áp bách. Tiểu tử, ngươi làm sao ở nơi này? Đột nhiên, Hỗn Nguyên Phích Lịch Hỏa nhìn về phía Tiêu Phàm, hậu chi hậu giác hỏi. Ta sao không khả năng ở chỗ này? Tiêu Phàm thản nhiên nói, nhắc nhở, ngươi phải cẩn thận một chút, lão già này thế nhưng là Hồng Mông Tiên Vương, cáo từ. Dứt lời, Tiêu Phàm quay người liền hướng lấy không gian hỗn độn chỗ sâu bỏ chạy. Có Hỗn Nguyên Phích Lịch Hỏa ngăn đón, nghĩ đến Hoàng Thiên biết rõ lấy hay bỏ, hẳn là sẽ không tiếp tục đuổi giết bản thân, đây chính là tốt nhất chạy trốn cơ hội. Huống chi, hắn cùng với Hỗn Nguyên Phích Lịch Hỏa cũng không có bao nhiêu giao tình, không cần thiết lưu lại cùng Hoàng Thiên cùng chết. Và lại, hắn cũng không có cùng Hoàng Thiên cùng chết thực lực. Quả nhiên, Hoàng Thiên nhìn thấy Tiêu Phàm chạy trốn, cũng không có truy sát. Giờ phút này, trong mắt của hắn chỉ có Hỗn Nguyên Phích Lịch Hỏa. Lão già, người đang suy nghĩ cái dám ăn sao? Hỗn Nguyên Phích Lịch Hỏa nổi giận, vậy mà không lùi mà tiến tới, chủ động thẳng hướng Hoàng Thiên. Hoàng Thiên cười lạnh một tiếng, soạt một tiếng, kiếm khí trong tay vũ động, ngàn vạn kiếm khí nở rộ, tiên huy xé rách không gian hỗn độn, điên cuồng rảo sát lấy Hỗn Nguyên Phích Lịch Hỏa. Hỗn Nguyên Phích Lịch Hỏa lần nữa hóa thành biển lửa, hỏa diễm gặp gỡ hỗn độn khí, lập tức tăng vọt, trong chớp mắt liền đem Hoàng Thiên vây ở trung ương, vô tình hỏa diễm điên cuồng đốt cháy hắn. Nhưng mà, Hoàng Thiên lại là khí định thần nhàn, không có nửa điểm nóng nảy ý tứ. Ở hắn quanh thân, có một tầng kim hoàng sắc Hồng Mông tiên lực biến thành chiến bào, nhẹ nhõm đem vô tận hỏa diễm chống đối bên ngoài. Đừng nói đốt cháy hắn, ngay cả tới gần hắn đều làm không được. Mà đồng thời, kiếm trong tay của hắn vũ động, mênh mông hỏa diễm hải trong nháy mắt bị cắt đứt thành vô số phiến, khí tức trong nháy mắt rớt xuống không ít. Mặc dù Hỗn Nguyên Phích Lịch Hỏa là vô hình, nhưng là Hồng Mông Tiên Vương lại dường như có thể khắc chế nó, phá toái hỏa diễm hải cũng không còn cách nào tới gần. Tiểu tử kia thật đúng là hảo vận, bất quá, vận khí của ta cũng không kém. Hoàng Thiên nhếch miệng cười một tiếng, trường kiếm trong tay hư không tiêu thất. Cùng lúc đó, hắn bóp tay đánh ra từng đạo thủ ấn, đầy trời từ Hồng Mông tiên lực biến thành thiên liên, từ bốn phương tám hướng gào thét mà tới, muốn vây khốn Hỗn Nguyên Phích Lịch Hỏa. Hỗn Nguyên Phích Lịch Hỏa xuất hiện, để cho hắn buông tha giết Tiêu Phàm. Nhưng là, hắn thấy, mình nếu là lấy được Hỗn Nguyên Phích Lịch Hỏa, tuyệt đối so với giết chết Tiêu Phàm phải tốt hơn nhiều. Hỗn Nguyên Phích Lịch Hỏa nhìn thấy vô tận tiên liên bay vụt mà tới, trở nên càng thêm bắt đầu cuồng bạo. Hồng Mông Tiên Vương thủ đoạn, nó tự nhiên biết rõ một chút. Mình nếu là bị triệt để vây khốn, cuối cùng tất nhiên khó thoát luyện hóa kết cục. Có được đỉnh tiêm Hỗn Nguyên Tiên Vương thực lực nó, cơ hồ có thể ở chư thiên vạn giới hoành hành không sợ, có thể nó làm sao cũng không nghĩ đến, lại ở chỗ này gặp gỡ Hồng Mông Tiên Vương. Oanh, Hỗn Nguyên Phích Lịch Hỏa phát cuồng, ngân bạch sắc hỏa diễm chán phóng hừng hực quang mang, đem toàn bộ không gian hỗn độn đều chiếu lên thông minh như ban ngày. Bạch quang đi tới, tất cả hỗn độn khí đều bị rút ra không còn, tứ phương không gian đều trở nên bắt đầu vặn vẹo, ngay sau đó cái kia vô số tiên liên nhao nhao nổ tung, nổ vang liên tục. Hoàng Thiên mặt lộ vẻ kinh hãi, sức trùng kích to lớn đem hắn hất bay ra ngoài, thân thể nguy nga run lên. Không có khả năng. Ngươi chỉ là Hỗn Nguyên Tiên Vương thực lực, làm sao sẽ mạnh như vậy? Hoàng Thiên kinh hô không thôi, trong mắt tràn đầy không thể tin. Nguyên bản hắn thấy, lấy hắn thực lực, có thể dễ như trở bàn tay trấn áp Hỗn Nguyên Phích Lịch Hỏa.
Nhưng hiện tại hỗn nguyên phích lịch hỏa triển lộ thực lực, hoàn toàn không thua hắn a. Hoàng Thiên nghĩ không hiểu, bản thân làm sao xui xẻo như vậy, gặp gỡ Tiêu Phàm cái này La Thiên Tiên Vương liền đã đủ biến thái, nhưng ít ra mình có thể vững vàng đè ép hắn. Nhưng mà, hỗn nguyên phích lịch hỏa lại có được tổn thương hắn thực lực. Hừ, hỗn nguyên phích lịch hỏa lạnh rên một tiếng, bỗng tại chỗ biến mất. Lúc xuất hiện lần nữa, đã là ở Hoàng Thiên trước người, hắn lần nữa hóa thành hình người, cầm trong tay một chuôi hỏa diễm lợi kiếm, lôi đình xuất thủ, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Tốc độ, vốn là ưu thế của nó, huống chi hắn thôn phệ vô sinh luân hồi hỏa về sau, còn nắm giữ không gian lực lượng. Phốc, Hoàng Thiên bị một kiếm xuyên qua ngực, một cái tay gắt gao dắt lấy chuôi này lợi kiếm, ánh mắt lộ ra vẻ hung ác, một cái tay khác hung hăng chụp về phía hỗn nguyên phích lịch hỏa đầu. Oanh, hỗn nguyên phích lịch hỏa đầu nổ tung, hóa thành vô tận hỏa diễm. Chỉ là, nó biến thành thân thể lại không nhúc nhích, một tay cầm kiếm nó biến thành hai tay cầm kiếm, điên cuồng khuấy động. Mấy tức về sau, đầu của nó lần nữa phục hồi như cũ. Hoàng Thiên trên mặt lộ ra thống khổ, hỗn nguyên phích lịch hỏa hỏa diễm, từ thể nội cảm giác bỏng, cũng không phải bình thường khó chịu. Hắn cố nén thống khổ, mi tâm đột nhiên đã nứt ra một đường vết rách. Chỉ một thoáng, một cái con ngươi màu vàng óng hiển lộ mà ra. Con ngươi mở ra thời khắc, vàng óng ánh quang mang bắn ra, giống như tiên huy, đảo qua hỗn nguyên phích lịch hỏa thân thể. Quỷ dị chính là, hỗn nguyên phích lịch hỏa thân thể dường như bị định trụ đồng dạng, hơn nữa còn biến thành thực thể, còn như đúc bằng vàng ròng. Hoàng Kim Thiên Nhãn, hỗn nguyên phích lịch hỏa trợn to hai mắt, trong mắt tràn đầy kinh khủng. Nó chỗ dựa lớn nhất một trong, chính là nhục thân của nó là vô hình. Nhưng hiện tại, lại trở thành nhược điểm lớn nhất của nó, cái này khiến nó làm sao không hoảng hốt. Nữ chín có tâm thâm trầm tàn nhẫn, rất nhẫn nại trả thù, thông minh, đi một bước tính 10 bước, hiểu lòng người như lòng bàn tay. Mời đọc xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Hoàng Thiên nhếch miệng cười một tiếng, ngoạn vị nhìn xem hỗn nguyên phích lịch hỏa. Hỗn nguyên tiên vương cảnh thì có dạng này thực lực. Đợi bản vương luyện hóa ngươi, giúp ngươi đột phá hồng mông tiên vương, trừ bỏ tiên chủ, ai là đối thủ của ta? Hoàng Thiên kích động toàn thân run rẩy. Xem như tạp trực hệ cấp dưới, hắn một mực bị Thương Thiên cùng Thanh Thiên áp chế, nội tâm vẫn luôn cực kỳ không cam. Thế nhưng, hắn chỉ là tạp sáng tạo ra, tiềm lực có hạn, căn bản là không có cách cùng thiên địa đản sinh chủng tộc so sánh. Nhưng nếu như có được hỗn nguyên phích lịch hỏa, hắn liền có vượt qua những người khác hy vọng. Đến lúc đó, tất nhiên là dưới một người, trên vạn vạn người. Nói xong, hắn đưa tay phải ra, hướng về hỗn nguyên phích lịch hỏa chộp tới. Tay phải run không ngừng, thật sự là quá kích động. Hỗn nguyên phích lịch hỏa trong con mắt tràn đầy hoảng hốt, nó ra sức giãy giụa, nhưng thân thể căn bản không nghe hắn sai sử. Đừng vùng vẫy, vô dụng. Hoàng Thiên tà tà cười một tiếng, liếm môi một cái, trong đầu hiện ra hỗn nguyên phích lịch hỏa bị hắn luyện hóa một màn. Nhưng mà, làm bàn tay của hắn khoảng cách hỗn nguyên phích lịch hỏa chỉ có không đến một tấc khoảng cách thời khắc, hắn thân thể bỗng nhiên run lên. Ngay sau đó, hắn khí tức trên thân trong nháy mắt rơi xuống. Hỗn trướng, danh con, ta muốn giết ngươi. Hoàng Thiên gầm lên một tiếng, mặt mũi hết sức dữ tợn. Phốc phốc, lời còn chưa dứt, một đạo hắc huyết sắc kiếm mang từ hư không bên trong sông ra, trực tiếp đem Hoàng Thiên nhục thân chém làm hai đoạn. Vẻn vẹn một cái hô hấp không tới thời gian, hắn nhục thể liền bị vô tận kiếm khí xé nát, hóa thành đầy trời sương mù màu vàng. Hô, hỗn nguyên phích lịch hỏa nhục thân lần nữa hóa thành hỏa diễm, sau đó cấp tốc lui lại, hết sức phòng bị hướng về cái kia đầy trời màu vàng sương mù. Nó trong mắt tràn đầy nghi hoặc, không biết xảy ra chuyện gì. Làm sao đang yên đang lành, Hoàng Thiên đột nhiên bị công kích. Bất quá nó 10 điểm may mắn, bản thân xem như nhặt về một cái mạng. Ngươi thiếu nợ ta một cái mạng, cũng đúng lúc này, một đạo thanh âm đạm mạc vang lên, lại là một cái hắc bào nam tử trống rỗng xuất hiện ở hỗn nguyên phích lịch hỏa cách đó không xa. Ngươi không đi, hỗn nguyên phích lịch hỏa kinh ngạc nhìn đối phương. Hiển nhiên, hắc y nam tử không phải người khác, chính là Tiêu Phàm. Vừa rồi hắn xác thực muốn mau sớm thoát đi nơi đây, nhưng tiên linh lại vừa lúc tìm được Hoàng Thiên giả lập bản nguyên đại đạo. Do dự mãi. Tiêu Phàm vẫn là quyết định trong bóng tối lưu lại. Hắn ngược lại không lo lắng hỗn nguyên phích lịch hỏa, mà là lo lắng Hoàng Thiên hàng phục nó.
biết rõ Hỗn Nguyên Phích Lịch Hỏa kinh khủng nó, rất rõ ràng Hoàng Thiên Hàng phục nó về sau sẽ như thế nào biến thái, đến lúc đó, trong vạn tộc tuyệt đối không có mấy người là hắn đối thủ. Mặt khác, hắn cũng muốn nhìn xem Hỗn Nguyên Phích Lịch Hỏa chân chính thực lực. Để Tiêu Phàm ngoài ý muốn là, Hỗn Nguyên Phích Lịch Hỏa lại có thể làm bị thương Hoàng Thiên, nếu không phải bị Hoàng Thiên đánh lén, cái kia Hoàng Kim Thiên Nhãn cũng chưa chắc có thể làm gì được nó. Nhìn thấy Hỗn Nguyên Phích Lịch Hỏa bị nhốt, Tiêu Phàm không thể không ra tay. Quả nhiên như tiên linh nói tới, Khư tộc giả lập bản nguyên đại đạo xác thực không thế nào kiên cố, đụng một cái liền nứt. Nếu không lo lắng triệt để hủy hắn bản nguyên đại đạo, Tiêu Phàm liền toàn lực điều khiển bản nguyên đại đạo đụng vào. Tiểu tạp chủng, cho bản vương chết đi. Hoàng Thiên khí thế hung hăng thẳng hướng Tiêu Phàm, giờ khắc này, hắn chỉ muốn giết chết Tiêu Phàm, dù cho Hỗn Nguyên Phích Lịch Hỏa cũng bị ném sang một bên. Có hứng thú hay không liên thủ, Tiêu Phàm cũng không quay đầu lại nói. Một mình hắn không phải Hoàng Thiên đối thủ, có thể tăng thêm Hỗn Nguyên Phích Lịch Hỏa, vậy nhưng thì chưa chắc. Hỗn Nguyên Phích Lịch Hỏa hoàn toàn có trong thời gian ngắn đơn đấu Hoàng Thiên thực lực, mà hắn có thể đủ công kích Hoàng Thiên bản nguyên đại đạo, hai người phối hợp, cơ hồ hoàn mỹ. Tốt, Hỗn Nguyên Phích Lịch Hỏa lãnh khốc trả lời. Nó mặc dù có chút khó chịu trước đó bị Tiêu Phàm lợi dụng, nhưng là nghĩ đến bản thân kém chút rơi vào Hoàng Thiên trong tay, gầm thét liền không chỗ phát tiết. Hô, Hỗn Nguyên Phích Lịch Hỏa quang mang đại thịnh, giống như thực thể, cầm kiếm giết tới. Trong lúc nhất thời, nơi này, tiên quang bành trướng, hỗn độn vỡ nát, khủng bố tới cực điểm. Cút ngay, Hoàng Thiên phẫn nộ, muốn đẩy lui Hỗn Nguyên Phích Lịch Hỏa, nhưng Hỗn Nguyên Phích Lịch Hỏa thực lực cực kỳ biến thái, đánh nhau thật tình hắn, không kém gì Hoàng Thiên bao nhiêu. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Hoàng Thiên giả lập bản nguyên đại đạo bị thương, thực lực không ở đỉnh phong. Tiêu Phàm im ắng lui lại, lần nữa chui vào hư không bên trong. Mấy tức về sau, Hoàng Thiên thân thể run lên, lại ngốc trệ trong nháy mắt. Mặc dù chỉ là trong nháy mắt, nhưng đối với tầng thứ này chiến đấu, lại là cực kỳ chí mạng. Phốc, Hoàng Thiên thân thể lần nữa bị Hỗn Nguyên Phích Lịch Hỏa nghiền nát, cuồn cuộn sương mù màu vàng che khuất bầu trời. Hô hô, cũng đúng lúc này, một vòng xoáy khổng lồ hiện lên, điên cuồng cắn nuốt sương mù màu vàng. A à, Hoàng Thiên phát cuồng, lần nữa khôi phục nhục thân, hai mắt đỏ bừng nhào về phía Tiêu Phàm. Tiêu Phàm cười lạnh một tiếng, lách mình thối lui đến Hỗn Nguyên Phích Lịch Hỏa sau lưng. Hỗn Nguyên Phích Lịch Hỏa rất khó chịu Tiêu Phàm cử động, nhưng là nó cũng có thể cảm nhận được, Hoàng Thiên khí tức hiển nhiên rớt xuống một đoạn nhỏ. Không cần nghĩ cũng biết. Đây nhất định cùng Tiêu Phàm có quan hệ. Hỗn Nguyên Phích Lịch Hỏa không chần chờ, lần nữa chặn lại Hoàng Thiên đường đi. Hoàng Thiên xuất thủ càng điên cuồng lên, tàn nhẫn, một lần này, liền Hỗn Nguyên Phích Lịch Hỏa cũng đỡ không nổi, bị giết liên tục bại lui. Nhưng mà rất nhanh, chuyện giống vậy đã xảy ra, Hoàng Thiên thân thể lần nữa run lên. Hỗn Nguyên Phích Lịch Hỏa thấy thế, toàn lực chém xuống một kiếm, càn khôn sụp đổ, thiên địa biến sắc. Hoàng Thiên lần nữa biến thành đầy trời sương mù màu vàng, mà lúc này, không biết núp ở chỗ nào Tiêu Phàm lần nữa xuất hiện, điên cuồng chiếm lấy Hoàng Thiên lực lượng. Hoàng Thiên thân hình hiện lên, mà Tiêu Phàm lại lần nữa bỏ chạy, thần không biết quỷ không hay. Hoàng Thiên phổi đều kém chút tức nổ tung, tiểu tử này, quả thực trơn trượt cực kỳ. Tiếp tục như vậy, bản thân thật có khả năng bị hai người bọn họ đùa chơi chết. Hắn cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại. Muốn giết chết Tiêu Phàm, lấy được Hỗn Nguyên Phích Lịch Hỏa, không thể chỉ dựa vào ngang ngược chiến đấu. Nhất là cái kia nhân tộc tiểu tử, vậy mà thật sự có thể cưỡng ép tước đoạt bản thân lực lượng, cái này quá kinh khủng. Khó trách Khư Thiên, Quân Thiên cùng U Thiên phân thân, đều bị hắn giết chết. Giết, Hoàng Thiên trong đầu nhanh chóng tự hỏi, có thể Hỗn Nguyên Phích Lịch Hỏa lại không cho hắn cơ hội, Tiêu Phàm thủ đoạn để nó cảm thấy hết sức ngạc nhiên. Hai người liên thủ. Chưa hẳn không thể giết chết hắn. Hoàng Thiên một lần này không có chính diện nghênh địch, nhanh chóng thối lui. Hắn không biết Tiêu Phàm là như thế nào tìm được bản thân bản nguyên đại đạo, nhưng hắn biết rõ, bản thân nhất định phải đem bản nguyên đại đạo giấu đi, bằng không lại sẽ bị tiểu tử này hại. Nếu là mình đường đường Hồng Mông Tiên Vương, bị một cái La Thiên Tiên Vương cùng một cái Hỗn Nguyên Tiên Vương giết chết, nhất định chính là chư thiên vạn giới chê cười, vĩnh viễn bị đính tại lịch sử sỉ nhục trụ bên trên. Không thể không nói, Hoàng Thiên không hổ là Hồng Mông Tiên Vương, ở tại tỉnh táo lại về sau,
hỗn nguyên phích lịch hỏa công kích rõ ràng không được hiệu quả gì. Bang, đột nhiên, Hoàng Thiên không còn lui tránh, kiếm trong tay cùng hỗn nguyên phích lịch hỏa kiếm đụng vào nhau, hai người cứ như vậy rằng có tại hư không. Thiên nhãn, mở, Hoàng Thiên một tiếng quát nhẹ, mi tâm Hoàng Kim Thiên nhãn lần nữa mở ra, nhức mắt Hoàng Kim Thiên quang lần nữa chiếu sáng không gian hỗn độn. Hỗn nguyên phích lịch hỏa hữu tâm chạy trốn, nhưng Hoàng Thiên xuất thủ quá nhanh, hắn thân thể lần nữa thực chất hóa, hơn nữa bị dừng lại tại đó. Hoàng Thiên thấy thế, nhếch miệng lên lướt qua một cái tà dị đường cong. Nữ chín có tâm thâm trầm tàn nhẫn, rất nhẫn nại trả thù, thông minh, đi một bước tính 10 bước, hiểu lòng người như lòng bàn tay. Mời đọc xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Không gian hỗn độn hoàn toàn tĩnh mịch, thời gian dường như đứng im, vĩnh viễn dừng lại ở trong nháy mắt này. Hỗn nguyên phích lịch hỏa biểu tình kinh khủng, nó trong lòng tức giận không thôi, bản thân vậy mà tại cùng một nơi trồng hai cái té ngã. Để cho hắn tuyệt vọng là, chờ đợi mấy tức, Tiêu Phàm vậy mà chưa từng xuất hiện. Tiểu tử này sẽ không chạy trốn à, nếu là như vậy, bản thân coi như kết thúc. Hoàng Thiên con ngươi lạnh lùng quét mắt tứ phương, hắn đang đợi Tiêu Phàm xuất hiện. Nhưng mà nhường hắn hộc máu là, không gian hỗn độn bên trong hoàn toàn mất hết Tiêu Phàm bóng dáng, nhưng hắn đều có chút hoài nghi, Tiêu Phàm khả năng đã chạy trốn. Nghĩ vậy, Hoàng Thiên lần nữa xòe bàn tay ra hướng về hỗn nguyên phích lịch hỏa chộp tới. Bất quá một lần này, hắn tốc độ rõ ràng chậm không ít. Hắn đang đợi Tiêu Phàm xuất hiện, chỉ cần Tiêu Phàm bất tử, hắn tuyệt đối không có khả năng tùy tiện luyện hóa hỗn nguyên phích lịch hỏa. Chủ yếu nhất là, hắn Hoàng Kim Thiên nhãn cũng không kiên trì được bao lâu, cũng không thể không hạn chế giam cầm hỗn nguyên phích lịch hỏa. Nhìn xem Hoàng Thiên bàn tay heo ăn mặn đưa tới, hỗn nguyên phích lịch hỏa nội tâm càng ngày càng sợ hãi, trong lòng đem Tiêu Phàm tổ tông 18 đời đều toàn bộ thăm hỏi một lần. Người nha, vẫn chưa xuất hiện, đây là sẽ chết người đấy à. Mắt thấy Hoàng Thiên tay khoảng cách hỗn nguyên phích lịch hỏa càng ngày càng gần, hai người tâm đều khẩn trương tới cực điểm. Hồng hộc, đột nhiên, Hoàng Thiên thân thể run lên, dường như lại lâm vào ngốc trệ bên trong, cùng lúc đó, một đạo lợi mang trống rỗng xuất hiện, đâm về phía Hoàng Thiên phía sau lưng. Nhưng mà, Hoàng Thiên lại là cũng không quay đầu lại, hắn thân thể tự động nổ tung, lợi mang vồ hụt. Chờ liền là hiện tại, tiểu tử, người nhất định phải chết. Chưa đầy cái nháy mắt, Hoàng Thiên thân thể lần nữa hiện lên, so sánh vừa rồi, hắn khí tức lại mạnh mẽ thêm vài phần, dường như về tới được đỉnh phong. Hắn mi tâm Hoàng Kim Thiên nhãn lần nữa hiện lên, hướng về sau lưng hư không nhìn tới. Những nơi đi qua, tất cả đều biến thành kim hoàng sắc, sáng chói chói mắt. Trong đó có một bóng người, vô cùng dễ thấy, giống như Hoàng Kim Điêu Tố, tay mang theo trường kiếm, không nhúc nhích. Lần này xem ngươi chạy chỗ nào. Hoàng Thiên cười lạnh, không chút do dự phóng tới đạo kia Hoàng Kim Điêu Tố phóng đi, hai tay một trận biến ảo, vô số tiên đạo thần liên bắn ra. Phịch một tiếng nổ vang, còn chưa chờ hắn tiên đạo thần liên tới gần, cái kia Hoàng Kim Điêu Tố bỗng nhiên nổ tung, hóa thành một đạo hắc ảnh. Bóng đen lóe lên, biến mất không thấy gì nữa, dường như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Cái gì? Hoàng Thiên lộ ra không thể tin. Hắn tin tưởng mình Hoàng Kim Thiên nhãn, trong thiên hạ, còn có cái gì là mình Hoàng Kim Thiên nhãn khốn không được. Nhưng lúc này, không chuyện có thể xảy ra lại chân chính đã xảy ra, cái này khiến hắn làm sao bình tĩnh. Đột nhiên, hắn bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía nơi xa, lại là lại gặp được làm người ta ghét khuôn mặt, trừ bỏ Tiêu Phàm còn có thể là ai đây? Hoàng Thiên, đây đều là tiểu gia đã từng chơi đồ còn dư lại, chỉ chút tài nghệ này, còn muốn âm ta. Tiêu Phàm khinh thường nhìn xem Hoàng Thiên. Dừng một chút, tiếp tục nói, cố ý chờ lấy ta trọng thương ngươi bản nguyên đại đạo, để cho ta cho rằng rốt cục có cơ hội ra tay, sau đó tiếp tục đánh lén ngươi. Mà ngươi, lại có thể tốn chút đại giới trong nháy mắt khôi phục đỉnh phong, đến lúc đó giết ta một trở tay không kịp. Nhưng ngươi ngốc, không có nghĩa là người khác cũng ngốc, ngươi chẳng lẽ không biết mình là khư tộc sao? Tiêu Phàm lời nói bên trong đều là xem thường ý tứ. Ngươi Hoàng Thiên thân làm khư tộc, bản thân chẳng lẽ không biết năng lực của mình sao? Coi như ngươi đã quên bản thân, có thể tiểu gia đem ngươi trở thành địch nhân, ngươi tất cả ta tự nhiên rõ rõ ràng ràng. Nghe được lời nói của Tiêu Phàm, Hoàng Thiên mặt đỏ tới mang tai. Hắn đúng là như Tiêu Phàm nói tới, cố ý giam cầm hỗn nguyên phích lịch hỏa, sau đó thừa cơ phong cấm Tiêu Phàm,
bởi vì Hoàng Kim Thiên Nhãn tồn tại, hắn có dạng này thực lực. Nhưng hắn nơi nào sẽ nghĩ đến, Tiêu Phàm vậy mà bất an xáo lộ ra bài, xuất thủ đánh lén hắn, căn bản không phải bản thể. Nhìn thấy Hoàng Thiên trầm mặc không do dự, Tiêu Phàm tiếp tục nói, không thể không nói, Khư tộc năng lực xác thực biến thái, nhưng là, ta không tin tưởng ngươi giả lập bản nguyên đại đạo, có thể vô hạn phục hồi như cũ. Ngươi có thể thử xem, Hoàng Thiên lạnh giọng trả lời. Mặc dù hắn mặt ngoài cao cao tại thượng, nhưng nội tâm lại là có chút sốt ruột. Bởi vì như Tiêu Phàm nói tới, hắn giả lập bản nguyên đại đạo, thế nhưng không phải thời khắc đều có thể phục hồi như cũ. Bằng không mà nói, trước đó bị Tiêu Phàm thương tổn tới bản nguyên đại đạo, hắn đã sớm trực tiếp khôi phục đỉnh phong. Thử xem liền thử xem, Tiêu Phàm cười lạnh một tiếng, ngay sau đó vung tay lên. Hỗn nguyên phích lịch hỏa, người tiếp tục bên trên. Hỗn nguyên phích lịch hỏa, ngươi nha, đây là ý gì? Hóa ra ngươi là đem lão tử xem như ngươi đả thủ, ngươi muốn thử, liền bản thân thử a, dựa vào cái gì gọi lão tử cũng không phải thuộc hạ của ngươi. Ngươi nha không biết, vừa rồi lão tử lại trúng chiêu sao? Nghĩ thì nghĩ, hỗn nguyên phích lịch hỏa lại không thể không bội phục Tiêu Phàm quỷ dị thủ đoạn, nho nhỏ La Thiên Tiên Vương, có thể làm cho Hồng Mông Tiên Vương liên tục ăn thiệt thòi, bản thân cái này cũng rất biến thái. Không chần chờ, Hoàng Thiên lần nữa giết ra. Nó rất rõ ràng, chỉ có bản thân kiềm chế Hoàng Thiên, Tiêu Phàm mới có thể đánh lén hắn. Nếu như hai người chính diện cùng Hoàng Thiên giao thủ, cuối cùng bị thua tuyệt đối là hai người bọn họ. Hoàng Thiên khí nghiến răng nghiến lợi, vô số năm qua, hắn còn là lần đầu tiên phát hiện La Thiên Tiên Vương cảnh như thế khó chơi. Nếu là bình thường, hắn một ngón tay liền có thể đâm chết một cái. Chớp mắt đi qua một canh giờ, Hoàng Thiên khí tức càng ngày càng yếu, mấy lần khôi phục giả lập bản nguyên đại đạo, hắn tiên lực tiêu hao rất nhiều. Để cho hắn kinh hồn táng đảm là, Tiêu Phàm mỗi lần đều có thể nhìn thấu tính toán của hắn, tiểu tử này, nhất định chính là cái yêu nghiệt, dường như có thể nhìn thấu lòng người. Trải qua tranh đấu xuống tới, năng lượng của hắn lại bị Tiêu Phàm thôn vệ gần một nửa. Cái này mặc dù không phải mãi mãi tổn thương, nhưng hắn cũng chịu không được dạng này tiêu hao. Lần này, Hoàng Thiên thân thể phục hồi như cũ, không có tiếp tục xuất thủ, mà là lùi lại một khoảng cách, phòng bị hướng về đối diện. Hắn biết rõ, bản thân một lần này tính sai. Nếu như tiếp tục nữa, khả năng thật muốn đem mệnh bỏ ở nơi này. Hoàng Thiên, tiếp tục a. Tiêu Phàm thân thể lần nữa hiện ra, một bộ cực kỳ cần ăn đòn bộ dáng. Bên cạnh Hỗn Nguyên Phích Lịch Hỏa khóe miệng hơi rút, hắn chưa thấy qua Tiêu Phàm người vô sỉ như vậy. Người nhà một mực ở đánh lén, tiêu hao cơ hồ có thể xem nhẹ không hiểu, thậm chí còn mạnh lên, dù sao ngươi còn thôn phệ Hoàng Thiên năng lượng. Nhưng lão tử đây, một mực cùng Hoàng Thiên bính sát đều là ta a, người nhà thật sự cho rằng tiên lực của ta dùng mãi không cạn sao? Hoàng Thiên hai mắt đỏ bừng, hận không thể đem Tiêu Phàm ăn sống nuốt tươi. Nhưng hắn biết rõ, có Hỗn Nguyên Phích Lịch Hỏa ở, bản thân không có khả năng tiêu diệt tiểu tử này. Cút đi! Lần này liền muốn ngươi nửa cái mạng, trở về đem cổ rửa sạch sẽ, chờ ta đến làm thịt ngươi. Tiêu Phàm khuôn mặt lạnh lùng, ở trên cao nhìn xuống hướng về Hoàng Thiên. Hoàng Thiên nắm đấm nắm chặt, lão tử mới là Hồng Mông Tiên Vương a, ngươi một cái La Thiên Tiên Vương tính là thứ gì, a. Nhưng hắn vẫn bất lực phản bác, bản thân càng đánh càng yếu, mà Tiêu Phàm lại không có nửa điểm sụt ý, tiếp tục nữa, có lẽ sẽ đem mình nằm tại chỗ này. Hỗn Nguyên Phích Lịch Hỏa bảo hộ không được ngươi cả một đời. Hoàng Thiên lạnh lùng phun ra một câu, quay người hướng về nơi xa kích xạ đi, chỉ có một thanh âm tại nguyên chỗ quanh quẩn. Lần sau gặp ngươi, tất nhường ngươi sống không bằng chết. Nữ chín có tâm thâm trầm tàn nhẫn, rất nhẫn nại trả thù, thông minh, đi một bước tính 10 bước, hiểu lòng người như lòng bàn tay. Mời đọc xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Hô, nhìn thấy Hoàng Thiên rời đi. Hỗn Nguyên Phích Lịch Hỏa như chút được gánh nặng, khẽ nhả một ngụm chọc khí. Hắn nhìn Tiêu Phàm một cái, quay người liền chuẩn bị rời đi. Ngươi muốn đi đâu? Tiêu Phàm gọi lại Hỗn Nguyên Phích Lịch Hỏa. Hỗn Nguyên Phích Lịch Hỏa ngừng thân hình, nhíu mày, làm sao, ngươi muốn động thủ hay sao? Nội tâm nó vô cùng khó chịu Tiêu Phàm, nhưng nghĩ tới hắn tốt xấu cứu mình một mạng, cũng liền không muốn cùng hắn so đo. Nhưng nếu như Tiêu Phàm muốn thu phục nó, nó tự nhiên không nguyện ý, cùng lắm thì về sau trả lại hắn một mạng mà thôi. Tiêu Phàm nhún nhún vai, nói ta là muốn nói cho ngươi,
nếu như Hoàng Thiên nửa đường trở về, người cảm thấy mình là hắn đối thủ sao? Hỗn Nguyên Phích Lịch Hỏa Thần sắc động lại. Cùng Hoàng Thiên giao thủ thời gian dài như vậy, nó tự nhiên biết rõ Hoàng Thiên thực lực, bằng vào bản thân một người, tuyệt đối không phải Hoàng Thiên đối thủ. Bắt đầu bộc phát một lần, ngược lại có thể chống đối Hoàng Thiên. Nhưng nếu là thời gian dài giao thủ, bản thân thua không nghi ngờ. Khư tộc biết bao xảo trá, ngươi không phải không biết a? Tiêu Phàm híp mắt quét không gian hỗn độn một cái, nói, hắn dù sao cũng là đường đường tiên vương, bị hai chúng ta trêu đùa, ngươi cảm thấy hắn sẽ tính như vậy sao? Sẽ không, Hỗn Nguyên Phích Lịch Hỏa lắc đầu, không dùng Tiêu Phàm nhắc nhở, điểm này hắn cũng hết sức rõ ràng. Ta cảm thấy cũng sẽ không, Tiêu Phàm trầm giọng nói, hơn nữa, lấy hắn thực lực, cho dù trốn ở không gian hỗn độn, chúng ta cũng chưa chắc có thể phát hiện hắn. Nếu là chúng ta tách ra, hắn tất nhiên sẽ tiêu diệt từng bộ phận, ta nghĩ, ngươi cũng không muốn mất đi tự do a. Nói đến đây, Tiêu Phàm dừng một chút, nói, ngươi nếu như tạm thời không có việc gì, ta cảm thấy chúng ta trước không muốn tách ra, đợi triệt để an toàn lại nói. Hỗn Nguyên Phích Lịch Hỏa trầm mặc không nói. Được a, tất nhiên ngươi không lo lắng hắn, vậy sau này còn gặp lại. Tiêu Phàm thở dài, quay người liền chuẩn bị rời đi. Hắn mặc dù muốn cho Hỗn Nguyên Phích Lịch Hỏa giữ ở bên người, cái này dù sao cũng là một cái chiến lực mạnh mẽ. Nhưng hắn không có ép buộc Hỗn Nguyên Phích Lịch Hỏa ý nghĩ, dưa hái xanh không ngọt. Đương nhiên, chủ yếu nhất cũng là hắn chưa chắc có dạng này thực lực, Hỗn Nguyên Phích Lịch Hỏa nếu là muốn bỏ chạy, hắn là ngăn không được. Chờ một chút, Tiêu Phàm vừa đi ra mấy bước, Hỗn Nguyên Phích Lịch Hỏa liền gọi hắn lại. Tiêu Phàm khóe miệng khẽ nhếch, ngay sau đó quay đầu, vẻ mặt nghi hoặc nhìn Hỗn Nguyên Phích Lịch Hỏa. Ngươi nói không sai, chúng ta tạm thời cùng đi, rời đi nơi đây lại nói. Hỗn Nguyên Phích Lịch Hỏa suy nghĩ một chút nói, nó đúng là đi qua nghĩ cặn kẽ. Tiêu Phàm gật gật đầu, nội tâm mừng rỡ, nhưng mặt ngoài lại là bình tĩnh như thường. Một cái tiếp cận Hồng Mông Tiên Vương cảnh tay chân a, cứ như vậy bị bản thân lừa qua đến. Nếu như Hỗn Nguyên Phích Lịch Hỏa biết rõ, chẳng mấy chốc sẽ đối mặt càng nhiều Hồng Mông Tiên Vương, thậm chí đối mặt tạp phân thân, không biết sẽ có cảm tưởng gì. Hai người đi sóng vai, xé mở từng mảnh hỗn độn khu vực, biến mất ở không gian hỗn độn cuối cùng. Đợi bọn hắn rời đi về sau, nguyên bản đã biến mất Hoàng Thiên lần nữa xuất hiện, dương mắt lạnh lẽo Tiêu Phàm bọn họ rời đi phương hướng. Hỗn Nguyên Phích Lịch Hỏa, người không chạy thoát được đâu, còn có cái kia nhân tộc tiểu tử, phải chết. Hoàng Thiên hung tợn nói, gân xanh trên trán bạo khởi. Thở sâu, hắn len lén dọc theo hai người phương hướng đi theo. Ăn lớn như vậy cái thua thiệt, không lấy lại danh dự, hắn nội tâm cực kỳ không dễ chịu. Mấu chốt là, hắn không nỡ Hỗn Nguyên Phích Lịch Hỏa. Sau hai canh giờ, Tiêu Phàm cùng Hỗn Nguyên Phích Lịch Hỏa rốt cục cũng ngừng lại. Hắn hẳn không có đi theo, cáo từ. Hỗn Nguyên Phích Lịch Hỏa quét hậu phương một cái. Trong lòng tảng đá lớn buông xuống, chuẩn bị rời đi. Vậy sau này còn gặp lại, Tiêu Phàm gật gật đầu, không còn cường lưu Hỗn Nguyên Phích Lịch Hỏa. Hỗn Nguyên Phích Lịch Hỏa không có nhiều lời, quay người thời khắc, nhưng lại đột nhiên tựa như nhớ ra cái gì đó, đây là hỗn loạn không gian hỗn độn, người biết làm sao rời đi. Tạm thời không có quá ý tưởng hay, bất quá có một cái biện pháp, ta chuẩn bị thử một lần. Tiêu Phàm suy nghĩ một chút nói. Kỳ thật. Hắn để Hỗn Nguyên Phích Lịch Hỏa rời đi, cũng là không muốn để cho hắn nhìn thấy bản thân tiếp xuống việc cần phải làm. Rời đi không gian hỗn độn, hắn đương nhiên là có biện pháp. Biện pháp gì? Hỗn Nguyên Phích Lịch Hỏa hỏi. Tiêu Phàm cổ quái nhìn Hỗn Nguyên Phích Lịch Hỏa một cái, ta quen với ngươi lắm sao? Ngươi không phải lĩnh ngộ hỗn độn bản nguyên, hơn nữa còn có thời gian bản nguyên cùng không gian bản nguyên, chẳng lẽ ngươi không cách nào rời đi? Tiêu Phàm đột nhiên hỏi. Hỗn Nguyên Phích Lịch Hỏa lúng túng cười một tiếng, nói trước đó ta bất ngờ xâm nhập mảnh không gian hỗn độn này, thời gian 10 năm thử qua một chút biện pháp, có thể thủy chung không cách nào rời đi, thật sự là mảnh không gian hỗn độn này quá hỗn loạn. Hỗn loạn sao? Tiêu Phàm ngược lại không cảm thấy như vậy, đương nhiên cái này cũng cùng hắn tiến đến không bao lâu có quan hệ. Nếu như cùng Hỗn Nguyên Phích Lịch Hỏa một dạng, ở chỗ này một năm thời gian, đoán chừng hắn liền sẽ không như thế nghĩ. Ngươi thật sự ở nơi này ngốc 10 năm, Tiêu Phàm lúc này mới ý thức được vấn đề mấu chốt. Hắn nhớ kỹ, khoảng cách Hỗn Nguyên Phích Lịch Hỏa lần trước rời đi, có vẻ như không bao lâu a.
Gia hỏa này vậy mà bị vây ở chỗ này 10 năm thời gian. Hỗn Nguyên Phích Lịch Hỏa gật gật đầu, nhìn qua cùng chân nhân không hai, không sai, chỉ nhiều không ít, ta không biết rõ nơi này cùng ngoại giới tốc độ thời gian trôi qua có khác biệt gì. Nhưng là nơi này thời không chi lực rất đặc thù, ta cuối cùng cảm giác mình có thể xé mở không gian hỗn độn, nhưng mỗi lần cuối cùng đều là thất bại. Vì sao? Tiêu Phàm hỏi. Ta thời không chi lực không đủ. Hỗn Nguyên Phích Lịch Hỏa thành thật trả lời. Thời không chi lực không đủ sao? Tiêu Phàm nghĩ nghĩ, nói ta cũng lĩnh ngộ thời không chi lực, nếu không hợp lực thử xem. Có thể, Hỗn Nguyên Phích Lịch Hỏa cho dù lại khó chịu Tiêu Phàm, nó cũng muốn rời đi lực lượng. Bằng vào chính nó, nghĩ phải rời đi nơi này, không muốn biết năm nào tháng nào đi. Tiêu Phàm nhìn liếc chung quanh, truyền âm nói, người lĩnh ngộ thời không chi lực đều không thể rời đi, cái kia Hoàng Thiên chẳng phải là cũng vô pháp làm đến. Nghe nói như thế, Hỗn Nguyên Phích Lịch Hỏa giật mình. Đúng vậy a, Hoàng Thiên không cách nào rời đi, vậy nó cũng khẳng định còn ở nơi này. Nếu như mình một mực không cách nào rời đi, cuối cùng có gặp gỡ Hoàng Thiên thời điểm. Nghĩ vậy, Hỗn Nguyên Phích Lịch Hỏa rất may mắn bản thân không có đầu óc phát nhiệt xoay người rời đi, bằng không, hai người bọn họ đều phải xúi quẩy. Người muốn đi, cũng phải chờ rời đi nơi này lại nói. Tiêu Phàm thở sâu, ta tới trước. Nếu là ta không cách nào xé mở không gian hỗn độn, lại đem ngươi lực lượng cho ta mượn. Tốt, Hỗn Nguyên Phích Lịch Hỏa tự nhiên không có lý do gì phản đối. Tiêu Phàm thở sâu, thể nội thúc dục lục đạo luân hồi kinh, chỉ một thoáng, cuồn cuộn tiên lực từ trên người hắn tuôn ra. Ngay sau đó, hắn giơ tay vung lên, một đầu vàng óng ánh dòng sông hiện lên. Thời không chi hà, Hỗn Nguyên Phích Lịch Hỏa kêu lên sợ hãi, tựa như gặp quỷ sống một dạng. Hắn làm sao cũng không thể tin được, Tiêu Phàm lại có thể mở ra thời không chi hà. Nói như vậy, Tiêu Phàm căn bản không cần hắn hỗ trợ, liền có thể rời đi nơi này. Ngược lại là hắn, nếu như không cách nào rời đi, tất nhiên sẽ rơi vào Hoàng Thiên trong tay. Đi, đột nhiên, Tiêu Phàm quát khẽ một tiếng, cấp tốc bước vào thời không chi hà bên trong. Cùng lúc đó, cách đó không xa truyền đến một cỗ mạnh mẽ khí tức, cấp tốc hướng về bọn họ vị trí tới gần. Nhưng làm Hỗn Nguyên Phích Lịch Hỏa dọa cho phát sợ. Hắn làm sao không biết, đây là Hoàng Thiên đuổi theo tới. Nữ chín có tâm thâm trầm tàn nhẫn, rất nhẫn nại trả thù, thông minh, đi một bước tính 10 bước, hiểu lòng người như lòng bàn tay. Mời đọc xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Tiêu Phàm bước vào thời không chi hà một sát na kia, liền chuẩn bị đóng lại thời không chi hà. Nhưng mà hắn kinh hãi phát hiện, bản thân vậy mà không cách nào điều khiển. Dưới chân bọn hắn thời không chi hà, vậy mà dường như biến thành vật thật. Phải biết, thời không chi hà thế nhưng là chạm không tới a. Là Hoàng Thiên, Hỗn Nguyên Phích Lịch Hỏa kinh hô một tiếng. Tiêu Phàm mắt lạnh nhìn tới, lại là nhìn thấy một đạo áo bào màu vàng thân ảnh cấp tốc hướng về bọn họ vị trí kích xạ mà đến, mi tâm, Hoàng Kim Thiên nhãn lần nữa thoáng hiện. Vẻn vẹn mấy canh giờ mà thôi, Hoàng Thiên thực lực vậy mà đã khôi phục 7-8 phần. Chính là bởi vì như vậy, hắn Hoàng Kim Thiên Nhãn mới có thể để cho thời không chi hà trong thời gian ngắn hiện ra, Tiêu Phàm cũng liền không cách nào đóng lại. Giết, Tiêu Phàm quát chói tai một tiếng, cùng Hỗn Nguyên Phích Lịch Hỏa hai người đồng thời xuất thủ, kinh khủng tiên lực mãnh liệt cuộn trào ra. Đừng nhìn vừa rồi hai người phối hợp, để Hoàng Thiên bị thiệt lớn. Đó là bởi vì Hỗn Nguyên Phích Lịch Hỏa có thể kiềm chế lại hắn, Tiêu Phàm mới có thể trong bóng tối đánh lén mà thôi. Nhưng mà, ở thời không chi hà, là không thể nào làm được điểm này. Nói cách khác, dù cho hai người liên thủ, cũng tuyệt không phải Hoàng Thiên đối thủ. Bất kể như thế nào, cũng không thể để cho bước vào thời không chi hà. Oanh, hai người công kích chớp mắt liền đến Hoàng Thiên phụ cận, Hoàng Thiên lại là không tránh không lùi, liên tiếp đánh ra mấy chưởng, nghiền nát hai người công kích hơn nữa, tốc độ kia không giảm mảy may. Không thể không nói, Hoàng Thiên thực lực rất khủng bố. Hơn nữa, nó là rời đi không gian hỗn độn, cơ hồ liền bú sữa mẹ khí lực đều xử ra. Người lùi ra phía sau, đột nhiên, Tiêu Phàm lấy tay vung lên, tiến lên một bước. Các ngươi đều phải chết, Hoàng Thiên nhe răng cười, hắn thấy, Tiêu Phàm đã định trước là người chết. Mà Hỗn Nguyên Phích Lịch Hỏa, cũng đồng dạng là vật trong túi của hắn. Bất quá, hắn nội tâm cũng vô cùng kinh hãi, không nghĩ tới Tiêu Phàm vậy mà triệu hoán ra thời không chi hà. Loại thủ đoạn này, quá không thể tưởng tượng nổi.
Tiêu Phàm biểu hiện càng mạnh, hắn giết Tiêu Phàm ý nghĩ càng tăng lên. Có đúng không? Tiêu Phàm cười lạnh một tiếng, giọng nói vô cùng hắn khinh thường. Lời còn chưa dứt, con người của hắn bỗng bắt đầu phát sinh biến hóa, xuất hiện trọng đồng, hơn nữa còn có 6 cái nhan sắc khác nhau câu ngọc, cực kỳ tà dị. Lục đạo luân hồi chi nhãn, mở. Giờ khắc này, Tiêu Phàm cũng không lại có giữ lại chút nào, mặc dù thi triển lục đạo luân hồi chi nhãn đối với hắn tiêu hao rất nhiều, thậm chí mang đến một chút tác dụng phụ. Nhưng là bây giờ, hắn đã không lo được nhiều như vậy. Theo lục đạo luân hồi chi nhãn mở ra, một cái ngập trời vòng xoáy lăng không ngăn tại Tiêu Phàm trước người, giống như một đầu hỗn độn cổ thú hé ra miệng to như chậu máu. Đây là, hỗn nguyên phích lịch hỏa mặc dù không có nhìn thấy Tiêu Phàm con ngươi, nhưng là cái kia mênh mông vòng xoáy lại cho hắn một loại cực kỳ chí mạng cảm giác. Không chỉ có là hắn, Hoàng Thiên sao lại không phải như thế đây? Chí mạng khí tức trong nháy mắt bao phủ hắn, thế nhưng hắn tốc độ quá nhanh, muốn chạy trốn cũng không kịp. Hắn một chân vừa mới bước vào vòng xoáy bên trong, liền bị quấy đến vỡ nát, cái gì đều không lưu lại. Ngay sau đó, đầu của hắn từ trước trán bắt đầu vỡ nát, hóa thành đầy trời sương mù màu vàng. A à, một trận như giết heo thê lương tiếng gào thét vang vọng thương khung, Hoàng Thiên dùng hết toàn lực tránh thoát lục đạo luân hồi vòng xoáy rảo sát, cơ hồ đã hủy diệt nửa người. Trước mặt của hắn nửa người, đã triệt để hóa thành sương mù màu vàng, hơn nữa trong nháy mắt liền bị vòng xoáy thôn phệ. Hoàng Thiên kinh hoàng lui lại, thân thể lần thứ hai khôi phục lúc, sắc mặt tái nhợt tới cực điểm. Đây là thứ yếu, hắn mi tâm, vậy mà chảy ra một đạo kim hoàng chất lỏng. Hiển nhiên, đây là máu tươi. Hắn Hoàng Kim Thiên Nhãn, bị Tiêu Phàm lục đạo luân hồi chi nhãn triệt để hủy diệt. Hoàng Thiên lấy tay bưng bít lấy mi tâm, một đôi vằn vện tia máu con người giữ tợn hướng về nơi xa, hận không thể đem Tiêu Phàm ăn sống nuốt tươi. Mặc dù lục đạo luân hồi vòng xoáy đã biến mất, nhưng là, hắn cũng không dám lại tiến lên một bước. Nhất là nhìn thấy Tiêu Phàm khóe miệng nâng lên một màn kia đường cong, hắn càng là toàn thân run lên. Tiểu tử này, thật ác độc, thật là ác độc. Vậy mà hủy bản thân Hoàng Kim Thiên Nhãn, mắt hắn trợn trợn nhìn xem Tiêu Phàm cùng hỗn nguyên phích lịch hỏa theo thời không chi hà biến mất, nhưng hắn lại còn như lão tăng nhập định, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Trong đầu hắn vẫn như cũ hiện lên phía trước một màn kia, chỉ là suy nghĩ một chút, đã cảm thấy tê cả da đầu. Cái loại cảm giác này, hắn chỉ có ở đối mặt tạp thời điểm từng có. Mà trước mắt tất cả những thứ này, lại là một cái La Thiên Tiên Vương mang cho hắn. Đó là cái gì đồng thuật, làm sao sẽ khủng bố như thế? Hoàng Thiên run rẩy mở miệng. Thật lâu, hắn mới thở sâu lấy lại tinh thần, không được, ta phải cáo chi tiên chủ. Kẻ này là một cái biến số. Nghĩ vậy, Hoàng Thiên toàn lực nhất kích, muốn xé mở không gian hỗn độn. Đáng tiếc, nhất định nhường hắn thất vọng. Hắn một lần lại một lần thử nghiệm, có thể một lần lấy thất bại mà kết thúc. Làm sao sẽ, Hoàng Thiên trợn tròn mắt, bản thân đường đường hồng mông tiên vương, vậy mà bị vây ở một cái địa phương. Thời không chi hà bên trong. Tiêu Phàm cùng hỗn nguyên phích lịch hỏa đi ngược dòng nước, hai người trầm mặc không nói. Hỗn nguyên phích lịch hỏa hóa thành hình người đứng ở Tiêu Phàm sau lưng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tiêu Phàm, phía trước cái loại cảm giác này vẫn như cũ quanh quẩn trong lòng. Nhìn ta làm cái gì? Tiêu Phàm nhàn nhạt liếc hỗn nguyên phích lịch hỏa một cái. Hỗn nguyên phích lịch hỏa hờ hững lắc đầu, thần sắc vẫn như cũ có chút bối rối, thậm chí hoảng hốt. Không biết, còn tưởng rằng hắn là La Thiên Tiên Vương, Tiêu Phàm là hỗn nguyên tiên vương đây. Nội tâm nó cũng là oán thầm không thôi. Người nhà thực sự là một cái La Thiên Tiên Vương. Nói ngươi là một cái Hồng Mông Tiên Vương đều không đủ a, chẳng lẽ gia hỏa này đang giả heo ăn hổ. Kỳ thật, Tiêu Phàm nội tâm cũng 10 điểm không bình tĩnh. Hắn cũng là lần đầu tiên thi triển lục đạo luân hồi chi nhãn, uy lực của nó hoàn toàn vượt quá hắn tưởng tượng. Thậm chí ngay cả Hoàng Thiên đều có thể bị trọng thương. Đáng tiếc, bản thân tạm thời còn không cách nào hoàn toàn phát huy lục đạo luân hồi chi nhãn chân chính thực lực. Hơn nữa, đối tự thân tiêu hao quá lớn. Không phải sao, qua lâu như vậy mới miễn cưỡng khôi phục. Hắn ánh mắt sáng quắc hướng về thời không chi hà phía trước, không có buông lỏng cảnh giác. Dù sao, thời không chi hà bên trong, thế nhưng là tùy thời đều có thể có thời không yêu thú nhô ra. Không biết qua bao lâu, Tiêu Phàm hai cái rốt cuộc đã tới thượng cổ. Hỗn nguyên phích lịch hỏa thỉnh thoảng đánh giá bốn phía,
trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, gia hỏa này, dọc theo thời không chi hà đi ngược dòng nước, muốn làm gì? Thẳng đến, một cái cổ xưa to lớn phong ấn ngăn tại nó trước người. Nhìn xem từng đầu tiên liên xuyên qua hư không, tản ra một cỗ hơi yếu khí tức, hỗn nguyên phích lịch hỏa bên trong tâm vô so rung động. Hắn có một loại cảm giác kỳ lạ, chính mình cái này hỗn nguyên tiên vương ở cái kia phong ấn tiêu tán lực lượng trước mặt, vậy mà cảm thấy mình 10 điểm nhỏ bé. Hô, Tiêu Phàm lại là thở sâu, lại nhìn thấy lục đạo luân hồi phong ấn, hắn vẫn như cũ áp lực sơn đại. Bất quá, lúc trước không cách nào đến gần hắn, bây giờ lại không bị ảnh hưởng, hơn nữa còn cảm nhận được một cỗ đồng nguyên khí tức. Thiếu Khuynh, Tiêu Phàm phóng ra bước chân, chậm rãi hướng về lục đạo luân hồi phong ấn đi đến. Ngươi muốn làm gì? Hỗn nguyên phích lịch hỏa thấp giọng kinh hô. Gia cố phong ấn, Tiêu Phàm cũng không quay đầu lại đáp, ánh mắt kiên nghị hết sức. Nữ chín có tâm thâm trầm tàn nhẫn, rất nhẫn nại trả thù, thông minh, đi một bước tính 10 bước, hiểu lòng người như lòng bàn tay. Mời đọc xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Gia cố phong ấn, nghe nói như thế, hỗn nguyên phích lịch hỏa con người bỗng nhiên co rụt lại, hắn còn cho rằng mình nghe lầm. Ngươi chỉ là một cái La Thiên Tiên Vương a, vì sao ta ở nơi này phong ấn tiêu tán khí tức trước mặt đều cảm giác nhỏ bé giống như kiến càng, ngươi ở đâu ra tự tin có thể gia cố phong ấn đây? Hỗn nguyên phích lịch hỏa càng ngày càng tin tưởng, Tiêu Phàm tuyệt đối là giả heo ăn thịt hổ. Chẳng qua là khi hắn nghĩ tới chính mình lúc trước uy hiếp Tiêu Phàm sự tình lúc, trong lòng có chút hốt hoảng. Gia hỏa này, quay đầu sẽ không tìm bản thân phiền toái a. Kia ta có phải hay không thừa dịp hắn không chú ý, hiện tại tranh thủ thời gian chạy trốn đây. Thôi được rồi, vạn nhất về sau gặp lại hắn đây. Tiêu Phàm tự nhiên không biết hỗn nguyên phích lịch hỏa nội tâm phức tạp ý nghĩ, hắn đã tới lục đạo luân hồi phong ấn phía dưới, chậm rãi đưa bàn tay ra. Chỉ một thoáng, một đạo tiên quang từ trong bàn tay hắn nở rộ, một cỗ năng lượng kỳ lạ nhanh chóng tràn vào lục đạo luân hồi phong ấn. Lục đạo luân hồi phong ấn dường như một cái khát khô người, điên cuồng mà hấp thu lên. Tiêu Phàm thể nội lực lượng trong nháy mắt bị rút lấy gần một nửa, dọa đến hắn sắc mặt đại biến, tranh thủ thời gian thu hồi thủ trưởng. Hắn nha, tiếp tục như thế, không dùng mấy hơi thở thời gian, là có thể đem bản thân hút thành người khô a. Tiên Linh, có thể hay không giúp ta một chút sức lực? Cho dù biết rõ nguy hiểm, Tiêu Phàm cũng không có chút gì do dự. Nếu như Tiên Linh có thể thời khắc vì hắn bổ sung tiên chi lực, đó cũng không có bất kỳ nguy hiểm nào. Chỉ là, hắn chờ đợi nửa ngày, lại không có đạt được Tiên Linh trả lời. Tiêu Phàm không khỏi nhíu mày, dưới sự cảm ứng, lại là phát hiện, bản thân vậy mà không liên lạc được Tiên Linh. Chẳng lẽ thời không chi hà, có thể ngăn cách bản nguyên thế giới? Nghĩ vậy, Tiêu Phàm vội vàng thử nghiệm cảm ứng bản nguyên thế giới bản nguyên phân thân, quả nhiên như hắn sở liệu, bản thân căn bản không cảm ứng được. Tiêu Phàm kinh dị hết sức, nội tâm sợ hãi thán phục thời không chi hà đặc thù. Phải biết, Tiên Linh cũng đã có nói, bất kỳ thế giới nào đều có thể cảm ứng được bản nguyên thế giới, dù cho thời không chi hà một chỗ khác cũng không ngoại lệ. Nhưng hiện tại, bản thân vậy mà không cách nào cảm ứng được bản nguyên thế giới, cái này khiến hắn làm sao bình tĩnh. Thật lâu, Tiêu Phàm lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía lục đạo luân hồi phong ấn, không thấy Tiên Linh hỗ trợ, hắn chỉ có thể dựa vào chính mình. Hắn lần nữa xòe bàn tay ra, chuẩn bị thử một chút. Nhưng lúc này đây, lục đạo luân hồi phong ấn thôn phệ tiên lực tốc độ càng nhanh, vẻn vẹn hai cái thời gian hô hấp, liền đem hắn tiên chi lực thôn phệ hơn phân nửa. Nếu không phải hắn kịp thời đình chỉ, bản thân đoán chừng liền sẽ bị rút sạch tất cả tiên chi lực. Tiêu Phàm cau mày, trong lòng trầm ngâm, xem ra, bằng vào chính ta, là rất khó ra cố lục đạo luân hồi phong ấn. Suy nghĩ kỹ một chút, Tiêu Phàm cũng liền bình thường trở lại. Liên tạp đều không cách nào phá vỡ lục đạo luân hồi phong ấn này há lại sẽ đơn giản như vậy. Dù sao, lúc trước thế nhưng là luân hồi lão nhân bọn họ sáu đại cường giả cấp cao nhất bố trí. Bọn hắn thực lực, cái nào không thể so hoàng thiên mạnh. Hắn không biết thời không chi hà tốc độ thời gian trôi qua làm sao, nhưng là, hắn giờ phút này cũng không có quá nhiều biện pháp, chỉ có thể tận năng lực của mình đến gia cố. Khẽ cắn môi, Tiêu Phàm lấy tay vung lên, từng mai bản nguyên tiên tinh xuất hiện ở trước mặt hắn. Bản nguyên tiên tinh, hỗn nguyên phích lịch hỏa thấy thế, con người kịch liệt co rút lại, hận không thể lập tức tiến lên đoạt tới. Nó phát thệ,
cả đời mình cũng chưa từng thấy nhiều như vậy bản nguyên tiên tinh. Nếu là mình có thể luyện hóa bọn chúng, tuyệt đối có thể trùng kích Hồng Mông Tiên Vương. Đến lúc đó, cho dù gặp lại Hoàng Thiên, mình cũng không sợ hãi. Nhưng mà, chuyện kế tiếp để Hỗn Nguyên Phích Lịch Hỏa trợn tròn mắt. Chỉ thấy Tiêu Phàm đột nhiên há miệng hút vào, bốn phía lấy ngàn mà tính bản nguyên tiên tinh nhao nhao bạo tán mà ra, hóa thành bột phấn, cuồn cuộn bản nguyên tiên lực bị Tiêu Phàm luyện hóa. Quá xa xỉ, quá lãng phí. Hỗn Nguyên Phích Lịch Hỏa nội tâm phát cuồng. Mấy ngàn mai bản nguyên tiên tinh, lại bị Tiêu Phàm dùng để gia cố một cái phong ấn. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết hắn cũng không tin. Nhưng mà, cái này vẻn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Tiêu Phàm dường như căn bản không quan tâm bản nguyên tiên tinh, cơ hồ đem hắn sở hữu hàng tồn đều lấy ra ngoài, toàn bộ dùng để chuyển hóa làm lục đạo luân hồi tiên lực, gia cố phong ấn. Hắn thấy, chỉ cần có thể giết chết tạp phân thân, điểm ấy bản nguyên tiên tinh lại tính là cái gì đây? Bản nguyên tiên tinh dùng hết rồi, bản thân còn có thể từ hỗn độn khư địa rút ra luyện hóa. Nhưng thần vô tận bọn họ nếu như xảy ra ngoài ý muốn, tiên cấm kiếp địa coi như kết thúc. Hô hô, thật lâu, lục đạo luân hồi phong ấn đột nhiên chán phóng quang mang chói mắt, trở nên càng ngày càng thần bí, cường đại. Từng đầu tiên đạo thần liên càng trở nên óng ánh trong suốt, dường như từng đầu cự long, sống lại. Ta có thể làm liền chỉ có bao nhiêu thôi, tiếp xuống phó thác cho trời. Tiêu Phàm thở dài, lùi ra phía sau mấy bước, lấy ra mấy cái bản nguyên tiên tinh khôi phục tiên lực. Tiên cấm kiếp địa, Khư Thiên Thành. Thần vô tận 5 người điên cuồng vây công tạp phân thân, dù cho 5 người liên thủ, vẫn như cũ chiến cực kỳ chật vật, thậm chí có thể nói vô cùng thê thảm. Mạnh, thực sự quá mạnh, so sánh hoang cổ thời đại hắn, tạp phân thân mạnh hơn không chỉ gấp mấy lần. Phải biết, lúc trước bọn họ chỉ là đỉnh tiêm Hỗn Nguyên Tiên Vương, nhưng vẫn như cũ đem tạp phân thân cho ma tử, không, chuẩn xác mà nói, là để cho ngủ say. Nhưng là bây giờ, bọn họ đột phá đến Hồng Mông Tiên Vương cảnh. Vẫn như trước không phải tạp phân thân đối thủ. Cái này khiến bọn họ hết sức giật mình. Bọn họ nghĩ không hiểu, trước mắt chỉ là tạp một bộ phân thân mà thôi, hắn vì sao trở nên cường đại như thế? Nếu như bản thể lần nữa, chẳng phải là bọn họ đều chỉ có bị miểu sát phần. À, hắn khí tức giống như trở nên yếu đi. Hoang ma mấy người lại một lần công kích về sau, hắn đột nhiên một tiếng kinh hô. Thần vô tận 4 người cũng là kinh dị hết sức. Vừa rồi 5 người liên thủ, cơ hồ không có chiếm được chỗ tốt gì. Nhưng là vừa rồi một lần công kích, vậy mà thương tổn tới tạp phân thân. Chuyện gì xảy ra, Minh Vương kinh ngạc. Quản hắn chuyện gì xảy ra, có thể tiêu diệt hắn là tốt nhất. Ma chủ hung uy vô hạn, không có chút nào dừng lại, lần nữa giết tới. Thần vô tận mấy người cũng không chút do dự xuất thủ, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì giữ lại. Tự tìm cái chết. Tạp phân thân quát lạnh một tiếng, một mực phong khinh vân đạm hắn, thần sắc rốt cục có một tia biến hóa. Ngay mới vừa rồi, hắn điều động bản nguyên đại đạo lực lượng, vậy mà giảm bớt mấy phần. Hơn nữa, lực lượng còn đang không ngừng giảm nhỏ. Hắn ra sức một đòn, lần nữa đánh bay thần vô tận 5 người, nhưng hắn đột nhiên cảm giác, bản thân lực lượng lại giảm bớt một mảng lớn. Tiếp tục như vậy, bản thân có thể muốn dẫm lên vết xe đổ. Hắn lại trở nên yếu đi, nhanh, thừa dịp hắn bệnh, đòi mạng hắn. Minh Vương, ma chủ nhao nhao kêu gào, giống như đánh máu gà đồng dạng, trở nên hưng phấn hết sức. Nguyên bản bọn họ đã không ôm hy vọng quá lớn, nhưng bây giờ, bọn họ lại lần nữa bốc cháy lên chiến ý. Ầm ầm, từng tiếng nổ vang truyền ra, 5 người công kích mãnh liệt, giết tạp phân thân liên tục bại lui, cái này khiến 5 người càng điên cuồng lên. Hỗn trướng, ai động phong ấn? Tạp phân thân thấp giọng gào thét, sắc mặt khó xử tới cực điểm. Nguyên bản hắn còn nghĩ cũng những cái này người tốt chơi vui chơi, nhưng bây giờ, hắn có chút hoảng. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến, lại có người nghĩ tới đối lục đạo luân hồi phong ấn xuất thủ. Hắn càng không biết là, xuất thủ người, chỉ là một cái La Thiên Tiên Vương. Nếu như hắn biết rõ, đoán chừng sẽ tức đến hộc máu không chỉ. Ha ha, Tạp, ta nói qua. Chúng ta sẽ lại giết ngươi một lần. Hoang ma ngửa mặt lên trời cười to, lần nữa khí thế hung hăng đập ra. Nữ chín có tâm thâm trầm tàn nhẫn, rất nhẫn nại trả thù, thông minh, đi một bước tính 10 bước, hiểu lòng người như lòng bàn tay. Mời đọc xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút.
Theo hoang ma hét dài một tiếng, năm người lần nữa động thủ, đem so với trước càng hung mãnh hơn. Tạp phân thân thực lực lần nữa rớt xuống một mảng lớn, cùng hoang ma bọn họ năm người đều không kém bao nhiêu. Đừng nói lấy một địch năm, chính là lấy một địch một, hắn cũng không có nắm chắc tất thắng. Năm người một phen điên cuồng công kích, tạp phân thân nơi nào còn có phía trước phong khinh vân đạm, không nhiễm mảy may khói lửa. Hắn giờ phút này, mặt mũi bầm dập, trên người phủ đầy vết dạn, tiêu tán lấy bạch sắc sương mù. Oanh, một cái to lớn nắm đấm từ trên trời giáng xuống, hung hăng nện ở tạp trên phân thân, tạp phân thân trực tiếp nổ tung, hóa thành đầy trời xương trắng. Hoang ma đứng chắp tay, lạnh lùng hướng về xương trắng, cũng không vội mở ra xuất thủ. Thần vô tận, tử vũ, minh vương cùng ma chủ bốn người, phân biệt giữ vững một cái phương hướng, không cho tạp phân thân cơ hội chạy trốn. Phía dưới, vô số khư tộc các loại hỗn độn tiên linh tộc tu sĩ nhìn thấy một màn này, trợn to hai mắt, con người kịch liệt co rút lại, dường như gặp được cái gì kinh khủng sự tình. Đây chính là tạp A, dù chỉ là phân thân, đó cũng là vô địch tồn tại. Mà giờ khắc này, hắn vậy mà bại, khư tộc tự nhiên là hết sức hoảng hốt, bởi vì tạp chính là bọn họ thần, không gì làm không được, bách chiến bách thắng. Nhưng hỗn độn tiên linh tộc lại là có khác tâm tư, tất nhiên tạp phân thân có thể bị đánh bại, vậy hắn bản thể đây. Nếu như giết tạp, hỗn độn tiên linh tộc chẳng phải khôi phục tự do sao? Lúc này, ở phía xa xa xôi Thương Thiên Thành. Một tòa đại điện bên trong, ngồi ba bóng người, ba người khẽ ngẩng đầu. Nhìn về phía Khư Thiên Thành vị trí, dường như xuyên thấu thời không, tất cả thu hết vào mắt. Trong đó một cái hắc bào lão giả, trên mặt tràn đầy nụ cười, lộ ra một ngụm răng vàng khè. Hai vị, hiện tại các ngươi hẳn là may mắn bản thân quyết định rồi a. Hắc bào lão giả cười nhìn lấy đối diện hai người, một bộ sâu không lường được bộ dáng. Nếu như Tiêu Phàm ở đây, tự nhiên liếc mắt liền có thể nhận ra, hắc bào lão giả không phải người khác, chính là lão nhân coi mộ. Lão già này tiến vào tiên cấm kiếp địa về sau liền biến mất không thấy gì nữa, lại là đến nơi này. Mà hắn đối diện hai người, cả người khoác hồi bạch sắc long văn mây áo, mái tóc đen dài choàng tại sau vai, nho nhã bên trong lộ ra mấy phần bá đạo cùng cường thế, giống hệt thiên địa chúa tể. Hắn quanh thân không gian có chút vặn vẹo, dù cho hắn cũng không cố ý hiển lộ khí tức, không gian cũng khó có thể chịu đựng. Một người khác, một bộ thanh y, dáng người cao to. Khuôn mặt tuấn giật, phong thần như ngọc, nhìn qua cực kỳ trẻ tuổi, trang nghiêm là một thanh niên bộ dáng. Bất quá, kỳ diện mạo rõ ràng đầy đủ lừa dối tính, có thể cùng lão nhân coi mộ ngồi ở chỗ này, cũng đủ để chứng minh hắn thân phận bất phàm. Hai người này không phải người khác, chính là hỗn độn tiên linh tộc hai đại chí cường cao thủ. Thương Thiên cùng Thanh Thiên, hai người xác thực sớm đã thức tỉnh, thậm chí chiếm được tạp mệnh lệnh, nhưng hai người lại giả vờ làm không có tỉnh lại. Một mực do dự. Thẳng đến lão nhân coi mộ đi đến, giải thích ý đồ đến, hai người lúc này mới làm ra quyết định, tạm thời không để ý tới Khư Thiên Thành sự tình. Tạp phân thân, nếu là có thể tiêu diệt vạn tộc tu sĩ, bọn họ đến lúc đó xuất thủ, cũng không tính là muộn, chí ít sẽ không đắc tội tạp. Mà nếu tạp phân thân không cách nào chiến thắng vạn tộc, hai người là xem như không biết, tạp cũng vô pháp trách tội bọn họ. Kỳ thật trong hai người tâm. Vẫn là hy vọng vạn tộc có thể thắng được. Hai người tỉnh lại cũng có một đoạn thời gian, biết hỗn độn tiên linh tộc vô tận tuế nguyệt trải qua sự tình. Từ khi bọn họ ngủ say về sau, hỗn độn tiên linh tộc ở khư tộc trước mặt cơ hồ không có chút nào tôn nghiêm có thể nói. Đừng nói tôn nghiêm, cơ hồ chính là khư tộc nô lệ. Cái này khiến Thương Thiên cùng Thanh Thiên cực kỳ phẫn nộ, bọn họ lúc trước dĩ nhiên thần phục tạp, có thể hai người vẫn như cũ có bản thân tôn nghiêm. Bọn họ có thể bị tạp khi dễ, nhưng tuyệt đối không thể bị khư tộc khi dễ. Dù sao, bọn họ thần phục là tạp, mà không phải khư tộc. Nói không dễ nghe một điểm, khư tộc mới là tạp chân chính nô lệ, bởi vì bọn hắn đều là bị tạp sáng tạo ra. Đương nhiên, hai người kỳ thật đối vạn tộc tiêu diệt tạp phân thân chuyện này cũng không ôm hy vọng quá lớn, thật sự là tạp cho bọn hắn áp lực quá lớn. Sự thật cũng là như thế, tạp phân thân vừa mới xuất hiện. Cơ hồ liền đè ép thần vô tận cùng hoang ma bọn họ 5 người đánh, hoàn toàn không có sức đánh trả. Thậm chí, hai người đều đã làm xong chuẩn bị, tùy thời gia nhập chiến trường, giúp đỡ dọn dẹp một chút đầu đuôi. Nhưng Thương Thiên cùng Thanh Thiên như thế nào cũng không nghĩ đến chính là, chiến cuộc đột nhiên phát sinh lớn đảo ngược, tạp phân thân biến yếu,
bị hoang ma bọn họ 5 người đè lên đánh. Căn cứ trước mắt tình thế phân tích, tạp phân thân bị phong ấn tỷ lệ cực lớn. Đây chỉ là trong đó một bộ phân thân mà thôi, cũng không có thể nói rõ vấn đề. Một bộ thanh y thanh thiên lười biếng mở miệng, bưng lên rượu trên bàn chén nhấp một miếng. Nói đến cùng, các ngươi vẫn là chưa tin chúng ta kế hoạch. Lão nhân coi mộ khẽ thở dài một cái. Hắn cũng biết, muốn thuyết phục thương thiên cùng thanh thiên, độ khó cực lớn. Dù sao, đây chính là muốn đem hỗn độn tiên linh tộc lôi xuống nước, triệt để cùng tạp là địch. Nếu là bọn họ có lá gan này, lúc trước cũng sẽ không đầu nhập vào tạp. Ngươi biết, chúng ta sẽ không tùy ý làm quyết định. Thương thiên không nói, thanh thiên tiếp tục mở miệng, một đôi thâm thúy con ngươi nhìn chằm chằm lão nhân coi mộ, chờ đợi giải thích của hắn. Lão nhân coi mộ trầm ngâm mấy tức, nói ta là mang theo thành ý đến. Thành ý của ngươi, ta còn không có nhìn thấy. Thanh thiên nhàn nhạt mở miệng, lắc đầu. Các ngươi biết rõ đấu thiên ở đâu sao? Lão nhân coi mộ đột nhiên nói một câu không giải thích được. Thanh thiên hơi hơi nhíu mày, đấu thiên hắn tự nhiên cũng là biết đến. Năm đó đúng là hắn, khiêng áp lực cực lớn, mang theo ma chủ cùng minh vương, cùng ma tộc cường giả, để tạp thứ hai phân thân lâm vào ngủ say. Bây giờ hắn đã thức tỉnh, sức chiến đấu đoán chừng đột nhiên tăng mạnh. Nếu như hắn ở chỗ này, dù cho tạp phân thân thực lực không có yếu bớt, đoán chừng cũng có lực đánh một trận. Nhưng hắn, từ đầu đến cuối cũng chưa từng hiện thân Khư Thiên Thành. Tạp đệ nhất phân thân đã thức tỉnh. Lão nhân coi mộ tiếp tục nói. Thanh thiên hai mắt nhắm lại, ánh mắt chấn động một cái. Ngay cả thương thiên cũng đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía lão nhân coi mộ, lần thứ nhất mở miệng nói, ở đâu? Ta đây không thể nói. Lão nhân coi mộ cười lắc đầu. Nói như vậy, các ngươi vẫn là chưa tin chúng ta. Thanh thiên lông mày nhíu lại, có chút không kiên nhẫn. Lão nhân coi mộ nhún nhún vai, cũng vậy. Hắn trong lòng lại là cực kỳ khinh thường, các ngươi không phải cũng là không tin chúng ta sao? Tín nhiệm là lẫn nhau, nếu như các ngươi trong bóng tối chơi ngáng chân, chúng ta kế hoạch coi như thất bại. Thanh thiên nhướng mày một cái, khóe miệng khẽ nhếch, hiện ra một vòng cười lạnh nói, nơi này cách Khư Thiên Thành cũng không xa. Tạp thứ hai phân thân kỳ thật còn không có bại. Lão nhân coi mộ làm sao không biết thanh thiên trong giọng nói ý uy hiếp, nếu như hắn không đem tình hình thực tế nói cho bọn họ liền sẽ tham dự chiến đấu. Đến lúc đó, có hai người bọn họ tham dự, chiến cuộc đoán chừng lại sẽ trong nháy mắt đảo ngược. Chỉ là, lão nhân coi mộ lại căn bản không đem lời của hắn để ở trong lòng, ngược lại làm một cái thủ hiệu mời. Thanh thiên cố nén phẫn nộ, tức giận hướng về lão nhân coi mộ, người nhà thật sự cho rằng lão tử không dám sao. Bất quá, khi hắn nghe được lão nhân coi mộ tiếp xuống một câu lúc, nội tâm lửa giận trong nháy mắt bộc phát ra. Tạp thứ hai phân thân nếu như thắng, hỗn độn tiên linh tộc liền vĩnh viễn không ngày vươn mình. Lão nhân coi mộ nhàn nhạt nói bổ sung. Nữ chín có tâm thâm trầm tàn nhẫn, rất nhẫn nại trả thù, thông minh, đi một bước tính 10 bước, hiểu lòng người như lòng bàn tay. Mời đọc xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Người đang uy hiếp ta, thanh thiên trọng trọng nâng cốc chén đập trên bàn, nhíu mày, mạnh mẽ khí tức bộc phát ra, bay thẳng lão nhân coi mộ đi. Lão nhân coi mộ ánh mắt cũng trở nên sắc bén lên, không có sợ hãi chút nào, vẫn như cũ chỉ có mấy chữ cũng vậy. Nếu không phải người uy hiếp lão tử phía trước, lão tử như thế nào lại uy hiếp ngươi? Làm sao, chỉ có thể người uy hiếp lão tử? Lão tử không thể uy hiếp ngươi. Thương thiên khoát khoát tay, thanh thiên trên người cường đại khí tức trong nháy mắt tiêu tán thành vô hình. Chiêu này, để lão nhân coi mộ âm thầm kinh ngạc, thương thiên thực lực, hiển nhiên càng ngày càng sâu không lường được. Không hổ là hỗn độn tiên linh tộc đệ nhất cao thủ. Các ngươi lúc trước mang theo hỗn độn tiên linh tộc quy thuận tạp, là hành động bất đắc dĩ, dù sao các ngươi không muốn bị diệt tộc, điểm này, chúng ta có thể lý giải. Lão nhân coi mộ ánh mắt lần nữa nhu hòa, hít sâu một cái nói, hỗn độn tiên linh tộc cùng vạn tộc đã từng dĩ nhiên không chết không thôi, nhưng nói câu khó nghe, cái này tối đa chỉ là đấu tranh nội bộ mà thôi. Mà tạp, nhiều nhất xem như một cái kẻ ngoại lai, điểm này các ngươi còn xem không minh bạch. Chúng ta đương nhiên biết rõ, còn cần ngươi mà nói. Thanh thiên cười lạnh một tiếng, khí thế lăng lệ. Ngươi muốn là đối mặt tạp, có thể có dạng này khí thế, ta có lẽ sẽ bội phục ngươi. Lão nhân coi mộ không âm không dương nói. Thanh thiên sắc mặt kìm nén đến đỏ bừng, lại là bất lực phản bác, cả người mềm nhũn,
dựa vào ghế, cũng không còn lên tiếng. Hỗn độn tiên linh tộc cùng vạn tộc mối thù, cũng không phải là một cái bế tắc. Lão nhân coi mộ tiếp tục mở miệng, tất nhiên không phải bế tắc, thì có biện pháp cởi ra. Vậy ngươi nói, hủy diệt tạp về sau, hỗn độn tiên linh tộc cùng vạn tộc làm sao ở chung? Thương thiên thanh âm vang lên lần nữa. Hỗn độn tiên linh tộc phương thức tu luyện, tốt nhất là không cho phép thế giới tồn tại, nhất định là muốn hủy diệt chư thiên vạn giới. Mà vạn tộc, nhất định phải dựa vào thế giới mới có thể cường đại, dù sao cũng không phải là mỗi người đều có thể sinh tồn ở trong hỗn độn sinh tồn. Nhưng mà, nghe được thương thiên mà nói, lão nhân coi mộ lại là giơ ngón tay cái lên, thương thiên, người giấu thật sâu a, không nghĩ tới ngươi lại có nắm chắc hủy diệt tạp. Thương thiên há hốc mồm, lại là một chữ đều không nói được. Hủy diệt tạp, lão tử nơi nào có cái gì chó má nắm chắc, nhưng tất nhiên hai phương liên thủ, vạn nhất làm được đây. Khụ khụ nhìn thấy thương thiên bị sặc không nhẹ, thanh thiên vội ho một tiếng. Nếu là bọn họ có hủy diệt tạp nắm chắc, há lại sẽ có đầu rút cổ đến bây giờ. Sự tình luôn luôn phải cân nhắc, không phải sao. Thanh thiên tiếp về lão nhân coi mộ mà nói. Điểm này cũng không sai. Lão nhân coi mộ gật gật đầu, bất quá, ta muốn nói cho các ngươi chính là, cho dù các ngươi nguyện ý liên thủ với chúng ta cũng không có niềm tin quá lớn. Nhưng là, đột nhiên, lão nhân coi mộ lời nói xoay chuyển, thần sắc kiên nghị, nếu là chúng ta tầm đó tàn sát lẫn nhau, hỗn độn tiên linh tộc cũng tốt, vạn tộc cũng được, đều phải chết, chúng ta đã đầu phục tạp. Thanh thiên không mặn không lạt nói. À lão nhân coi mộ cười khẩy, đó là bởi vì các ngươi còn có chút giá trị lợi dụng. Bằng vào khư tộc, người cho là bọn họ những năm này có thể chống đối vạn tộc. Nhưng một khi vạn tộc hủy diệt, các ngươi còn có thể có giá trị gì? Đại điện bên trong lần nữa rơi vào trầm mặc, thương thiên cùng thanh thiên làm sao không biết điểm này đây? Lúc trước, tạp sở dĩ hàng phục bọn họ, chính là muốn mượn bọn hắn thủ đoạn ứng phó vạn tộc mà thôi. Hơn nữa, nếu như lúc trước không phải bọn họ cùng vạn tộc lưỡng bại câu thương, vẫn lạc mấy tôn chí cường, lấy bọn hắn thực lực, hoàn toàn có năng lực cùng 31 chiến. Đương nhiên, cũng vẻn vẹn chỉ là một trận chiến mà thôi. Kết quả sau cùng, cũng sẽ không cải biến. Không hổ là nhân hoàng chi tử, linh nha lợi trùy. Thật lâu, thương thiên mở miệng lần nữa. Nếu như tiêu phàm nghe nói như thế, nhất định sẽ khiếp sợ không thôi. Lão nhân coi mộ, vậy mà thật là nhân hoàng nhi tử. Lão già này, dấu không phải bình thường sâu a. Bất quá. Thương thiên hai mắt nhắm lại, hướng về lão nhân coi mộ nói, người muốn cho chúng ta đi theo các ngươi mất mạng, dù sao cũng phải cần một cái lý do. Nghe nói như thế, lão nhân coi mộ nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một ngụm ký hiệu răng vàng khè. Hắn biết rõ, lời nói đến đây, thương thiên đã có giãn ra. Lão nhân coi mộ cũng không còn bảo lưu cái gì, nói, hủy diệt tạp thứ hai phân thân, chỉ là bước thứ nhất mà thôi. Tiếp đó, chúng ta sẽ theo thứ tự diệt hắn đệ nhất phân thân cùng đệ tam phân thân. Các ngươi thật tìm được, thanh thiên kinh dị nhìn xem lão nhân coi mộ. Đạt tới bọn họ dạng này cảnh giới, đã rất ít có chuyện gì có thể làm cho bọn họ kinh ngạc như thế. Nhưng lão nhân coi mộ mà nói, lại là để bọn hắn cũng không còn cách nào bình tĩnh. Lão nhân coi mộ trịnh trọng gật đầu, tìm được, đấu thiên đã tiến về. Bằng vào một mình hắn, thanh thiên cười khẩy. Đấu thiên thực lực tuy mạnh, nhưng bằng vào một mình hắn, muốn giết chết tạp mặt khác hai cỗ phân thân, nhất định chính là nói mơ giữa ban ngày. Cái này còn không có ta và các ngươi sao? Lão nhân coi mộ cười híp mắt nhìn xem hai người. Thương thiên cùng thanh thiên một trận trầm mặc, nếu là bọn họ hai người gia nhập, tiêu diệt tạp mặt khác hai cỗ phân thân, quả thật có rất lớn cơ hội. Thế nhưng là, bọn họ cuối cùng địch nhân, cũng không phải là tạp phân thân, mà là tạp A. Thời không, luân hồi, tu la, yêu chủ bọn họ đâu? Thanh thiên trầm giọng hỏi, ứng phó tạp hai cỗ phân thân mà thôi, cũng vô dụng chúng ta ra tay đi. Hắn lại không phải người ngu, làm sao có thể tùy tiện ra tay? Một khi gia nhập, tạp hai cỗ phân thân cái chết, liền cùng bọn họ có quan hệ, tạp bản thể là không thể nào buông tha bọn họ. Đối bọn hắn mà nói, biện pháp tốt nhất, là nhìn cuối cùng vạn tộc cùng tạp chiến đấu. Nếu như vạn tộc có thể chiếm được thượng phong, bọn họ lại rót qua một đòn, như thế diệt tạp, đối bọn hắn mà nói mới là tốt nhất, bởi vì bọn hắn không cần lo lắng tạp trả thù. Nhưng vạn tộc nếu như không địch lại đây, thiên hạ không có cơm trưa miễn phí. Lão nhân coi mộ lắc đầu,
híp mắt nói, các ngươi nếu như không đáp ứng, để cho chúng ta làm sao yên tâm các ngươi. Hỗn độn tiên linh tộc, những người khác bọn họ có thể không quan tâm. Nhưng là Thương Thiên cùng Thanh Thiên, bọn họ là cực kỳ kiêng kỵ. Dù sao, lúc trước mấy người bọn họ dẫn đầu hỗn độn tiên linh tộc, liền cùng có được 6 đại chí cường vạn tộc chiến không phân cao thấp, có thể nghĩ hai người này kinh khủng thực lực. Ứng phó tạp, nhất định phải toàn tâm toàn ý, lại có thể đem phía sau lưng giao cho đã từng địch nhân. Để bọn hắn đối tạp hai cỗ phân thân xuất thủ, không thể nghi ngờ là muốn bọn họ nhập đội mà thôi. Chúng ta nếu như không đáp ứng đây, Thanh Thiên nhíu mày. Không đáp ứng, lão nhân coi mộ cười cười, đột nhiên khuôn mặt trở nên hết sức băng lãnh, vậy chúng ta liền trước diệt hỗn độn tiên linh tộc. Liền bằng các ngươi, Thanh Thiên bỗng nhiên đứng dậy, dày đặc khí lạnh nói. Thương Thiên cũng biểu tình lãnh quang, sát khí như ẩn như hiện. Đúng, chỉ bằng chúng ta, chẳng lẽ không đủ sao? Lão nhân coi mộ không có tức giận, ngược lại cười híp mắt nói, thời không, luân hồi, tu la, yêu chủ, quỷ chủ, thái ma, còn có ta, các ngươi chỉ có hai người, những người khác không đáng kể, hẳn là miễn cưỡng đủ chứ. Thanh Thiên mặt sạm lại, âm trầm đáng sợ. Hảo một cái miễn cưỡng, người hắn nhà thực sự là quá đề cao chúng ta. Thở sâu, Thanh Thiên vẻ mặt chán chường lần nữa ngồi xuống. Hắn biết rõ, bây giờ vạn tộc lại khôi phục đỉnh phong, mà bọn họ, vẫn như cũ chỉ là dậm chân tại chỗ, như thế nào là vạn tộc đối thủ. Nữ chín có tâm thâm trầm tàn nhẫn, rất nhẫn nại trả thù, thông minh, đi một bước tính 10 bước, hiểu lòng người như lòng bàn tay. Mời đọc xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Thương Thiên cùng Thanh Thiên trầm mặc thật lâu, bọn họ không thể không thừa nhận, bây giờ vạn tộc, sớm đã xưa đâu bằng nay. Lúc trước bọn họ còn có thể đem vạn tộc đẩy vào tuyệt cảnh, nhưng là theo bọn họ đầu nhập vào tạp, giữa hai người thực lực cũng đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hơn nữa, so với vạn tộc, hỗn độn tiên linh tộc có một cái thiếu hụt chí mệnh. Cái kia cũng không cách nào sinh sôi. Không cách nào sinh sôi hỗn độn tiên linh tộc, chết một cái liền thiếu đi một cái. Mà vạn tộc, cũng đang không ngừng sinh ra thiên tài, liên tiếp, hỗn độn tiên linh tộc ở vạn tộc trước mặt, lại cũng không có bất kỳ ưu thế nào có thể nói. Bất quá, bọn họ vẫn là ở cân nhắc, không có lập tức đáp ứng lão nhân coi mộ. Vạn tộc là đủ mạnh, thậm chí so tiên cổ thời đại còn cường đại hơn. Nhưng là, địch nhân của bọn hắn thế nhưng là tạp A. Đi qua vô tận tuế nguyệt, tạp chẳng lẽ sẽ dậm chân tại chỗ? Các ngươi sẽ không còn đang sợ hãi à? Lão nhân coi mộ cười nhạo một tiếng, khinh thường cùng xem thường không thêm mảy may che giấu, các ngươi đừng quên khư kết quả. Lời này vừa nói ra, Thương Thiên cùng Thanh Thiên hai người nhíu mày lại, lạnh lùng sát ý bắn ra. Nếu như người khác nghe nói như thế, có lẽ sẽ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Nhưng bọn họ biết rõ, lão nhân coi mộ trong miệng khư, cùng bây giờ Khư Thiên, có thể không là cùng một người. Lão nhân coi mộ không nhìn hai người sát ý, tiếp tục nói tiên cổ thời đại, Khư mới là hỗn độn tiên linh tộc cao thủ số một, cũng là hắn vì cứu hỗn độn tiên linh tộc, mới có thể chủ động lựa chọn đầu nhập vào tạp. Nhưng kết quả cuối cùng đây, tạp trực tiếp giết hắn, cũng cướp đoạt hắn bản nguyên đại đạo, nhường hắn chết không toàn thây. Thương Thiên cùng Thanh Thiên khuôn mặt trở nên bắt đầu vặn vẹo, lộ ra cực kỳ dữ tợn. Khư, đây là một cái cực kỳ cổ lão danh tự. Người đời chỉ biết bây giờ Khư Thiên, lại là quên đã từng hỗn độn tiên linh tộc đệ nhất cao thủ. Không sai, cho dù là bây giờ hỗn độn tiên linh tộc đệ nhất cường giả Thương Thiên, cũng tự nhận là không bằng. Ở Khư hướng dẫn dưới, vạn tộc kém chút hủy diệt. Nếu không phải vạn tộc 6 đại chí cường liều chết chém giết, cùng linh hoàng cái này dị số xuất hiện, bây giờ vạn tộc tuyệt sẽ không tiếp tục tồn tại. Bàn về chiến lực cá nhân, dù cho vạn tộc đứng đầu nhân hoàng, cũng hơi có không bằng. Nhưng dù cho như thế, Khư vẫn như cũ bị tạp trực tiếp giết gà dọa khỉ. Mấu chốt nhất là, ban đầu là Khư chủ động đưa ra đầu hàng, nhưng mà tạp mặc dù cho hỗn độn tiên linh tộc cơ hội, lại không có cho Khư cơ hội. Bởi vì, tạp cần giết một người đến trấn nhiếp hỗn độn tiên linh tộc. Mà xem như hỗn độn tiên linh tộc người thứ nhất, Khư chính là tốt nhất uy hiếp. Đây cũng là Thương Thiên cùng Thanh Thiên bọn họ sợ hãi như thế tạp nguyên nhân. Liền Khư cái này hỗn độn tiên linh tộc người thứ nhất, tạp đều không để ý, há lại sẽ quan tâm những người khác. Nói câu khó nghe, tạp chẳng qua là cảm thấy hỗn độn tiên linh tộc còn có chút giá trị lợi dụng mà thôi, nhất định phải lợi dụng bọn họ đến kiềm chế vạn tộc.
bằng không mà nói, hỗn độn tiên linh tộc đã sớm hủy diệt. Lời nói đến đây, cho các người thời gian không nhiều lắm. Lão nhân coi mộ đột nhiên đứng dậy chuẩn bị rời đi. Nên nói đã đều nói rồi, nếu như Thương Thiên cùng Thanh Thiên không cách nào thay đổi chủ ý, hắn nói lại nhiều cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Thương Thiên cùng Thanh Thiên hai người nhìn nhau, ánh mắt lóe lên một cái. Chờ chờ, lão nhân coi mộ vừa đi ra mấy bước, Thương Thiên gọi hắn lại. Khư Thiên Thành không chung vị trí, chiến đấu đã tiến nhập gay cấn. Hoang ma, thần vô tận năm người điên cuồng công kích tạp phân thân, giết tạp thân thể đều nổ lên mấy lần. Nhưng mà, tạp lại như cũ cực kỳ cứng chắc, ánh mắt càng ngày càng lạnh lẽo, dường như đang xoắn suýt một cái nào đó quyết định. Giết hắn, hoang ma gầm thét, trong lòng lại là cực kỳ ngưng trọng. Tạp phân thân mặc dù đã trở nên yếu đi, nhưng lại một chút đều không có dấu hiệu hỏng mất. Dạng này sự tình, bọn họ lúc trước thế nhưng là trải qua một lần, nếu không phải đấu thiên liều mạng một lần, lúc trước bọn họ khả năng liền thất bại. Bọn hắn hiện tại, tự nhiên không nghĩ dẫm lên vết xe đổ. Hô, tạp phân thân bỗng thân hình lóe lên, lấy tốc độ cực nhanh trốn ra mấy người vòng vây, trên mặt lộ ra 10 điểm tà mị nụ cười. Hoang ma mấy người trong lòng một cái lục bộp, có loại bất an mãnh liệt. Các ngươi cho rằng thắng chắc sao? Tạp phân thân cười tà một tiếng, cực kỳ lạnh lẽo, để người tê cả da đầu. Ngươi cảm thấy ngươi còn có thể tiếp tục sống sao? Thần vô tận híp hai mắt, lạnh lùng nhìn chăm chú lên tạp, đồng thời trong bóng tối cho hoang ma bọn họ truyền âm, mọi người cẩn thận một chút, tạp thủ đoạn quá nhiều, cũng không dễ dàng giết chết. Yên tâm, hắn hôm nay chết chắc. Hoang ma nghiến răng nghiến lợi nói. Tử Vũ, Minh Vương cùng ma chủ cũng âm thầm gật đầu, hôm nay, bất kể như thế nào, cũng muốn diệt tạp cỗ này phân thân, dù cho đánh bạc bản thân tính mệnh. Bọn họ rất rõ ràng, đây chỉ là tạp ba bộ phân thân một trong mà thôi. Nếu là bọn họ liền một bộ phân thân đều giết không chết, cái kia còn có mặt khác hai cỗ phân thân, cùng hắn bản thể đây. Vậy cũng chưa hẳn, tạp lại khôi phục phong khinh vân đạm bộ dáng, nói, bất quá. Ta xác thực khinh thường các ngươi, vốn cho rằng lục đạo luân hồi phong ấn đã giãn ra rất nhiều, đối phó các ngươi hẳn là dễ như trở bàn tay. Lại là không nghĩ tới, các ngươi lại có thể gia cố lục đạo luân hồi phong ấn. Gia cố lục đạo luân hồi phong ấn, thần vô tận đám người hơi sững sờ, đều lộ ra nghi hoặc. Bọn họ nhưng không có gia cố lục đạo luân hồi phong ấn A, coi như nghĩ gia cố, cũng căn bản không có năng lực như thế. Dù sao... Đây chính là thời không lão nhân bọn họ lấy lục đạo luân hồi chi lực bố trí, trừ phi 6 người liên thủ, bằng không mà nói, làm sao ra cố lục đạo luân hồi phong ấn đây. Bất quá, mấy người rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Bọn họ cũng rốt cuộc hiểu rõ tạp phân thân thực lực biến yếu nguyên nhân, nguyên lai là có người trong bóng tối đang trợ giúp bọn họ. Dù vậy, vậy thì như thế nào đây? Tạp đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng. Nói xong, hắn đột nhiên giang hai cánh tay. Khí tức trên thân bỗng kéo lên. Hoang ma mấy người kinh ngạc, ánh mắt bỗng nhiên nhìn về phía dưới, chỉ thấy vô số khư tộc đột nhiên nổ tung, cuồn cuộn lực lượng giống như xuyên qua thời không, trong nháy mắt tràn vào tạp thể nội. Ở trước mặt hắn, trống rỗng xuất hiện một bóng người. Nếu như Tiêu Phàm ở đây, tất nhiên có thể liếc mắt liền nhận ra, người này không phải người khác, chính là Khư Thái Tử. Tiên chủ, Khư Thái Tử kinh khủng kêu to. Hắn ra sức giãy giụa, nhưng mà căn bản không có một chút tác dụng nào, thân thể hoàn toàn không nghe hắn sai xử. Giết hắn, thần vô tận kêu to, mặc dù hắn không biết tạp phân thân đang làm cái gì, nhưng là hắn khí thế không ngừng mạnh lên, rõ ràng là một loại tín hiệu không tốt. Bọn họ thật vất vả có thể áp chế tạp phân thân, cũng không muốn chiến cuộc xoay chuyển. Chỉ một thoáng, 5 người lần nữa động thủ. Nhưng mà, không đợi mấy người tới gần. Tạp phân thân đột nhiên cùng Khư Thái Tử trong nháy mắt hòa làm một thể. Khư Thái Tử kêu thảm một tiếng, liền lại cũng không thấy bất luận cái gì âm thanh. Sau một khắc, dung hợp Khư Thái Tử tạp, thân hình lóe lên, 4 đạo huyễn ảnh ở bên cạnh hắn hiện lên, cùng lúc đó, hắn tự thân khuôn mặt cũng bỗng một trận biến hóa. 5 bóng người đồng thời xuất thủ, trực tiếp đem thần vô tận 5 người chấn động bay ra ngoài. Thần vô tận 5 người trên mặt tràn đầy kinh hãi. Thậm chí hoảng hốt. Bởi vì đối diện 5 bóng người, vậy mà cùng mặt mũi của bọn hắn giống như đúc. Hơn nữa, 5 người trên người tán phát khí tức, cùng bọn hắn không có gì khác nhau, tất cả đều là Hồng Mông Tiên Vương. Tê nhìn thấy một màn này,
Thần Vô Tận mấy người trong lòng hít một hơi lạnh. Nữ chín có tâm thâm trầm tàn nhẫn, rất nhẫn nại trả thù, thông minh, đi một bước tính 10 bước, hiểu lòng người như lòng bàn tay. Mời đọc xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Đột nhiên xuất hiện biến hóa, để toàn trường hết sức tĩnh mịch. Thần Vô Tận mấy người, vốn cho là Tạp Phân Thân thực lực yếu bớt, có thể nhất cử bắt lấy hắn, cho dù giết không chết hắn, cũng có thể triệt để phong ấn. Nhưng mà, ai cũng không thể nghĩ đến, Tạp vẫn còn có thủ đoạn như vậy. Thực lực lần thứ hai khôi phục đỉnh phong thì cũng thôi đi, lại còn có thể chia thành 5 phần. Mấu chốt là, hắn chia thành 5 phần, từng cái cũng có Hồng Mông Tiên Vương chiến lực, cái này cũng có chút biến thái. Làm sao bây giờ, Thần Vô Tận mấy người ngươi nhìn lấy ta, ta nhìn vào ngươi, trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. Ra tay đi, trong đó một bóng người mở miệng, hắn có được cùng Thần Vô Tận giống nhau như đúc khuôn mặt, vẻ mặt cười tà đối với 5 người ngoắc ngón tay. Nhưng mà, Thần Vô Tận mấy người căn bản không có bất kỳ động tác gì. Bọn họ mặc dù không biết rõ ràng năm đạo này phân thân thực lực làm sao, nhưng là, bọn họ có thể khẳng định một điểm, vậy chính là mình không thể toàn lực ứng phó. Bởi vì, Tạp phân thân dung hợp một cái khư tộc, rất rõ ràng, hắn bản thân cũng đã trở thành khư tộc. Khư tộc thiên phú là cái gì? Phục chế, vô luận bọn họ thi triển thủ đoạn gì, khư tộc cơ hồ đều có thể phục chế. Đối mặt sơ giai tu vi khư tộc, bọn họ có lẽ không sợ hãi, cho dù hắn phục chế bọn hắn thủ đoạn, cũng không khả năng phát huy đồng dạng uy lực. Nhưng là, Tạp đây, Tạp thế nhưng là Hồng Mông Tiên Vương A, hắn tất nhiên có thể phục chế bọn họ tất cả thủ đoạn, bại lộ càng nhiều, tự tử càng nhanh. Các ngươi không lên, như vậy ta lên. Giả Thần Vô Tận đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, lời còn chưa dứt, 5 bóng người bỗng hóa thành tàn ảnh, phân biệt đánh về phía Thần Vô Tận 5 người. Tốc độ nhanh chóng, không thể tưởng tượng, để cho bọn họ kinh hãi là, cái kia biến thành Thần Vô Tận Tạp phân thân, vậy mà lần nữa chia ra mấy trăm đạo hư ảnh, kinh khủng khí tức vỡ nát hư không. Thủ đoạn này, không phải Thần Vô Tận trước đó thi triển qua sao? Hiện tại Tạp phân thân, toàn bộ sẽ dùng pháp bảo công kích. Hoang Ma từ trong kinh hãi lấy lại tinh thần, vội vàng lấy ra pháp bảo của mình. Thần Vô Tận, Tử Vũ, Ma Chủ cùng Minh Vương 4 người cũng không có chút gì do dự, khư tộc có thể phục chế không sai, nhưng bọn họ chỉ có thể phục chế thủ đoạn công kích. Pháp bảo thế nhưng là vật thật, hắn chắc chắn sẽ không phục chế. Sự thật cũng là như thế, Tạp mặc dù phục chế bọn hắn thủ đoạn, nhưng cũng không cùng dạng pháp bảo. Bất quá, đạt tới dạng này cảnh giới, pháp bảo tác dụng cũng không phải là đặc biệt lớn, chí ít không được tác dụng mang tính chất quyết định. Trong lúc nhất thời, tinh không bạo loạn một đoàn, Thần Vô Tận 5 người cùng Tạp phân thân lần nữa tiến nhập điên cuồng kịch chiến trạng thái. Thời không chi hà. Lục đạo luân hồi phong ấn phía trước, Tiêu Phàm ngồi xếp bằng, không biết qua bao lâu, hắn tiên chi lực rốt cục khôi phục. Không chỉ có như thế, hắn bản nguyên đại đạo lại có gia tăng. Bản nguyên tiên tinh tác dụng xác thực không phải đùa giỡn, mặc dù hắn luyện hóa mấy vạn không bản nguyên tiên tinh, chỉ là dùng để gia cố lục đạo luân hồi phong ấn. Nhưng là, mỗi một phiên bản nguyên tiên tinh năng lượng đều cọ rửa qua hắn nhục thể, kích thích qua bản nguyên đại đạo. Hắn bản nguyên đại đạo đã đạt đến 5.000m, 1.4 lần phổ thông tiên vương tăng thêm. Tăng thêm bản nguyên đại đạo độ rộng tăng thêm, hắn thực lực bây giờ tương đương với phổ thông tiên vương 12 giờ gấp 6 lần. Cái này có thể so sánh bình thường Hồng Mông Tiên Vương còn phải mạnh hơn một chút. Tiêu Phàm thở sâu, nhìn thoáng qua lục đạo luân hồi phong ấn, thở dài. Hắn có thể làm chỉ có bao nhiêu thôi, hiện tại hắn cũng không dám tiếp tục gia cố, từ vừa rồi lục đạo luân hồi phong ấn biểu hiện đến xem, 8-9 phần 10 sẽ đem hắn hút khô. Nếu như hắn chết, có thể diệt Tạp, có lẽ hắn còn biết suy tính một chút. Nhưng là, hắn tuyệt đối sẽ không làm hy sinh vô vị. Đi thôi, Tiêu Phàm nhìn thoáng qua Hỗn Nguyên Phích Lịch Hỏa, gia hỏa này đứng ở cách đó không xa, vẫn không có rời đi. Tiêu Phàm thực lực, rung động thật sâu đến hắn. Không có Tiêu Phàm cho phép, hắn có thể không dám tùy tiện rời đi. Oanh, Tiêu Phàm mới vừa bước ra một bước, đột nhiên hắn trên người cổ động kinh khủng khí tức, thời không chi hà đều dường như hơi hơi rung động. Cảm nhận được cỗ này khí tức, Hỗn Nguyên Phích Lịch Hỏa dọa đến sắc mặt đại biến. Hồng Mông Tiên Vương, không sai, Tiêu Phàm trên người tán phát khí tức, chính là Hồng Mông Tiên Vương, thậm chí hoàn toàn không thua Hoàng Thiên bao nhiêu.
Hỗn Nguyên Phích Lịch Hỏa nội tâm ngờ vực, rốt cuộc đến xác minh. Gia hỏa này, thật là một cái hồng mông tiên vương, một mực đang giả heo ăn hổ. Cũng may bản thân không có vào chỗ chết đắc tội hắn, bằng không chết như thế nào đều không biết. Phổ thông hồng mông tiên vương hắn ngược lại là không sợ hãi, nhưng Tiêu Phàm hiển lộ thủ đoạn, căn bản không phải phổ thông hồng mông tiên vương a. Nhất là cặp kia quỷ dị con mắt, bây giờ nghĩ lại, hắn vẫn như cũ có chút tê cả da đầu. Tiêu Phàm cũng là hơi sững sờ, tâm thần trong nháy mắt chìm vào thể nội. Lại là phát hiện, vạn nguyên huyễn thú toàn thân tử kim quang mang đại thịnh, giống như một vòng tử kim liệt nhật, sáng chói tới cực điểm. Tiêu Phàm khóe miệng khẽ nhếch, lộ ra mãn ý tiếu dung. Vạn nguyên huyễn thú, rốt cục đột phá. Nếu như lần nữa gặp gỡ Hoàng Thiên, hắn cũng không cần chạy trối chết, hoàn toàn có thể đánh nhau chính diện. Nhưng Hỗn Nguyên xét đánh hổ lại không nghĩ như thế, nhất là nhìn thấy Tiêu Phàm cái kia tà mị nụ cười, nó càng là bỗng nhiên giật mình. Nụ cười này, làm sao nhìn qua rất đáng sợ đây. Nghĩ vậy, Hỗn Nguyên Phích Lịch Hỏa đứng ở cái kia khẽ động cũng không dám động, chờ đợi Tiêu Phàm mở miệng. Tiêu Phàm tâm thần một mực chú ý vạn nguyên huyễn thú biến hóa, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, vạn nguyên huyễn thú không chỉ có đột phá đến hồng mông tiên vương, hơn nữa còn đã xảy ra một loại kỳ diệu thuế biến. Loại này cảm giác, liền dường như huyết mạch thuế biến. Tiêu Phàm nghĩ tới một loại khả năng, trong lòng khó có thể tin. Thật lâu, vạn nguyên huyễn thú khí tức trên thân rốt cục ổn định lại, hơn nữa, trên người bộ lông chậm rãi chóc ra. Cùng lúc đó, từng căn bạch sắc lông tơ sinh trưởng mà ra, vẻn vẹn một nén nhang, vạn nguyên huyễn thú đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thời khắc này nó, thân thể vẫn như cũ chỉ lớn bằng bàn tay, giống như một mao nhung nhung tuyết bạch tiểu cầu. Rất manh, vô luận ai lần đầu tiên nhìn thấy, đoán chừng đều không thể đem nó cùng vạn nguyên huyễn thú liên tưởng đến nhau. Ngay cả Tiêu Phàm, đều cho rằng mắt mình hoa, có chút không dám tin. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Vạn nguyên huyễn thú xuất hiện ở hắn đầu vai, bạch sắc lông tơ trong gió phiêu đãng, thấy không rõ nó không quan hệ, rất dễ dàng bị người xem nhẹ. Hỗn Nguyên Phích Lịch Hỏa cao mày, không hiểu đánh giá vạn nguyên huyễn thú. Nó nếu như biết rõ, vừa rồi cái kia kinh khủng khí tức, chính là từ cái này mao nhung nhung tiểu chút chít trên người tản mát ra, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Chúng ta đi thôi, Tiêu Phàm đương nhiên sẽ không giải thích, thân hình lóe lên. Nhanh chóng dọc theo thời không chi hà xuôi dòng. Hắn không biết tiên cấm kiếp địa chiến cuộc như thế nào, nếu như thần vô tận bọn họ kết cục tạp phân thân hoàn hảo. Nếu là không có giải quyết, hiện tại hắn cũng có tư cách tham dự loại kia cấp độ chiến đấu. Hỗn Nguyên xét đánh sau thành thật thật đi theo Tiêu Phàm sau lưng, không nói một lời, nội tâm nó có chút tâm thần bất định, nghĩ tự rời đi, nhưng lại không dám. Tốc độ của ngươi quá chậm, nếu không... Người ở trong đạo hỏa hồng lô đợi một hồi. Tiêu Phàm quay đầu liếc qua Hỗn Nguyên Phích Lịch Hỏa. Tốt, tốt, Hỗn Nguyên Phích Lịch Hỏa khẽ run lên, nào dám phản bác. Tiêu Phàm cười cười, đem Hỗn Nguyên Phích Lịch Hỏa ném vào đạo hỏa hồng lô bên trong, ngay sau đó tốc độ lần nữa tăng tốc. Nữ chín có tâm thâm trầm tàn nhẫn, rất nhẫn nại trả thù, thông minh, đi một bước tính 10 bước, hiểu lòng người như lòng bàn tay. Mời đọc xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Thời không chi hà, có thể nói là chư thiên vạn giới nhất thần bí lực lượng một trong. Dù cho hồng mông tiên vương, cũng không có cách nào chi phối thời không chi hà tồn tại. Tiêu Phàm dọc theo thời không chi hà xuôi dòng, không bao lâu liền đến hắn tiến vào thời không chi hà tọa độ không gian. Chỉ là, hắn không có trước tiên rời đi, mà là đứng ở tại chỗ, ngắm nhìn thời không chi hà hạ lưu. Hắn trong lòng có chút hiếu kỳ, mình nếu là dọc theo thời không chi hà tiếp tục hướng xuống. Sau đó từ một cái nào đó thời không tiết điểm rời đi, sẽ phát sinh gì đây? Tiêu Phàm rơi vào trong trầm tư. Dưới chân hắn thời không tiết điểm đại biểu cho hiện tại, phía dưới thời không tiết điểm, nhất định là đại biểu cho tương lai. Nếu là mình từ phía dưới thời không tiết điểm rời đi, phải chăng có thể đoán trước tương lai chư thiên vạn giới là tình huống như thế nào đây? Ý nghĩ này, vừa xuất hiện ở Tiêu Phàm liền vung đi không được. Tạp cường đại như thế. Tương lai rốt cuộc là hắn diệt vạn giới, hay là vạn giới giết hắn? Tiêu Phàm rất muốn thử nghiệm điều tra tương lai tình cảnh, nhưng là, hắn lại sợ phát sinh cái gì bất ngờ. Xuyên toa quá khứ, là cần bỏ ra cực lớn giá cao, lại càng không cần phải nói xuyên toa tương lai. Mặc dù không biết cái kia đại giới là cái gì,
nhưng chính là bởi vì cái này không biết, Tiêu Phàm mới không dám tùy tiện thử nghiệm. Thật lâu, Tiêu Phàm áp chế một cách cưỡng ép nội tâm hiếu kỳ, đã ngừng lại tiến về tương lai dục vọng. Bởi vì hắn phát hiện, thời không chi hà phía dưới mông lung, hơn nữa ẩn ẩn xuất hiện mấy đầu nhánh sông. Lấy hắn đối thời không chi lực hiểu rõ, những cái này nhánh sông, hẳn là đại biểu cho chư thiên vạn giới tương lai khả năng phát triển phương hướng. Hắn không phải thời không lão nhân, không dám tùy tiện thử nghiệm. Tương lai sẽ làm sao, mấu chốt còn phải nhìn hiện tại. Tiêu Phàm thở dài một tiếng đi, ngay sau đó dứt khoát quyết nhiên bước vào bên cạnh thời không tiết điểm. Hắn lúc xuất hiện lần nữa, bốn phía kinh khủng hỗn loạn chi lực mãnh liệt mà tới, điên cuồng rảo sát lấy hắn nhục thể. Bất quá, không đợi hắn động thủ, hắn đầu vai vạn nguyên huyễn thú tản ra nhàn nhạt bạch sắc quang hoa, đem tất cả hỗn loạn chi lực chống đối bên ngoài. Nơi này là hỗn độn khư địa. Tiêu Phàm nhìn bốn phía một cái, vẻ mặt kinh ngạc. Không sai, liền chính là hỗn độn khư địa, hắn đối với nơi này hỗn loạn chi lực thực sự quá quen thuộc. Chỉ là, bản thân làm sao đột nhiên xuất hiện ở hỗn độn khư địa đây? Bình thường mà nói, bản thân hẳn là trở lại cái kia hỗn độn thời không bên trong mới đúng a. Cảm thụ được chung quanh bàng bạc hỗn loạn chi lực, Tiêu Phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, sáu đạo ma ảnh hiện lên, kết thành một cái lục đạo luân hồi trận. Theo lục đạo luân hồi kinh vận chuyển, tứ phương hỗn loạn chi lực cuồn cuộn mà vào, hóa thành từng mai bản nguyên tiên tinh rơi xuống. Hắn mặc dù vội vã tiến về Khư Thiên Thành, nhưng trên người bản nguyên tiên tinh đã tiêu hao sạch sẽ, nhất định phải dự trữ một chút mới có cảm giác an toàn. Đồng thời, trong đầu hắn tự hỏi, bản thân vì sao sẽ xuất hiện ở hỗn độn khư địa? Hẳn là phiến kia không gian hỗn độn, chính là hỗn độn khư địa một cái nào đó rối loạn thời không? Tiêu Phàm nghĩ tới một loại khả năng, bất quá cũng không xác định. Nếu như dạng này, chẳng phải là tiên cấm kiếp địa không gian bích lũy bị phá ra, cũng không khả năng rời đi tiên cấm kiếp địa. Tỉ mỉ nghĩ lại, cũng liền bình thường trở lại. Lấy tạp phân thân thực lực, là có thể phá mở không gian bích lũy, thời không lão nhân cùng luân hồi lão nhân bọn họ không có khả năng để tạp làm như vậy. Một khi tạp xuất hiện ở tiên ma giới, tuyệt đối là vạn tộc tai nạn. Hắn không thể không thừa nhận thời không lão nhân bàn tay to của bọn hắn bút, đã sớm đem đủ loại lỗ thủng nghĩ tới. Lúc trước sáng tạo tiên cấm kiếp địa, đoán chừng tốn hao đại giới rất lớn. Đáng tiếc, Hoàng Thiên liền xui xẻo, muốn rời khỏi cái kia không gian hỗn độn không phải bình thường khó khăn. Nếu là có một ngày may mắn rời đi, phát hiện mình lại trở về tiên cấm kiếp địa, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Thiếu Khuynh, Tiêu Phàm liền ngưng tụ hơn ngàn mai bản nguyên tiên tinh. Hắn không có tiếp tục, mà là trực tiếp đạp không mà lên, lấy sáu đại ma ảnh hộ thể, cấp tốc hướng về hỗn độn khư địa chỗ sâu bay đi. Khư Thiên Thành tinh không. Oanh, va chạm kịch liệt tiếng thỉnh thoảng vang lên, thiên vũ nổ tung, hỗn độn chi khí quay cuồng, che khuất bầu trời. Đợi tất cả bình tĩnh lại, mấy đạo thân ảnh hiển lộ mà ra. Thần Vô Tận, Hoang Ma đám người thân thể phá toái, máu me đầm đìa, thê thảm không thể tả. Mấy người đỏ thắm con ngươi, lạnh lùng hướng về đối diện bạch bào thân ảnh, trừ bỏ tạp còn có thể là ai. Như vậy không chịu nổi. Tạp đứng chắp tay, nhàn nhạt nhìn xem năm người. Hắn thu hồi bốn đạo phân thân, lần nữa khôi phục diện mạo như trước, ở trên cao nhìn xuống quan sát Thần Vô Tận mấy người. Thần Vô Tận mấy người há mồm thở dốc, muốn chữa trị đổ nát thân thể, lại cực kỳ cố hết sức. Giờ khắc này, bọn họ mới ý thức tới tạp chỗ kinh khủng. Rõ ràng chỉ là một bộ phân thân, lại đem bọn họ năm người đẩy vào tuyệt cảnh. Bọn họ nghĩ không hiểu, tạp vì sao trở nên mạnh như vậy. Phải biết, trước mắt tạp cỗ này phân thân, nhiều nhất chỉ là đệ nhị phân thân mà thôi, cũng chính là hoang cổ thời đại bọn họ đối chiến một bộ kia. Bọn họ rõ ràng nhớ kỹ, tạp đệ nhị phân thân, lúc trước chỉ là thông thường Hồng Mông Tiên Vương A. Bằng không, bọn họ những cái này Hỗn Nguyên Tiên Vương, căn bản không có cơ hội làm cho hắn rơi vào trạng thái ngủ say. Nghĩ không hiểu, ta vì sao trở nên mạnh như vậy đúng không? Tạp đệ nhị phân thân nhếch miệng cười một tiếng. Thần Vô Tận năm người mặc dù không nói, nhưng trong mắt lại hết sức đang mong đợi đáp án kia. Đúng vậy a, tạp đệ nhị phân thân làm sao trở nên khủng bố như vậy, quả thực có thể cùng thời không lão nhân bọn họ so sánh a. Nếu như cỗ thứ ba phân thân đều biến thái như vậy, cái kia thời không lão nhân bọn họ bày bố vô tận tuế nguyệt, thì có ích lợi gì đây?
Ta một mực biết rõ một cái đạo lý, nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều, cho nên, các ngươi có thể đi chết. Tạp đệ nhị phân thân cười khẩy, căn bản không có ý giải thích. Trong nháy mắt một điểm, mấy đạo lưu quang bắn ra, cấp tốc hướng về thần vô tận năm người nổ xạ đi. Phốc phốc, năm người thân thể lại nổ tung không ít, càng ngày càng thảm liệt. Đừng nói phản kháng, bọn hắn giờ phút này, chính là muốn khôi phục nhục thân cũng khó khăn. Tiên tri lực cơ hồ hao hết bọn họ, cơ hồ chỉ là cá trên thớt. Yên tâm, Hồng Mông Tiên Vương không dễ dàng chết như vậy. Thật nghĩ không hiểu, các ngươi lấy cái gì cùng ta chơi. Tất nhiên muốn chơi, vậy thì từ từ chơi, ta xem các ngươi có thể kiên trì bao lâu. Tạp đệ nhị phân thân một bên giễu cợt, một bên không ngừng xuất thủ. Thần vô tận năm người thân thể một lần lại một lần nổ tung, thương thế một lần lại một lần tăng thêm, hư không máu tươi chảy ra. Mấy người quỳ một chân hư không, không có chút huyết sắc nào, miễn cưỡng có thể đủ chống đỡ lấy bản thân thân thể. Tạp đệ nhị phân thân mỗi một lần đều xuất thủ cực kỳ ngoan độc, căn bản không có lưu tình chút nào ý tứ. Cũng chính là bởi vì như vậy, thần vô tận mấy người trong lòng hết sức kinh ngạc. Phải biết, tạp thế nhưng là có được chém giết tiên vương cảnh thủ đoạn, nhưng lúc này đây, vì sao cảm giác có chút hạ thủ lưu tình ý tứ đây? Không, hẳn không phải là hạ thủ lưu tình, mà là hắn thật trong thời gian ngắn giết không chết bọn ta. Ý nghĩ này chợt lóe lên, thần vô tận mấy người tâm tư cũng biến thành hoạt lạc. Chỉ cần không chết được, chỉ cần không bị tạp phong ấn, bản thân mấy người vẫn có lật bàn cơ hội. Tạp, ngươi chỉ có loại trình độ này sao? Sẽ không liền lão tử đều giết không được à? Hoang ma châm chọc cười ha hả, kiêu căng khó thuần, tới, lão tử đứng ở chỗ này nhường ngươi giết. Ngươi vội vã muốn chết sao? Tạp đệ nhị phân thân cười lạnh một tiếng, một trường vỗ ra, hoang ma thân thể bỗng nhiên nổ tung, hóa thành huyết vụ đầy trời, ma khí quay cuồng. Mấy tức về sau, hoang ma nhục thân lần nữa khôi phục một nửa, nhìn qua vẫn như cũ tàn phá không chịu nổi, thảm liệt hết sức. Nhưng là, hoang ma lại là không những không giận mà còn cười, xem ra ta đoán đúng rồi, người quả nhiên không giết chết được ta. Bên cạnh thần vô tận bốn người lá gan cũng lớn lên, ánh mắt có chút tỏa sáng. Bọn họ nhất e ngại tạp cái gì, tự nhiên giết chết tiên vương cảnh thủ đoạn. Điểm này, bọn họ sớm tại tiên cổ thời đại cùng thái cổ thời đại liền đạt được chứng minh. Nhân hoàng cái chết, kiếm chủ cái chết, không chỗ nào không giải thích, tạp là có thể giết chết tiên vương cảnh. Nhưng hiện tại, bọn họ lại nhiều lần chọc giận tạp đệ nhị phân thân, nhưng đối phương cho dù ra tay độc ác, cũng nhiều nhất để bọn hắn thụ thương mà thôi. Chỉ cần không chết, cái kia còn có cái gì có thể sợ hãi? Tạp, xem ra, người nuốt cái kia khư tộc, cũng không phải là không có giá cao. Đột nhiên, thần vô tận đứng dậy, híp hai mắt nói. Tạp đệ nhị phân thân hơi nhíu mày, cũng không phản bác, vậy thì như thế nào? Các ngươi đều trốn không thoát. Dứt lời, tạp cũng không suy nghĩ nữa đánh giết bọn họ, mà là đánh ra từng đạo thủ ấn, đầy trời phù văn nở rộ, hóa thành từng đầu tiên đạo thần liên, hướng về năm người gào thét đi. Tất nhiên giết không chết năm người, hắn liền lựa chọn phong ấn. A Minh Vương bỗng cười lạnh một tiếng, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hắn đỉnh đầu âm dương thần ma bức tranh đột nhiên tăng vọt, hóa thành một màn ánh sáng, chặn lại đầy trời tiên đạo thần liên. Tiên đạo thần liên không ngừng tăng vọt, muốn vòng qua âm dương thần ma bức tranh, khốn phong mấy người. Nhưng mà, âm dương thần ma bức tranh dường như cũng không có cực hạn đồng dạng, giống như màn trời, che khuất bầu trời, ngăn cách thiên địa. Tiên đạo khí tức mãnh liệt, hai người không ai nhường ai. Ta ngược lại muốn xem, người cái này phá bức tranh rốt cuộc có bao nhiêu. Tạp đệ nhị phân thân không hoảng hốt không vội, tiếp tục thao túng tiên đạo thần liên. Khóe miệng của hắn hiện lên vẻ khinh thường, bởi vì hắn rõ ràng nhìn thấy, âm dương thần ma bức tranh trở nên mỏng manh. Nguyên bản cách âm dương thần ma bức tranh một bên là không nhìn thấy một bên khác, nhưng bây giờ, đã có thể nhìn thấy một đạo cái bóng mơ hồ. Hiển nhiên, âm dương thần ma bức tranh là có cực hạn. Minh Vương sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn giờ phút này bản thân bị trọng thương, căn bản là không có cách toàn lực điều khiển âm dương thần ma bức tranh, ở đâu là tạp đệ nhị phân thân đối thủ. Cho dù hắn toàn thịnh thời kỳ, đoán chừng cũng không khả năng ngăn cản được. Các ngươi đi trước, Minh Vương bí mật truyền âm thần vô tận mấy người. Hắn biết rõ, bản thân là không thể nào ngăn cản được tạp đệ nhị phân thân phong ấn. Nhưng là bây giờ,
chí ít thần vô tận mấy người có cơ hội chạy trốn. Không thể đi, thần vô tận khuôn mặt kiên nghị. Không sai, không thể lui, chúng ta nếu như lui, tạp tất nhiên dẫn người giết vào lục đại tiên thành, vạn tộc sẽ chết thảm trọng. Ma chủ cũng đứng ở đó không nhúc nhích. Tử Vũ cùng Hoang Ma trầm mặc không nói, nhưng hai người cũng thái độ kiên quyết. Mau chóng khôi phục tiên lực, thần vô tận thở sâu. Bản nguyên tiên tinh đã dùng hết rồi, trong thời gian ngắn không khôi phục được bao nhiêu. Hoang Ma trầm giọng nói. Từ Minh Vương xuất thủ một khắc kia trở đi, bọn họ liền đã đem hết toàn lực vận chuyển công pháp, có thể mảnh này thiên địa bản nguyên lực lượng sớm đã bị bọn họ hút hết. Bằng vào công pháp và nhục thân khôi phục, không muốn biết năm nào tháng nào. Đừng nói khôi phục tiên chi lực, chính là khôi phục nhục thân cũng rất khó. Đúng rồi, sư tôn ta đây, còn có đấu thiên, hắn hẳn là cũng tỉnh rồi à. Hoang Ma đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhìn về phía thần vô tận mấy người nói. Thần vô tận mấy người há miệng muốn nói, lại không biết làm sao mở miệng. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Hoang Ma nội tâm có loại dự cảm bất an. Đấu thiên, đại vô thiên ma, tiến về tiên ma giới, liên thủ thái ma, trấn áp tạp đệ nhất phân thân. Thần vô tận thở sâu, vẫn là đem sự tình cùng Hoang Ma giải thích một lần. Nguyên lai, đấu thiên cùng đại vô thiên ma đã sớm rời đi tiên cấm kiếp địa, tiến về tiên ma giới. Chỉ là việc này người biết cực ít, tạp đệ nhị phân thân thức tỉnh, tất nhiên sẽ kích thích hắn đệ nhất phân thân cùng đệ tam phân thân. Mặc dù lần trước Tiêu Phàm trợ giúp thái ma tạm thời trấn áp trong cơ thể tạp phân thân, nhưng là, thái ma căn bản là không có cách kiên trì thời gian quá dài. Tăng thêm đệ nhị phân thân kích thích, thái ma thể nội trấn áp đệ nhất phân thân, vô cùng có khả năng sớm thức tỉnh, hơn nữa phản chế thái ma. Vì đề phòng vạn nhất, đấu thiên cùng đại vô thiên ma hai người đồng thời tiến về. Theo ta được biết, thái ma tiền bối trấn áp là đệ nhất phân thân A, cái kia đệ tam phân thân đây. Hoang Ma có chút không tin thần vô tận mà nói. Bọn họ năm người liên thủ đều không phải tạp đệ nhị phân thân đối thủ, chỉ bằng đại vô thiên ma cùng đấu thiên hai người, có thể trấn áp hai đại phân thân. Dù cho tăng thêm bị thương thái ma, cũng không khả năng. Đoán chừng thái ma hiện tại cũng bản thân khó bảo toàn. Không sai, bọn họ liền là trợ giúp thái ma tiền bối trấn áp đệ nhất phân thân, về phần đệ tam phân thân, từ thái nhất cùng 12 tổ ma xuất thủ. Thần vô tận trịnh trọng nói. Thái nhất bọn họ cũng tỉnh, Hoang Ma kinh ngạc. Đều tỉnh dậy, thần vô tận gật gật đầu, hiện tại, có thể tỉnh lại người, đều đã tỉnh. Vậy thời không lão nhân, luân hồi lão nhân bọn họ đâu? Còn có cha ta đây. Hoang Ma trong mắt lóe lên một vòng chờ mong chi quang. Thần vô tận nhìn ra Hoang Ma ý nghĩ, không cần đem hy vọng ký thác trên người bọn hắn, bọn họ mặc dù tỉnh, nhưng thực lực còn chưa triệt để khôi phục. Chúng ta sở dĩ sớm động thủ, chính là vì ngăn cản tạp ba bộ phân thân, không thể để cho hắn phá mở lục đạo luân hồi phong ấn. Hoang Ma nghe vậy, thần sắc lần nữa trở nên ngưng trọng lên, nói cách khác, hiện tại chỉ có thể dựa vào chính chúng ta. Thần vô tận không có trả lời, ánh mắt lại là nhìn về phía chân trời. Cái hướng kia, chính là Thương Thiên Thành vị trí. Các ngươi có phải hay không còn có cái gì gạt ta, nói chuyện a? Hoang Ma ánh mắt ở thần vô tận, Tử Vũ cùng ma chủ trên người từng cái đảo qua. Không đợi mấy người mở miệng, hắn lại bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, còn có lão nhân coi mộ, lão gia hỏa kia đây. Đủ, ma chủ khẽ quát một tiếng, Hoang Ma, ngươi chẳng lẽ không phát hiện, hỗn độn tiên linh tộc hai người kia không tới sao? Hoang Ma con ngươi hơi co lại. Đúng vậy a, hỗn độn tiên linh tộc người làm sao không có tới? Là vậy, lão nhân coi mộ đến bây giờ đều còn chưa xuất hiện, nhất định là ngăn cản hỗn độn tiên linh tộc chí cường đi. Bằng không mà nói, lão nhân coi mộ không có khả năng không tham dự. Dựa vào người khác, không bằng dựa vào chính mình. Ma chủ thở sâu, quanh thân ma khí bành trướng, sát cơ nồng đậm, mỗi người đều có mỗi người nhiệm vụ, mà chúng ta năm người nhiệm vụ, chính là phong ấn tạp đệ nhị phân thân. Hoang Ma đắng chát cười một tiếng, bằng vào bọn họ 5 người, muốn phong ấn tạp đệ nhị phân thân, biết bao khó khăn. Chiếu hiện tại loại này tình huống, không phải là tạp phân thân đem bọn hắn phong ấn liền tốt. Hiện tại chúng ta có thể làm, chính là kiên trì. Kiên trì đến cuối cùng, chính là thắng lợi. Một mực trầm mặc Tử Vũ chen lời nói, ánh mắt kiên nghị, không có nửa điểm chán chường. Hoang Ma mấy người mặc dù cắn răng kiên trì, nhưng trong lòng lại hoàn toàn không có yên lòng.
Bọn họ có thể kiên trì, nhưng căn bản không kiên trì được bao lâu a. Phong, mấy người trầm ngâm thời khắc, tạp đệ nhị phân thân bỗng một tiếng quát như sấm, đầy trời thiên đạo thần liên bỗng tăng vọt, giống như ức vạn giải lụa màu nở rộ, xông phá âm dương thần ma bức tranh chống đối, nhanh chóng bay về phía bọn họ. Lui, Minh Vương bạo hống một tiếng, một ngụm nghịch huyết phun ra, âm dương thần ma bức tranh cấp tốc thu nhỏ, lơ lửng ở đỉnh đầu của hắn. Cả người dường như bị mãnh liệt va chạm, bay ngược mà ra. Thần vô tận bốn người cũng bị bừng tỉnh, tốc độ cao nhất lui lại. Bọn hắn tốc độ không chậm, thế nhưng ức vạn tiên đạo thần liên tốc độ càng nhanh, hơn nữa đã sớm phong bế đường lui của bọn hắn, răng đầy mỗi một tấc không gian. Xa xa nhìn tới, ức vạn tiên đạo thần liên giống như một to lớn hình cầu, khốn trụ nghìn vạn dặm phương viên. Thần vô tận bọn họ, cho dù nghĩ lui, cũng căn bản không có bất kỳ đường lui nào. Hô hô, cũng liền ở mấy người đang lúc tuyệt vọng, tiên đạo thần liên bên ngoài, đột nhiên từng đạo lưu quang đột phá trói buộc, cấp tốc hướng về bọn họ bay vụt mà tới. Mấy người bản năng muốn né tránh, nhưng làm bọn họ thấy rõ ràng đồ bay tới lúc, không chút do dự đem hắn nắm trong tay. Ầm ầm, mấy người bỗng nhiên bóp nát vật trong tay, cuồn cuộn bản nguyên tiên lực điên cuồng mà tràn vào mấy người thể nội. Chỉ thấy thần vô tận đám người nhục thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục, đồng thời, bọn họ thể nội tiên lực cũng biến thành tràn đầy lên. Hiển nhiên, bay về phía các ngươi đồ vật không đặc biệt, chính là bản nguyên tiên tinh. Bọn họ lúc này tình huống, chỉ có bản nguyên tiên tinh có thể làm cho bọn họ khôi phục nhanh chóng đỉnh phong. Là ai? Hoang ma kinh dị nhìn xem thần vô tận mấy người, theo bọn hắn nghĩ, đây cũng là thần vô tận bọn họ đã sớm kế hoạch tốt. Nhưng mà, thần vô tận mấy người lại là lắc đầu, đồng dạng vẻ mặt kinh ngạc cùng mờ mịt. Các ngươi cũng không biết, hoang ma trợn to hai mắt. Hắn nghĩ không hiểu, lúc này, còn có ai sẽ cứu mình một nhóm. Chúng ta liền ngươi thức tỉnh, đều không có nghĩ qua, hơn nữa, cùng tạp đệ nhị phân thân chiến đấu, chúng ta liền không có để Hồng Mông Tiên Vương cảnh phía dưới người tham gia. Ma chủ khẳng định hoang ma ý nghĩ. Hắn nội tâm đồng dạng kinh ngạc, là ai sẽ kịp thời cho bọn hắn đưa tới bản nguyên tiên tinh đây? Nhanh, phá khai phong ấn, lao ra, thần vô tận hét lớn một tiếng. Tự tìm cái chết. Cũng vào lúc này, nơi xa bỗng truyền đến một tiếng quát như sấm, mấy người quay đầu nhìn tới, chỉ thấy một đầu to lớn cái đuôi, hung hăng quất hướng tạp đệ nhị phân thân. Tạp phong ấn mấy người kế hoạch bị đánh gãy, đưa tay chính là một đạo kiếm mang, bỗng nhiên đem thương khung một phân thành hai. Mắt thấy cái kia to lớn cái đuôi sắp bị chém đứt, đột nhiên một đạo đèn ánh sáng màu xanh nở rộ, ngăn tại cái đuôi lớn trước người. Bang, kim loại đụng mãnh liệt thanh âm vang lên, tiên lực cuồng bạo. Hỗn độn khí hải cuồn cuộn. Đây là, thần vô tận mấy người ngươi nhìn lấy ta nhìn vào ngươi, tất cả đều lộ ra nghi hoặc. Bọn họ thấy rõ người xuất thủ là ai, đó là một đầu to lớn cự xà màu đen, nằm ở một cái vạn trượng rùa đen trên lưng, hai người dường như cộng sinh, liền thành một khối. Trên người tán phát khí tức, vậy mà cực kỳ cường đại, hoàn toàn không yếu hơn bọn họ năm người. Người này là ai? Hoang ma năm người đồng thời mở miệng. Hiển nhiên, bọn họ cũng không nhận ra người này, không, chuẩn xác mà nói là yêu này. Nhưng là, nó mạnh mẽ không cho phép hoài nghi. Có lẽ hắn một thân một mình, không phải tạp đệ nhị phân thân đối thủ. Nhưng là, hắn lại ở lúc mấu chốt đuổi tới, cắt đứt tạp đệ nhị phân thân xuất thủ, giải cứu bọn họ. Hơn nữa, hắn phòng ngự cực kỳ đáng sợ, tạp công kích, vậy mà không có công phá hắn phòng ngự, cái này cũng có chút biến thái. Hô! Thần vô tận mấy người thân hình lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện ở cự yêu một bên. Cự yêu thân hình một trận biến hóa, hóa thành một cái lưng gù lão giả, người mặc hắc bào, hai phiết hắc sắc sợi râu, nhưng ánh mắt sắc bén, hiện ra huyết quang, để người kinh hãi. Tạ đạo huynh xuất thủ, thần vô tận chắp tay, từ trong thâm tâm cảm kích nói. Hoang ma mấy người cũng khẽ vuốt cằm, đối phương xuất hiện, quá kịp thời. Nếu như chậm thêm một hồi, bọn họ coi như chơi xong. Lưng còng lão giả khoát khoát tay cười cười, các vị tiền bối không cần khách khí, đáng tiếc ta vừa mới tỉnh ngủ, chỉ lấy được mấy cái bản nguyên tiên tinh. Đủ, hoang ma tự tin cười một tiếng. Ngươi không phải hoang cổ người, thần vô tận lại nghe ra lưng còng lão giả trong giọng nói ý tứ. Chờ chút, đột nhiên, một bên tử vũ nhìn chằm chằm lưng còng lão giả,
híp mắt nói, ngươi là, Huyền Vũ. Gặp qua Tử Vũ tộc trưởng, lưng còng lão giả cười cười, xem như thừa nhận thân phận này. Ngươi vậy mà cũng đột phá Hồng Mông Tiên Vương, Tử Vũ kinh ngạc, đột nhiên lại cảm thấy mình nói sai, vội vàng nói, chúc mừng đạo hữu. Tử Vũ, ngươi biết, Thần Vô Tận mở miệng, có chút bất ngờ. Tử Vũ cười gật gật đầu, giải thích nói, vị này là Huyền Võ Đạo Bản, viễn cổ người, Huyền Võ Đạo Bản thiên phú tuyệt luân, hùng tài đại lược, đã từng thống nhất qua hải tộc. Viễn cổ đại kiếp một trận chiến, hắn cũng là đối phó tạp đệ tam phân thân chủ lực một trong, thật sự là niên đại quá xa xưa, tăng thêm ta theo đạo hữu liên hệ không nhiều, vừa bắt đầu không nhận ra được, đạo hữu chớ trách. Tử tộc trưởng khách khí, lưng còng lão giả Huyền Vũ khoát khoát tay, nói. Cẩn thận, đột nhiên, hoang ma hét lớn một tiếng, một bước ngăn tại đám người trước người. Oanh một tiếng nổ vang, hoang ma nửa người nổ tung, cả người bay ngược mà ra. Thần Vô Tận vội vàng bắt lấy hoang ma thân thể, phòng bị hướng về phía trước. Thêm một cái, thiếu một cái, còn không phải như vậy kết cục. Tạp cười lạnh không thôi, hắn nội tâm cũng vô cùng phẫn nộ. Một đám bại tướng dưới tay, vậy mà không nhìn mình ở tán dóc với nhau, cái này khiến hắn nội tâm làm sao thư sướng. Chỉ một thoáng, tạp đệ nhị phân thân đột nhiên chia ra làm sáu, đồng thời nhào về phía sáu người. Sáu người sắc mặt âm trầm đáng sợ. Bọn họ thật vất vả khôi phục một điểm tiên lực, có thể tạp đệ nhị phân thân lực lượng lại dường như vô cùng vô tận, một mực ở vào đỉnh phong. Tiếp tục như vậy, mặc dù có Huyền Vũ gia nhập, bọn họ cũng rất khó chiến thắng tạp đệ nhị phân thân. Mấy phen công kích rơi xuống, sáu người bị thương lần nữa thảm trọng, tiên lực cũng còn thừa không có mấy. Không được, tiếp tục như vậy không phải biện pháp, muốn chiến thắng tạp đệ nhị phân thân, nhất định phải bổ sung đầy đủ tiên lực. Chúng ta cần bản nguyên tiên tinh. Thần Vô Tận trong bóng tối cho mấy người truyền âm. Trước đó thu thập mấy trăm khối đều đã dùng hết rồi, đi đâu làm bản nguyên tiên tinh? Tử Vũ thở dài. Hắn nha, tạp chỉ là một bộ phân thân mà thôi, hắn tiên lực làm sao tiêu hao không hết. Hoang ma giận mắng không thôi. Luận thực lực, bọn họ sáu người liên thủ hẳn là miễn cưỡng có thể đủ cùng tạp đệ nhị phân thân đánh một trận, nhưng bọn hắn tiêu hao quá lớn. Căn bản là không có cách kiên trì thời gian quá dài. Hắn thôn phệ không ít khư tộc lực lượng, chúng ta hao không qua hắn. Ma chủ híp quét mắt đối diện thân ảnh, nhanh chóng tìm kiếm nhược điểm của hắn. Hắn biết rõ, muốn chiến thắng tạp phân thân, không thể đánh tiêu hao chiến, bọn họ căn bản tiêu hao không nổi. Ta ngược lại muốn xem, các ngươi có thể kiên trì bao lâu. Giả Thần Vô Tận nhếch miệng cười một tiếng, lần nữa nhào về phía Thần Vô Tận. Căn bản không cho mấy người cơ hội thở dốc. Tất nhiên giết không chết các ngươi, vậy liền tiêu hao chết các ngươi. Chiến trường hỗn loạn tưng bừng, lại kịch chiến hai canh giờ, Thần Vô Tận sáu người lần nữa ngã xuống, ngay cả Huyền Vũ đều bị thương thảm trọng. Các ngươi còn có giúp đỡ sao? Hoặc có lẽ là, còn có bản nguyên tiên tinh sao? Tạp bình tĩnh nhìn sáu người, phất tay, đầy trời tiên đạo thần liên lại hiện ra. Thần Vô Tận mấy người sắc mặt khó xử tới cực điểm. Đường đường Hồng Mông Tiên Vương lại muốn bị đối phương mài chết, thật mất thể diện. Không có bản nguyên tiên tinh, vậy liền có thể chết. Tạp dường như thật hân hạnh gặp mấy người dáng vẻ tuyệt vọng, trên mặt lộ ra nụ cười chế nhạo. Nhưng mà, cũng đúng lúc này, chân trời một đạo sang sảng thanh âm vang lên. Tạp, người xem thường ai đây? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 265.